Tại bọn họ thời điểm chiến đấu, bọn họ phía dưới cái kia huyết sắc tinh thần phía trên kết giới, trong đó có ngưng tụ thành huyết sắc thần long thiên văn, chính hướng về Độc Cô Tấn hội tụ, giống như là nhận lấy thân thể của hắn dẫn dắt, tự động hướng về Độc Cô Tấn hội tụ, tan vào hắn cùng hắn cộng sinh thú huyết nhục bên trong. Thậm chí, càng ngày càng nhiều xương máu, ngưng tụ ở trên người hắn, để hắn tại vô hình ở giữa, biến đến càng thêm khó đối phó. Huyết long nhập thể, Độc Cô Tấn khí chất, đều đang phát sinh lấy biến hóa. Lý Thiên Mệnh phát hiện, muốn phá hư kết giới này người, lại là Độc Cô Tấn, ngược lại là Phong Thanh Ngục tại ngăn cản hắn. Cử động này, giống như hoàn toàn phản. Dù sao lúc trước, Độc Cô Tấn thế nhưng là Thái Cổ Thần Tông cường giả. Có Phong Thanh Ngục ngăn cản, Độc Cô Tấn không đến được tinh thần phía trên, chỉ có thể cùng Phong Thanh Ngục rằng co, Lý Thiên Mệnh tạm thời không cần thiết đi quấy rối. Thượng thần bố trí kết giới, ta Hắc Ám Tí có thể xuyên thấu a? Nếu như có thể xuyên thấu, ta có hay không có thể nhìn đến, kết giới bên trong, đến cùng có cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái kia huyết khí ngập trời tinh thần, ra đời ý nghĩ như vậy. Hắn nói làm liền làm, lập tức hướng về cái kia huyết sắc tinh thần rơi đi. Đúng vào lúc này, Phong Thanh Ngục phát hiện hắn, một đạo mãnh liệt kiếm quang nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt xuyên thấu đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bị buộc đi. Hai người đối mặt. Phong Thanh Ngục ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi, càng không thể đi xuống. Hắn chu thiên lục kiếm, phân ra một thanh kiếm, tại Lý Thiên Mệnh bên người bạo loạn cuồng bay, đối Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm, hiển nhiên tại nghiêm trọng cảnh cáo. Độc Cô Tấn cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Hắn biểu lộ rất lạnh lùng, thậm chí có một ít trêu tức, đây càng nói rõ, hắn không có khả năng cùng mình, đi đến cùng nhau đi. Đang lúc Lý Thiên Mệnh cân nhắc, muốn hay không cưỡng ép đi xuống thời điểm. Huyết ý quỷ vương cùng u ảnh quỷ vương, đã đến. Bọn họ đến, để cục diện một chút thì biến đến khó bề phân biệt. Huyết ý quỷ vương liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh, hắn ánh mắt càng hung ác, bất quá lần này, hắn không có truy giết đi lên, mà chính là ánh mắt nóng rực quét một chút huyết sắc tinh thần, lại đối Phong Thanh Ngục nói, Phong huynh, thế nhưng là tại ngăn cản Độc Cô Tấn xuống dưới. Người biết đây là cái gì? Phong Thanh Ngục tạm thời dừng tay, lãnh đạm hỏi. Tự nhiên biết, đây chính là chúng ta trên thân phong cấm kết giới căn bản, đánh vỡ cái này huyết sắc kết giới, chúng ta liền có thể bài trừ trên người phong cấm, khôi phục thực lực. Đến đón lấy tầm bảo, liền muốn thuận tiện rất nhiều. Tối thiểu, không cần để một tên tiểu bối, nắm mũi dẫn đi. Huyết ý quỷ vương ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, cùng Phong Thanh Ngục thấp giọng nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Phong Thanh Ngục hơi nghi hoặc một chút. Xác định, nguyên bản tinh đồ có ghi chép. Huyết ý quỷ vương nói. Cái kia vì sao Độc Cô Tấn, cũng muốn phá hư. Đây là hắn dẫn ra kết giới. Phong Thanh Ngục nói. Ta đây cũng không biết, có lẽ, kết giới này sáng tạo giả, cùng hắn khá liên quan. Dù sao phá hư kết giới này, đối với chúng ta có trăm lợi không một hại. Rất rõ ràng, kết giới này thọ mệnh đã đến thời kỳ cuối, thì coi như chúng ta không phá hư. Nó đoán chừng trong vòng mấy trăm năm, liền sẽ tiêu vong. Huyết ý quỷ vương đối xử lạnh nhạt đảo qua Lý Thiên Mệnh, đối Phong Thanh Ngục nói, Phong huynh, ngươi cũng đã biết, Thanh Minh cùng Long Thương Nguyên, đều bị tiểu tử này, dựa vào Hiên Viên Đại Đế lưu lại thiên tinh diệu Long Thần Kích, giết đi. Cái gì? Phong Thanh Ngục toàn thân chấn động, sắc mặt rốt cục biến hóa, cả người đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Khác kỳ quái, chúng ta bị phong cấm lực lượng, hắn ở chỗ này lại như có thần trợ. Này lên kia xuống, hắn sẽ chỉ càng mạnh. Ta dựa vào dịch tinh ẩn mệnh, mới thật không dễ dàng chiếm hắn thần kích, chỉ là cũng rất khó giết chết hắn. Nếu là không phá mất cái này phong cấm kết giới, tiếp đó, chúng ta chỉ cần không rời khỏi thiên tinh cảnh, tương đương với đem thiên tinh cảnh chắp tay nhường cho hắn. Đoán chừng tất cả mọi người, đều sẽ chết ở bên trong. Ngươi biết không, cái này phong cấm kết giới cần phải đối với hắn vô hiệu. Đây hết thảy, đoán chừng đều cùng Hiên Viên Đại Đế có quan hệ. Bao quát phía dưới cái này huyết sắc kết giới. Mà lại, người biết trên người hắn, còn có kiếp nguyên cùng kiếp khí A. Huyết ý quỷ vương ôm hận nói. Biết, Diệp Bồ Đề chuyện lúc trước, Phong Thanh Ngục nghe nói, hắn cau mày, đối huyết ý quỷ vương nói, liền thiên tinh diệu long thần kích đều xuất thế sao? Để cho ta thưởng thức một chút. Phong huynh mời xem, huyết ý quỷ vương rất là khẳng khái, đem thiên tinh diệu long thần kích, trực tiếp giao phó đến Phong Thanh Ngục trên tay, cho thấy tín nhiệm. Phong Thanh Ngục xúc giác trên đó vảy rồng, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, chợt giận dữ nói, thần vật là thần vật, đáng tiếc có hạn chế, chúng ta không vận dụng được,
Ý của ngươi là, hắn có thể sử dụng. Chẳng những có thể dùng, mà lại mỗi một chạm, đều có thể xé rách tinh không, vừa rồi một trận ác chiến, hắn cũng là dựa vào cái này thần vật, dẫn động toàn bộ thiên tinh cảnh tinh thần lực lượng, giết ta nhóm 10.000 kiếp lão. Huyết ý quỷ vương phẫn nộ nói. Cho nên nói, thiên tinh cảnh cùng hiên viên đại đế ở giữa, có lớn lao liên lụy, thậm chí nơi này bảo bối, cũng có thể đến từ hiên viên đại đế. Cái này không khó giải thích, hắn thân là đế tử, có thể trực tiếp mở ra thiên tinh cảnh sự tình. Thiên tinh cảnh, cũng là hiên viên đại đế tàng bảo chi địa, để con cháu của hắn đến đây mang về thần tông, đáng tiếc bị chúng ta nắm trong tay nơi này. Phong thanh ngục minh bạch. Thế nhưng là, nếu là không phá mất cái này phong cấm kết giới, làm thịt tiểu tử này, hậu quả khó mà lường được. Phong huynh, chúng ta bây giờ, không phải tại cùng hắn đối kháng, mà là tại cùng hiên viên đại đế đối kháng, ngươi có thể hiểu. Huyết ý quỷ vương nói. Được rồi, đều nói đến phân thượng này. Cái kia liền rách đi. Phong thanh ngục gật đầu. Huyết ý quỷ vương che giấu trong lòng hoan hỉ, ngược lại đối độc cô tẫn nói, nghe nói độc cô huynh đệ, liên tục ám sát qua 2 lần tôn thần. Chớ nói nhảm, chỉ có 1 lần. Xa xa độc cô tẫn thản nhiên nói. Cái kia không quan trọng, 1 lần cũng đầy đủ nói rõ, người cùng chúng ta có duyên phận. Huyết ý quỷ vương nói. Cũng không có. Các ngươi là các ngươi, ta là ta. Độc cô tẫn nói. Khách khí, chỉ ít hôm nay, chúng ta mục tiêu nhất trí. Huyết ý quỷ vương cười nói. Ha ha, độc cô tẫn khoát khoát tay, nói, ngươi xác định không ngăn cản ta. Cái kia ta muốn phải lên. Không vội, ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, kết giới này cùng độc cô huynh đệ ra thế, có cái gì liên lụy? Huyết ý quỷ vương mỉm cười nói. Không thể trả lời. Độc cô tẫn nói xong. Trực tiếp hướng xuống hướng. Bọn họ lúc nói chuyện, lục đạo kiếm ma phong thanh ngục đem thiên tinh diệu long thần kích, trả lại cho huyết ý quỷ vương. Ngay sau đó, hắn lấy chợt lóe tài năng ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn qua. Lý Thiên Mệnh biết, hắn coi trọng kiếp khí cùng kiếp nguyên. Lục đạo thần vực hắn cường giả như vậy, nhưng cũng tiếc thần vực chỉnh thể thực lực, so âm dương thần vực còn kém một chút. Phong thanh ngục rất cần kiếp khí cùng kiếp nguyên loại này tư nguyên. Làm cho cả thần vực tổng thể tính đề cao. Như thế, hắn mới có thể trong tương lai đánh cược bên trong, có càng cao quyền lên tiếng. Huyết ý quỷ vương đã cùng hắn miêu tả qua, Lý Thiên Mệnh lợi hại, cùng phía sau hắn hiên viên đại đế phù hộ. Làm minh hữu đều nói đến phân thượng này, làm độc cô tấn, huyết ý quỷ vương cùng u ảnh quỷ vương 3 người, tất cả đi xuống công kích huyết sắc tinh thần phía trên kết giới lúc, một mình hắn, cũng không cách nào lại ngăn cản. Lý Thiên Mệnh. Hủy cái này phong cấm kết giới ngọn nguồn, người thì tai kiếp khó thoát. Phong thanh ngục lãnh đạm nói một câu, thẳng tiếp theo. Trong lúc nhất thời, biến thành 4 người bọn họ, đều tại phá hư kết giới. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ để Lý Thiên Mệnh, vạn phần đau đầu. Đây chính là phong cấm kết giới ngọn nguồn. Phá, bọn họ đều muốn khôi phục thực lực. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Đệ nhất, tranh thủ thời gian chạy, tranh thủ chạy ra thiên tinh cảnh. Cái lựa chọn này, tại thiên tinh cảnh nội bộ phá vây không có vấn đề. Một khi lao ra, bên ngoài khẳng định có rất nhiều đứng đầu cường giả. Cho dù có một cái quỷ vương, không có thiên tinh cảnh phong cấm kết giới, Lý Thiên Mệnh đều chạy không được. Cái này mạo hiểm, rất lớn. Thứ hai, cái kia chính là thừa dịp đối phương phá hư thành công trước đó, giết sạch bọn họ. Tối thiểu nhất, đuổi hắn đi nhóm. Tối thiểu muốn quấy rối. Vừa mới bắt đầu nhìn đến bên này động tĩnh thời điểm, huyết ý quỷ vương bọn người trực tiếp cuồng hỉ, liền truy sát ta đều có thể từ bỏ, điều này nói rõ, đánh vỡ kết giới này thu hoạch, chưa hẳn chỉ có bài trừ phong cấm kết giới đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói, bên trong có chân chính trọng bảo. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất xoắn xuýt. Tại cái này khẩn trương thời khắc, muốn làm quyết định rất khó. Lấy tính cách của hắn, lâm trận bỏ chạy rất khó, hắn đang nghĩ, còn có thể hay không liều một lần. Lên đi, xem trước một chút, ta có thể hay không xuyên qua, cái này thượng thần kết giới. Đối phương tại ầm vang tấn công, cái này sắp phá nát kết giới lúc, Lý Thiên Mệnh đồng dạng đi xuống, đi tới nơi này xương máu ngập trời tinh thần mặt ngoài. Hắn lấy tay trái hắc ám tí mở đường. Vừa tới đạt nơi này, đột nhiên ở giữa, chung quanh sóng máu lăn lộn, lại có rất nhiều huyết tinh thần long, hội tụ ở bên người, cắn xé mà đến. Bọn họ đều là thiên văn tạo thành. Lý Thiên Mệnh hắc ám tí, có thể trình độ nhất định, phá loại này hình rồng thiên văn. Có thể mấu chốt là,
đối phương quá mức hung sát, đem Lý Thiên Mệnh xem như đại địch, hoàn toàn không cho hắn đi vào. Cái này huyết sắc kết giới, cùng trước kia đụng phải ba cái kết giới, thái độ hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh thì tại cái này ở lại một hồi nhi, thiếu chút nữa bị cuốn vào, bị vạn long cho cắn thành toái phiến. Không thành, vào không được. Hắn chỉ có thể trốn thoát. Hắn bay lên bầu trời, tại trong tầm mắt của hắn, đối phương bốn người, chính mang lấy bọn hắn cộng sinh thú, tại bốn phương tám hướng, dùng hết toàn lực tại nện kết giới này. Đừng nhìn cái này huyết sắc kết giới đầy đủ hung hãn, mà dù sao thời gian quá xa xưa. Bọn họ chọn vị trí, vừa vặn là kết giới này sụp đổ địa phương. Tiếp tục như vậy nữa, cái này huyết sắc kết giới, chẳng mấy chốc sẽ triệt để vỡ vụn. Lưu cho Lý Thiên Mệnh thời gian không nhiều lắm. Ngươi muốn chạy. Lý Thiên Mệnh vừa thoát ra tinh thần, không nghĩ tới huyết ý quỷ vương cho là hắn muốn chạy trốn, tạm thời từ bỏ kết giới, đuổi theo. Cam chịu số phận đi, phòng cấm kết giới ngọn nguồn một phá, ngươi trong tay ta, yếu ớt như con kiến hôi. Lý Thiên Mệnh, không cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta lực lượng chân chính, ngươi thì thật coi là, mình giết quỷ vương tông chủ, đã đứng tại Viêm Hoàng đại lục đỉnh phong. Huyết ý quỷ vương âm lãnh nói. Rất hiển nhiên, huyết sắc kết giới sụp đổ tiến độ, nhất định khiến hắn rất hài lòng. Như thế, hắn mới có thể chống đi tay đến, ngăn cản Lý Thiên Mệnh bỏ chạy. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực, nhiệt huyết nổ tung. Đầu óc của hắn nguyên bản rất hỗn loạn, thế nhưng là làm huyết ý quỷ vương tới, ngăn cản hắn đào tẩu, đúng lúc triệt để bỏ đi hắn đào vong lựa chọn. Cái này khiến hắn suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Lửa giận trong lòng lăn lộn. Nóng rực trái tim bên trong, chỉ còn một việc tiếp theo. Nhắc nhở ngươi cái gì? Huyết ý quỷ vương âm thanh lạnh lùng nói. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, tại cái này huyết sắc tinh thần phía trên, hắn tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Không có thiên tinh cùng thần kích lực lượng, ngươi ngay cả mình cái gì mức độ, đều không rõ ràng thật sao. Huyết ý quỷ vương vui vẻ. Cho nên ngươi cho rằng, ta giết Long Thương Nguyên, hoàn toàn là dựa vào thiên tinh diệu Long thần kích thật sao? Lý Thiên Mệnh sau lưng, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đều đã chiến ý ngút trời. Lần này, không có đường lui, thật chỉ có thể sống mái một trận chiến. Tối thiểu nhất, trong lòng của hắn có một loại trực giác mãnh liệt. Có lẽ, loại trực giác này, đến từ Nhân Hoàng Long Giáp, đến từ Hiên Viên Đại Đế. Cái kia chính là, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hư kết giới. Cho nên, giết. Hắn sát tâm nồng đậm, cũng biết hiện tại mỗi trong nháy mắt, đều là sinh tử vận tốc. Ha ha. Huyết ý quỷ vương lắc đầu cười lạnh. Hắn cảm giác mình, bị coi thường. Bao nhiêu năm, không có dạng này rồi. Đứa nhỏ này đại khái coi là, thứ ba cùng thứ chín, không có gì khác biệt đi. Hắn thế nào biết, một cái ở trên trời, một cái tại đất. Liền Phương Thái Thanh, đều chưa hẳn là đối thủ của ta a. Lão huynh đệ nhóm, các ngươi cảm thấy, buồn cười không? Tại Lý Thiên Mệnh giết tới thời điểm, hắn tại cùng bên cạnh hai đầu cự thú nói giỡn. Cần giúp một tay không? U ảnh quỷ vương ở phía xa hỏi. Không dùng, người toàn lực phá, huyết long phong ma kết giới. Mỗi lần đều là ta nắm lấy tiểu tử này chạy, thật vất vả, hắn dám chủ động đối mặt ta một lần. Ta liền bồi hắn chơi đùa. Đại sự quan trọng, người chú ý Độc Cô Tấn bên kia động tĩnh. Nếu là có chỗ tốt sinh ra, lập tức nhắc nhở ta, ngươi chuyên chú một chút. Huyết ý quỷ vương nghiêm túc nhắc nhở. Vâng, u ảnh quỷ vương gật đầu. Bọn họ vừa đối thoại xong, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, đã giết tới huyết ý quỷ vương trước mắt. Huyết ý quỷ vương hai đầu cộng sinh thú, đầu tiên ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước người. Đây là hai đầu kinh khủng huyết sắc cự thú. Bọn họ trong mắt điểm sao, đều đạt tới 960. Đây là Lý Thiên Mệnh chỗ gặp qua, trừ của mình cộng sinh thú, điểm sao cao nhất tồn tại. So Phương Thái Thanh bốn cái phượng hoàng, đều cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được, huyết ý quỷ vương tự nhận là, hắn so thái cổ thần vực tất cả cường giả đều mạnh, cũng không phải là không có căn cứ. Dạng này so sánh, hắn cùng thanh minh quỷ vương, xác thực không phải một cảnh giới. Bất quá! Hắn lại thế nào châu bò, hiện tại còn không phải, chỉ có thể sử dụng thất trọng tử kiếp lực lượng. Cảnh giới lực lượng là chiến đấu lực căn bản. Coi như hắn tu vi thông thiên, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, thất trọng tử kiếp cũng là thất trọng tử kiếp. Không cần sợ hắn, nói cho cùng, hắn hiện tại,
căn bản cũng không phải là huyết ý quỷ vương, hắn chỉ là một cái rất có thủ đoạn thất trọng tử kiếp. Dứt bỏ huyết ý quỷ vương thân phận, Lý Thiên Mệnh tâm lý, rất khó lại có đối với người này kính sợ. Hắn biết rõ hắn hiện tại chém giết hết thảy cường giả, đều là bởi vì phong cấm kết giới giúp đỡ. Cho nên, hắn không đến mức cho rằng, chính mình thật có thể địch nổi tam nguyên kiếp lão cùng quỷ vương, tông chủ. Vẫn là câu nói kia, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hiện tại những cường giả này, đều tương đương với trọng thương sắp chết, chiến đấu lực giảm nhiều. Không giết bọn hắn giết ai. Một khi rời đi thiên tinh cảnh, thì không biết bao nhiêu năm về sau, mới có thể có bực này cơ hội a. Đây hết thảy, đều bị Lý Thiên Mệnh điên rồi. Giết. Hắn một người bốn thú, cùng đối phương một người song thú, ầm vang đụng nhau. Cái này hai đầu huyết sắc cự thú, cực kỳ hung mãnh. Trong đó một đầu, Lý Thiên Mệnh sớm có nghe nói, đó chính là Phệ Tâm Cự Ma. Phệ Tâm Cự Ma, chính là một cái mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Nghe nói, đây là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, mạnh nhất hai đại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú một trong. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, cái kia Phệ Tâm Cự Ma, là một cái phóng đại vô số lần phệ tâm trùng, đây là một đầu dài đến 400 mét nhục trùng, tựa như là một đầu huyết sắc cự xà, khác biệt chính là, thân thể của nó xem ra, so xà còn đáng sợ hơn. Ở tại thân thể phía trước, là một trương miệng to như chậu máu, làm miệng này mở ra thời điểm, có thể nhìn đến, bên trong có từng vòng hàm răng, khoảng chừng mấy trăm vòng, đủ để xé rách hết thảy con mồi. Ở tại thân thể mộc đầu, đồng dạng có một cái lỗ thủng, bất quá, đây là chuyên môn sinh ra tử thể thông đạo. Đúng vào lúc này, vô số phệ tâm trùng, từ nơi này xuất hiện, lơ lửng trong tinh không. Những thứ này lít nha lít nhít phệ tâm trùng, trực tiếp hội tụ thành một đầu huyết sắc dòng sông. Trừ miệng ba cùng sinh con miệng, phệ tâm trùng thịt này trùng trên thân thể, bao vây lấy lít nha lít nhít lớp phải màu đỏ ngòm. Cái này lân phiến một vòng, máu me đầm đìa, cơ hồ tất cả lân giáp bên trong, đều có một cái nhô lên, phía trên có một cái gai nhọn. Gai nhọn tích huyết, rõ ràng còn có mang kịch độc. Nói ngắn gọn, cái này phệ tâm cự ma, cũng là một đầu dài đến 400 mét, toàn thân mang theo lân giáp cùng gai độc cự trùng, trước sau ăn một lần cả đời hai đại giác hút, là đơn giản nhất sinh mệnh, cũng là đáng sợ nhất sinh mệnh. Đương nhiên, huyết ý quỷ vương một cái khác cộng sinh thú, tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, đồng dạng nắm giữ hung danh. Đó chính là phần thiên huyết ma. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, cái này phần thiên huyết ma dáng vẻ, ngược lại là cùng thái cổ tà ma rất tương tự. Bọn họ đều có thân thể khôi ngô, tráng kiện tứ chi, cùng loại thần long đầu lâu cùng mọc đầy gai nhọn đuôi rồng, đồng thời, còn một cặp con rơi cánh thịt. Khác biệt chính là, cái này phần thiên huyết ma toàn thân huyết sắc, hàm răng nhọn hơn, xem ra càng hung hãn, mà lại hình thể của nó, so trước đây thái cổ tà ma, phải lớn hơn nhiều lắm. Thời khắc này huyết ý quỷ vương, coi như tương đương với trọng thương, làm hắn mang theo hai đầu cửu giai sinh tử kiếp thú, cùng Lý Thiên Mệnh trùng sát cùng một chỗ thời điểm, hắn cũng đầy đủ dọa người. Huyết ý quỷ vương trên tay một thanh khoan nhận đại kiếm, trong đó màu đen, hai bên hai nhận máu me đầm đìa, thân kiếm hình dáng, có điểm giống là một tòa bằng phẳng huyết tháp, hết thảy có tầng 9, theo mũi kiếm đến chuôi kiếm, mỗi một tầng đều có tâm tạng hình dáng rãnh máu, hết thảy có 16 điều kiếp văn, tại cái này kiếm nhận bên trên du tẩu. Kiếm này huyết khí dồi dào, sát cơ trùng điệp, không giống như là binh khí, giống như là vật sống, trên đó rãnh máu, đều như tim đập, mỗi một lần chấn động, đều có trầm trọng tiếng oanh minh âm, chấn động bên tai mảng phía trên. Đây là phù đồ huyết kiếm. Cái gọi là phù đồ, chính là bảo tháp, kiếm này như tháp, trầm trọng chấn áp, vung vẩy ở giữa, cương mãnh bá đạo, khí huyết ngút trời. Lý Thiên Mệnh sớm đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Dù cho đối phương suy yếu quá nhiều, vẫn là đáng sợ kình địch, một khắc đều không thể khinh thường. Huyết ý quỷ vương, phệ tâm cự ma, phần thiên huyết ma, còn có vô số phệ tâm trùng. Đã từng một đầu phệ tâm trùng, đều là như ác mộng một dạng tồn tại, nhưng hôm nay có hơn ức phệ tâm trùng, chồng chất thành huyết sắc sóng biển, bao phủ lái đi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, cái này quy mô, xem ra so Thanh Minh thôn thiên trùng còn muốn đại. Lại có ăn, tiên tiên ánh mắt lóe sáng, phệ tâm trùng càng nhiều, nó càng là cao hứng. Loại hình khắc chế lại lần nữa xuất hiện, không dùng Lý Thiên Mệnh nói, nó cũng đã bắt đầu sử dụng vĩnh dạ ma chú tới đối phó cái này hội tụ thành hải dương màu đỏ ngòm phệ tâm trùng. Vĩnh dạ sắc vì ám tinh phấn hoa, huy sái lái đi, xâm lấn phệ tâm trùng biển máu.
Huyết ý quỷ vương cũng không biết, thanh minh quỷ vương như thế nào chiến bại bị giết, cho nên, hắn còn không biết tiên tiên, đối mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tử thể lực sát thương. Vù vù, cái kia vô số phệ tâm trùng, tựa như là mưa rào tầm tã, ầm vang rơi xuống, bao trùm tiên tiên tất cả cành lá, dây leo. Cái kia thánh quang thủy tiên, vĩnh dạ sắc phi hai đại trên đóa hoa, trong lúc nhất thời tất cả đều là nhấp nhô phệ tâm trùng. Phốc phốc phốc, tiên tiên màu đen sợi rễ, lại lần nữa phân liệt sợi tóc, đầy trời xuyên thấu, đem từng cái phệ tâm trùng xuyên thủng, ăn đến ngay cả cặn cũng không còn xuống. Nếu như chỉ là như vậy, huyết ý quỷ vương căn bản không đối kháng được ngũ trọng tử kiếp Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, phệ tâm cự ma không phải thanh minh thôn thiên trùng, mà lại, hắn còn có phần thiên huyết ma. Đúng vào lúc này, ô ô ô ô, cái kia phệ tâm cự ma rộng lớn miệng, đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm, trống trải, dường như đến từ biển sâu thanh âm. Cái này vốn là kình ngư gọi tiếng, tại trong miệng nó bao phủ đi ra, tất cả phệ tâm trùng vốn tới bắt đầu bị vĩnh dạ ma chú mê loạn, lại đang nghe thanh âm về sau, đột nhiên phát sinh nổ tung. Rầm rầm rầm, loại này nổ tung, khởi nguyên thế giới thụ cũng có chút gánh không được. Lúc này mới vừa khai chiến, tiên tiên rất nhiều cành lá, dây leo, còn có hai đóa hoa, đều bị trực tiếp nổ một nửa. Thật là đau a. Cộng sinh không gian bên trong, tiên tiên linh thể sắc mặt trắng nhợt, thanh âm hư nhược nói. Nó rất ít cái trạng thái này. Cơ hồ là cái thứ nhất đối mặt, phệ tâm cự ma thì dùng khác loại phương thức, để tiên tiên căn bản không có cách nào nuốt ăn nó tử thể. Càng khó chịu hơn chính là, cái kia trống trải kình ngư thanh âm còn tại bao phủ, loại thanh âm này thê lương mà bi ai, có thể tại trong lúc vô hình dẫn phát tâm tình sợ hãi, phóng đại phệ tâm cự ma ở trong mắt chính mình khủng bố. Đây là nó thần thông, tàng hồn chú. Tư vị như thế nào? Huyết ý quỷ vương sớm đã cảm thấy, Lý Thiên Mệnh thực sự quá nhẹ nhàng. May mắn giết một cái quỷ vương, thì liền hắn đều không để tại mắt cơ sở. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp đó, thật tốt hưởng thụ. Lăn lộn trong chiến đấu, cái kia toàn thân áo giáp phần thiên huyết ma, cùng Lam Hoang đấu ở cùng nhau. Cái này hai đầu cương mãnh cự thú, giết đến trời đất mù mịt. Phần thiên huyết ma cảnh giới bị áp chế, nhưng là huyết nhục còn tại, có thể so với Lam Hoang, nó phun ra, phần thiên huyết viêm, vậy mà cùng Miêu Miêu địa ngục truy hồn điện một dạng, có thể xâm lấn thân thể, thiêu phía trên huyết mạch, dẫn đến Lam Hoang trong thân thể bắt đầu đốt cháy, toàn thân rất nhanh liền biến đến đỏ bừng. Thật nóng, Lam Hoang xoay tròn 9 tầng quỷ biển, theo phong trào phiến giống như, giải nhiệt, muốn xua tan cái này phần thiên huyết viêm, đều không dễ dàng như vậy. Phần thiên huyết ma mỗi một lần cắn xé thân thể của nó, đều muốn đem phần thiên huyết viêm cho quán thâu đi vào. Mặc dù nói, Lam Hoang thiên trọng tinh hoàn, tại phần thiên huyết ma trên thân, xé rách ra rất nhiều máu me đầm đìa vết thương, nhưng loại này huyết nhục thương tổn, trong thời gian ngắn, không bằng đối phương phần thiên huyết viêm bị thương lớn. Tiếp tục như vậy, Lam Hoang đơn thể cũng rất khó nhận thụ, vốn là tiên tiên có thể trợ giúp nó, nhưng bây giờ lại làm cho phệ tâm trùng tiếp tục nổ tung, làm cho tự thân khó đảm bảo. Nhất định phải trước giải quyết hết cái kia phệ tâm cự ma, để nó phát không được thanh âm. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ phản ứng rất nhanh, một chút liền biết mấu chốt của vấn đề chỗ. Cái kia không ngừng sinh sản phệ tâm trùng, còn đang thi triển tàng hồn chú phệ tâm cự ma là quan trọng. Bất quá, bọn họ ý tưởng này, huyết ý quỷ vương đã sớm ngộ quá 10 triệu lần. Hắn trực tiếp bảo hộ ở phệ tâm cự ma trước, cười lạnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bọn người, nói, thú vị, tại ta 10 tuổi thời điểm, đối thủ của ta, liền muốn trước giải quyết hết nó, hơn 200 năm, các ngươi còn đến một bộ này. Biện pháp tốt, vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Lý Thiên Mệnh một người một gà một mèo, tại đất đèn hỏa quang ở giữa, hung mãnh vọt tới trước. Bên trái Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh lấp lóe, bên phải Miêu Miêu nhanh như điện chớp, hóa thành tia chớp lôi đình, ở giữa Lý Thiên Mệnh áp hướng về phía huyết ý quỷ vương, ba cái gần như đồng thời trùng sát. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, đâm phá hư không, liền xem như hiện tại Lý Thiên Mệnh, trường kiếm sở hướng, cũng có thể cắt đứt không gian. Huyết ý quỷ vương hai tay nắm ở phù đồ huyết kiếm, cùng lúc đó, ở sau lưng hắn, cái kia phệ tâm cự ma tàng hồn chú phóng đại mấy lần, đã ảnh hưởng đến linh hồn phương diện. Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ được, có thể Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng, tốc độ cùng huyễn ảnh đều có chỗ chậm lại. Thần thông, thôn vực huyết hà.
phệ tâm cự ma đang phát ra cá voi thanh âm đồng thời, cái kia to lớn miệng, tựa như là suối phun một dạng, phun ra huyết sắc dòng nước lũ. Cái kia dòng nước lũ thì cùng dòng máu giống như, sóng to gió lớn, vượt qua huyết ý quỷ vương cuốn tới, ngưng kết thành một cái cự đại hải dương màu đỏ ngòm thế giới. Nó tiến vào trong đó, giống như là rắn nước vào hồ nước, trong lúc nhất thời tới lui tự nhiên, ngược lại là Lý Thiên Mệnh bọn họ năm cái, toàn bộ bị vây ở dòng máu bên trong. Huyết thủy này âm lạnh thấu xương, còn có huyết tinh kịch độc. Một khi nhiễm, lập tức toàn thân hư thối, chạm tinh cổ thần thể đều chịu không được. Huyết ý quỷ vương sẽ sử dụng chiến quyết nhiều lắm, hắn rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế, trong tay cái kia phù đồ huyết kiếm, tại hắn tay bên trong xem ra 10 phần nhẹ nhàng. Hắn kiếm thế kỳ diệu biến hóa, tạo thành từng đóa huyết sắc liên hoa, ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước đó, nhẹ nhõm hóa giải Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm. Cùng lúc đó, phệ tâm cự ma thần thông, cũng bước lui Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, căn bản không có cách nào tới gần nó. Dưới tình huống như vậy, Tiên Tiên cùng Lam Hoang bên này, lại càng dễ toàn diện sụp đổ. Lưu cho Lý Thiên Mệnh thời gian của bọn hắn, đã không nhiều lắm. Quả nhiên rất mạnh, thật không hổ là thứ ba quỷ vương. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Làm sao làm a? Miêu Miêu thử nhiều lần, đều không cách nào tại cái này, thôn vực huyết hà, chỉ bên trong du tẩu tự nhiên. Thậm chí, nó lôi đình thần thông, đều bị đối phương ngập trời dòng máu áp chế trở về. Thay cái mạch suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh nhìn như táo bạo, kỳ thật trong lòng sớm đã vắt hết óc, muốn vô số biện pháp. Làm sao đổi? Các ngươi giúp ta quấy rối huyết ý quỷ vương, ta đi giết phệ tâm cự ma, nắm chặt thời gian, phía trên. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua phía dưới huyết sắc tinh thần kết giới, hắn dung chuyển càng lúc càng lớn, tùy thời đều có thể phá nát. Tốt! Lần này, đổi thành Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, xông về huyết ý quỷ vương, ngược lại để huyết ý quỷ vương ngây ra một lúc. Dù sao, hai cái này tiểu đông tây, là hắn ngộ qua nhỏ nhất đối thủ. Xì xì xì! Cùng một thời gian, Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh cùng Miêu Miêu vạn cực điện võng, đồng thời thi triển. Hai đầu đều là 999 ngôi sao cộng sinh thú, bọn họ hình thể tuy nhỏ, có thể mặt đối bọn nó thần thông, huyết ý quỷ vương không dám vô lễ. Hắn chỉ có thể né tránh, đồng thời bạo khởi một kiếm, chém ra kinh thiên sóng máu, phá Miêu Miêu vạn cực điện võng. Làm gì? Huyết ý quỷ vương vừa sửng sốt một chút, liền nhìn đến cách đó không xa Lý Thiên Mệnh, trong tay vung ra một đầu xiềng xích, quấn ở phệ tâm cự ma trên thân. Sau đó, hắn tiếp lấy lực kéo, đột nhiên quăng về phía phệ tâm cự ma. Lý Thiên Mệnh dựa vào tà ma dây dưa, xông phá biển máu, đuổi tại huyết ý quỷ vương trước đó, như sao băng một dạng đập vào phệ tâm cự ma trên thân. Ngươi muốn chết? Huyết ý quỷ vương hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm giết ra sóng máu kiếm ảnh. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu hắn lại có vô số, hỗn độn thiên kiếp, điên cuồng nện xuống đến, đem biển máu của hắn, nổ thành lôi đỉnh địa ngục. Miệng rộng quái, lão tử muốn xé nát miệng của ngươi. Huỳnh Hỏa rít lên một tiếng, luyện ngục mệnh hỏa chi thần thông, giấu ở thần hình câu diệt kiếm bên trong, xuyên thấu mà đến. Chỉ là, tại chúng đích huyết ý quỷ vương trước đó, một chiêu này thì làm cho đối phương sớm đón đỡ. Huyết ý quỷ vương ánh mắt lạnh lùng ở giữa, cái kia phù đồ huyết kiếm tuy nhiên to lớn, có thể nhanh như huyễn ảnh. Một kiếm đâm xuyên, huyết sắc điểm sao đột nhiên biến lớn. Trực tiếp tại Huỳnh Hỏa trước mặt nổ tung, sớm dẫn nổ luyện ngục mệnh hỏa. Ầm ầm, một tiếng oanh minh nổ tung. Biển máu tràn ngập bên trong, một đạo màu đỏ thắm sao hỏa nổ tung, tạo thành một cái hỏa diễm cầu, ngăn tại huyết ý quỷ vương trước mắt. Các ngươi hai cái tiểu súc sinh, làm thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Huyết ý quỷ vương mở cái miệng rộng, giữ tợn cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng đến băng điểm. Nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thật bị bọn họ ngăn cản lại. Trong thời gian ngắn, hắn không thể giúp phệ tâm cự ma. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, liếc một chút liền có thể phán đoán ra, Lý Thiên Mệnh cùng nó cộng sinh thú tuy nhiên khí huyết tràn đầy, lực lượng mạnh mẽ, có thể đối mặt hắn loại này tu hành hơn 200 năm nhân vật, có rất nhiều thực chiến phương diện khiếm khuyết. Ta phệ tâm cự ma, là dễ dàng đối phó như vậy sao? Ha ha! Được! Đã đem cái này con gà con mèo con, đưa đến trước mặt ta, vậy trước tiên chặt lại nói. Huyết ý quỷ vương xuất thủ rất là hung hoành, trong tay tam nguyên sinh tử chiến quyết quả thực tầng tầng lớp lớp. Trong thời gian ngắn,
hắn thi triển chỉ ít 8 loại kiếm pháp. Trong đó mỗi một loại huyền ảo, đều tới gần lục đạo sinh tử kiếm. Đây đều là cửu cung thần vực 100.000 năm cường giả trí tuệ kết tinh. May mắn, tại Huỳnh Hỏa Miêu Miêu ra sức ngăn trở thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã bò lên trên phệ tâm cự ma thân thể. Gia hỏa này cái kia 400 mét lớn lên thân thể điên cuồng vung vẩy, Lý Thiên Mệnh một tay lôi kéo tà ma, mới không có bị bỏ lại. Ngay cả như vậy, hắn đều bị kéo lấy, tại cái này trong tinh không đụng mấy ngàn thước. Phanh phanh phanh. Có đến vài lần, hắn bị nện ở phía dưới huyết sắc kết giới phía trên, bị phía trên thần long cắn xé. Phệ tâm cự ma huyết sắc độc dịch, điên cuồng hướng về Lý Thiên Mệnh thân thể lan tràn, tại xé rách lấy hắn chạm tinh cổ thần thể. Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám dùng người hoàng long giáp, bởi vì nhân hoàng long giáp tiêu hao rất lớn. Một khi sử dụng không thích đáng, không có cầm xuống đối thủ, đến đón lấy chính là mình mềm nhũn kỳ, rất dễ dàng bị giết. Loại tình huống này, có thể chống đỡ đương nhiên phải sống. Một trận chiến này chịu không nổi thì chết, phía dưới cái kia huyết sắc kết giới một phá, phong cấm kết giới không có, ta càng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chết đi còn muốn liên lụy bọn họ 4 cái. Lại cũng không có đường lui. Lý Thiên Mệnh hai mắt đỏ thẫm. Có thể nói hắn tiến thiên tinh cảnh đến hôm qua, vẫn luôn bày mưu tính kế, duy chỉ có hiện tại sinh tử một đường. Hắn cơ hồ ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Hắn gầm thét một tiếng, vung vẩy Đông Hoàng Kiếm, bổ vào phệ tâm cự ma trên thân thể. Đông Hoàng Kiếm phía trên đế vực kiếm hoàng kết giới kiếm khí bạo phát. Vô số kim kiếm khí màu đen. Bao phủ phệ tâm cự ma toàn thân. Không biết sao cái kia phệ tâm cự ma lân giáp tương đương kiên cường, phổ thông kiếm khí căn bản không đâm vào được, chỉ có Đông Hoàng Kiếm bản thân xé rách ra vết thương, kiếm khí mới có thể theo trong cái khe xuyên qua đi vào. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phát hiện, thân thể đối phương tự lành năng lực rất mạnh. Nguyên nhân ở chỗ, nó tử thể phệ tâm trùng, vậy mà có thể bao trùm tại trên vết thương, dung nhập vào huyết nhục của nó bên trong, trở thành thân thể nó một bộ phận. Vì nó chữa trị vết thương. Những cái kia phệ tâm trùng, bởi vì ăn hết tiên tiên rất nhiều cành lá, cho nên khí huyết tràn đầy. Chỉ cần phệ tâm cự ma tồn tại, bọn chúng số lượng còn đang tăng thêm. Cơ hồ mỗi một cái trên chiến trường, huyết ý quỷ vương đều dùng kinh nghiệm của hắn cùng lão đạo, còn có hơn 200 năm tích lũy thủ đoạn, để Lý Thiên Mệnh chịu nhiều đau khổ. Ngươi giết không chết. Lý Thiên Mệnh hai mắt sung huyết, trên cổ tràn đầy gân xanh. Hắn biết mình trách nhiệm trọng đại, không thể không phấn đấu, hiện tại trốn là chết, không trốn còn có hy vọng. Hắn chẳng những sẽ không buông tha cho, càng biết đem hung hãn tính cách, đều kích phát ra. Hắn buông ra quấn quanh phệ tâm cự ma tà ma, hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm, bổ vào phệ tâm cự ma trên thân. Gầm lên giận dữ ở giữa, hắn đã dùng hết toàn thân lực lượng, lôi kéo Đông Hoàng Kiếm hướng xuống, tại phệ tâm cự ma trên thân, xé rách ra càng vết thương rất lớn. Trong lúc nhất thời, máu tươi từ phệ tâm cự ma trên thân điên cuồng lao vút, phun ra Lý Thiên Mệnh một thân. Những cái kia máu tươi ẩn chứa kịch độc, đem Lý Thiên Mệnh huyết nhục ra thịt, ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Đánh đến bây giờ, trên người hắn đã sớm khuôn mặt biển dạng, xấu xí như quỷ. Muốn không phải thiên tinh cảnh, cái này phệ tâm cự ma một cái thần thông, đều có thể diệt chính mình. Giết nó thì kiếm lời lật ra, thì sợ gì? Lý Thiên Mệnh không để ý tới mạng của mình, một đường hướng xuống rồi, tối thiểu kéo ra khỏi một đạo, dài đến 30 mét vết thương. Phệ tâm cự ma rốt cục đình chỉ thi triển, tàng hồn chú chuyển thành kêu thảm. Cho đến giờ phút này, vô số phệ tâm trùng mới đình chỉ nổ tung. Có thể lúc này thời điểm, tiên tiên cái này tàn nhánh đoạn diệp, cơ hồ đã phân mảnh. Liền thánh quang thủy tiên cùng vĩnh dạ sắc phi, đều bị phệ tâm trùng ăn hết hơn phân nửa. Cộng sinh không gian bên trong, nó ngay tại oa oa khóc giống, tiểu cô nương kia khóc nỉ non thanh âm, để Lý Thiên Mệnh trái tim tan nát rồi. Tiên tiên, không đau, chớ sợ a, mau mau, đến phiên ngươi ăn bọn họ. Lý Thiên Mệnh trong thanh âm, tràn đầy khó chịu cùng phẫn nộ. Mà dù sao, hiện tại có hy vọng ánh dạng đông. Hắn hy vọng tiên tiên, có thể tỉnh lại. Ta đừng khóc, những thứ này thối xấu côn trùng, để tiểu Lý tử thương tâm. Ô ô, tiên tiên đều như vậy, còn quên hô một tiếng tiểu Lý tử, muốn chọc cười Lý Thiên Mệnh. Điều này nói rõ nó không đến mức bị đánh đổ. Dù sao, bọn họ là thái cổ hỗn độn cự thú a. Có sinh linh gì, có thể để chúng nó, tránh thức hoảng sợ. Ông,
Tiên Tiên Vĩnh Dạ Sắc Phi lại lần nữa có hiệu lực. Những cái kia phệ tâm trùng không có tàng hồn chú trợ giúp, bắt đầu lâm vào hoắc loạn bên trong, tự giết lẫn nhau, đồng thời bị tiên tiên màu đen sợi dễ phản sát. Tiên tiên phẫn nộ phản kích, nhất sát cũng là một nhóm lớn. Dưới tình huống như vậy, nó những cái kia nổ nát vụn cành lá, dây leo, bông hoa, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa mọc ra, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hiện tại tiên tiên, ở vào cực độ đói khát trạng thái, càng như vậy, nó càng là hung tàn. Các loại tiên tiên bên này hoàn toàn thành lập ưu thế, thì có thể trợ giúp Lam Hoang, ngăn chặn thảm bại cục diện, thậm chí bắt đầu phản công. Đây hết thảy đều chứng minh, Lý Thiên Mệnh ngăn chặn tàng hồn chú, đến cùng trọng yếu bực nào. Chỉ là, phệ tâm cự ma cũng không phải là để hắn nắm mũi dẫn đi. Nó tại đau xót phía dưới, vậy mà như rắn một dạng vặn vẹo quấn quanh, mà lại thân thể của nó quấn quanh trình độ, so xa còn muốn khoa trương, quả thực thì cùng dây thường giống như, có thể tùy tiện thắt nút. Lý Thiên Mệnh còn tại xé rách thân thể của nó thời điểm, nó thì điên cuồng vặn vẹo. Không để ý ở giữa, nó vậy mà dùng thân thể của mình, kết thành một cái phong bế không gian, sau đó co vào, hắn trên lân phiến gai nhọn, hướng về Lý Thiên Mệnh đâm tới. Này bằng với là xà thủ đoạn, có thể đem người tươi sống ép thành thịt nát. Cùng lúc đó, nó cái kia một trương miệng to như chậu máu, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Một miệng thần thông dòng máu phun xuống dưới, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh chìm ngập. Đây mới thật sự là bắt rùa trong hũ. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh huyết nhục, hoàn toàn bị ăn mòn thành màu đen. Huỳnh hỏa phun luyện ngục thuẫn giáp, đã sớm bị đánh vỡ. Hắn hiện tại toàn thân nhói nhói, loại kia cảm giác, quả thực sống không bằng chết. Có thể chỉ ít. Hắn đã ngăn trở tàng hồn chú thi triển. Chỉ cần tiên tiên cùng Lam Hoang có thể quật khởi, hắn hết thảy kiên trì, đều có ý nghĩa. Bất quá, Lý Thiên Mệnh hiện tại lo lắng nhất một điểm là Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, có thể hay không ngăn lại huyết ý quỷ vương. Thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, liền thanh minh quỷ vương đều có cấm thuật, lục thủy quỷ ma công, huyết ý quỷ vương sao có thể không có thủ đoạn thông thiên. Tinh thông các loại chiến quyết huyết ý quỷ vương. Cùng Phương Thái Thanh một cấp bậc cường giả. Nhất định muốn giết ra ngoài. Hắn trong lồng ngực, liệt hỏa lăn lộn. Kỳ thật sự lo lắng của hắn, cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì hiện tại, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, xác thực ở vào nguy hiểm chí mạng bên trong. Mèo đệ, cẩn thận. Huỳnh Hỏa tiếng la mới ra đến, Miêu Miêu đang thi triển thần thông thời điểm, huyết ý quỷ vương thì phá vỡ nó lôi đình, trong tay phủ đồ huyết kiếm, bộc phát ra chướng mắt huyết quang. Chết! Huyết ý quỷ vương gầm lên giận dữ. Một tiếng này khổng lồ biết bao, cũng hẳn là một loại chiến quyết. Thanh âm này hiệu quả, cùng loại Lam Hoang Hồng Mông âm ba, ngưng kết thành một chùm, chấn động tại Miêu Miêu trên lỗ tai. Ông! Miêu Miêu tại chỗ thất khiếu chảy máu, một mặt đau thương. Huyết ý quỷ vương một kiếm đánh xuống. Làm! Một kiếm kia phá vỡ cửu trọng hỗn độn lôi giới, bổ vào Miêu Miêu trên ót. Miêu Miêu khẩn cấp thi triển đế ma hỗn độn, nhục thân cường hóa. Ngay cả như vậy, một kiếm này uy lực, nhẹ nhõm cắt nát huyết nhục, chém vào xương cốt của nó phía trên. May mắn, xương sọ của nó là thái bạch ma cốt. Nếu không lần này, Miêu Miêu đã bị bổ thành hai nửa. Ngay cả như vậy, cái kia uy lực khủng bố, vẫn là đem Miêu Miêu xương sọ, nứt toác ra vết nứt. Miêu Miêu hét thảm một tiếng, lại lần nữa phun ra máu đen. Nó hai mắt phiêu hốt, đã ở vào mê muội trạng thái, ngã trái ngã phải. Chí cao kiếp nguyên để ngươi xương cốt cứng rắn thành dạng này. Thật đúng là một cái xương cứng, ha ha. Có điều, muốn không phải cái này phong cấm kết giới, ta dùng ngón tay, đều có thể đâm chết ngươi cái này xương cứng. Huyết ý quỷ vương cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Mệnh giết không chết phệ tâm cự ma, hắn lại có thể nhẹ nhõm giết chết Lý Thiên Mệnh hai đầu cộng sinh thú, há không mỹ quá thay. Tiểu tử này không trực tiếp chạy, dám cùng ta đánh, nói rõ hắn cho rằng, có khả năng đánh bại ta. Thật sự là ngây thơ à, muốn là hắn trực tiếp chạy, kết giới ở chỗ này, ta còn chưa hẳn sẽ truy hắn. Đây chính là hắn không cho U Ảnh Quỷ Vương giúp đỡ lý do. Muốn là U Ảnh Quỷ Vương thêm vào, Lý Thiên Mệnh khẳng định liền chạy. Nơi này chỉ có U Ảnh Quỷ Vương, mới thật sự là chính mình người. Đối huyết ý Quỷ Vương tới nói. Cái kia, huyết long phong ma kết giới, mới là hắn cả đời này, chuyện trọng yếu nhất.
ngay cả ta thứ ba quỷ vương đều dám xem thường, như vậy, trả giá đắt đi. Huyết ý quỷ vương lại lần nữa một kiếm, thẳng hướng hoa mắt váng đầu Miêu Miêu. Hiện tại Miêu Miêu, chỉ có thể chờ đợi chết. Chỉ trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm huyễn ảnh đụng vào. Làm. Huỳnh hỏa dùng thân thể của mình, trợ giúp Miêu Miêu, chặn một kiếm này. T. Huỳnh hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó kêu đau đớn một tiếng. Một kiếm kia, để nó một nửa cánh gãy mất. Thông thiên phần ma vũ cùng đế tinh thiểm diệu, cũng đỡ không nổi một kiếm này. Kiếm quang lóe lên thời điểm. Huỳnh hỏa cúi đầu xem xét, nó bên trái trên cánh, đã thiếu một chặn. Cái kia một đoạn nhỏ cánh, vung bay ra ngoài, cắm vào tiên tiên trên cây khô, còn tại kịch liệt lay động. Ngay từ đầu, Huỳnh hỏa không có cảm giác đến đau, giống như thì tê một chút. Thế nhưng là sau một khắc, phô thiên cái địa kịch liệt đau nhức, tập kích tới, nó sắc mặt tại chỗ bóp méo. Đi! Nó căn bản không có thời gian cảm thụ thống khổ, bởi vì huyết ý quỷ vương cười lạnh một tiếng, lần nữa đánh tới. Huỳnh hỏa che chở Miêu Miêu, lùi ra ngoài. Miêu Miêu đồng dạng thanh tỉnh lại. Bọn họ cùng một chỗ điên cuồng đập ra thần thông, cuối cùng ngắn ngủi bước đi huyết ý quỷ vương, kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Gà đại ca, người cánh. Miêu Miêu ngây ngẩn cả người, nước mắt trong suốt tràn mi mà ra, cái cằm đều đang run rẩy. Khóc cái gì, nam mèo không dễ rơi lệ, không nên quá cảm động. Huỳnh hỏa đau đến nhe răng nhếch miệng, còn tại ưỡn ngực, hai mắt huyết hồng, vô cùng kiên cường mà nói. Không phải, ta là cảm thấy gà đại ca ngươi dương cánh, đã không đối xứng, nhìn đến ta thật là khó chịu. Miêu Miêu thê thảm nói. Mẹ nó, Huỳnh hỏa dở khóc dở cười. Nó giơ lên thụ thương cánh, càng làm cho nó phát điên sự tình, xuất hiện. Ta dựa vào, sợ không tới đầu, cái này khiến lão tử về sau bóp thế nào kiểu tóc a. Mà nó cái này lão tặc thiên, miệng rộng quái, lão tử liều mạng với ngươi. A a. Huỳnh hỏa tức giận đến nhanh nổ. Nếu như còn có thể sống được, có lẽ cái này một đoạn nhỏ cánh gãy, còn có đón về cơ hội. Thế nhưng là, muốn khôi phục như lúc ban đầu, khả năng cần thời gian rất lâu khôi phục. Nói cách khác, Huỳnh hỏa lần này vì cứu Miêu Miêu, đã bỏ ra đại giới. Kỳ thật Miêu Miêu nước mắt, đều ào 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 rơi xuống, làm sao có thể không cảm động đâu. Bọn họ là sớm nhất, đi vào Lý Thiên Mệnh bên người huynh đệ. Hiểu nhau làm bạn thời gian quá dài, Miêu Miêu vừa ấp trứng lúc đi ra, Huỳnh hỏa liền bắt đầu chiếu cố cái này lười biếng đệ đệ, bây giờ lấy mệnh cứu giúp, chỉ là nó bản năng thôi. Gà đại ca, dùng một đoạn cánh gãy, đã cứu ta nhất mệnh, từ nay về sau, ta nhất định muốn thật tốt nỗ lực, tranh thủ thiếu ngủ. Miêu Miêu bi vẫn muốn tuyệt, lần nữa lập xuống lời thề. Đương nhiên, nếu như ngày mai bọn họ đều còn sống, nó còn có thể hay không nhớ kỹ cái này lời thề, vậy liền không nhất định. Bây giờ bọn họ sóng vai cùng một chỗ, còn tại huyết ý quỷ vương công kích đến, ra sức giãy giụa. Vì Lý Thiên Mệnh cùng đệ đệ muội muội có thể chống đỡ đi xuống, bọn họ cũng tại liều chết. Có lẽ, đến đón lấy sẽ nỗ lực càng nhiều, cho dù là tánh mạng, có thể chỉ ít, bọn họ còn có hy vọng a. Lý Thiên Mệnh, muốn là ta hôm nay đi, nhất định muốn đối bọn nó càng tốt hơn, nhất định không thể quá thương tâm. Huỳnh hỏa đón huyết ý quỷ vương kiếm. Trên thân lóng lánh liệt hỏa đế tinh quang mang. Một cái thiêu đốt lên chim nhỏ, như là mặt trời một dạng lập lòe, nằm ngang ở huyết ý quỷ vương trước đó. Còn có bản mèo. Hư không bên trong, màu đen lôi đỉnh quấn quanh Miêu Miêu, đầu đầy đều là huyết, đầu còn tại nhói nhói. Thế nhưng là, nó không có lùi bước qua. Có lẽ chiến đấu là bản tính của bọn nó, có thể dọc theo con đường này, bọn họ cũng theo Lý Thiên Mệnh, học được rất rất nhiều. Thủ hộ, trách nhiệm. Huynh đệ tỉ muội ở giữa máu mủ tình thâm thân tình, không diệt tình hoài, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần, quyết nhất tử chiến dũng khí. Đây hết thảy, đều là chống đỡ lấy bọn họ tiến lên ý niệm, đều là Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú, chỗ không giống nhau địa phương. Bọn họ gặp hết thảy, bị phệ tâm cự ma vây khốn Lý Thiên Mệnh, đều nhìn không thấy. Thế nhưng là, tính mạng của bọn hắn, là dính liền nhau a. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú ở giữa. Không chỉ là chiến đấu đồng bọn cùng tu luyện đồng bọn, bọn họ là tâm ký kết cùng một chỗ sinh mệnh thể cộng đồng, bọn họ cùng đi đến trên thế giới, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, cùng một chỗ đến thiên hoang địa lão. Theo một cái góc độ khác tới nói, bọn họ cũng là Lý Thiên Mệnh sinh mệnh một bộ phận. Nỗi thống khổ của bọn nó, bọn chúng thoải mái, bọn chúng ái hận tình cừu, chính là Lý Thiên Mệnh hết thảy.
hắn tại cái kia thấy chết không sờn dũng khí bên trong, cảm nhận được tâm linh đại chấn lay. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh để tay lên ngực tự hỏi, dọc theo con đường này, hắn cũng không phải là người lãnh đạo. Bọn họ chỉ là học hỏi lẫn nhau tiến bộ. Chính mình ra đời sớm hơn 10 năm, dẫn lĩnh bọn họ đi nhận biết cái thế giới này, thế nhưng là bọn họ, đồng dạng dạy cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều rất nhiều. Chống đỡ, chống đỡ. Chúng ta năm cái, người nào cũng không thể thiếu. Mất đi cộng sinh thú thống khổ, Lý Thiên Mệnh đời này đã bị qua một lần. Cái kia 3 năm, mỗi cái ban đêm đều tại làm ác mộng, trong mộng đều là Kim Vũ trước khi chết, tại dưới chân khóc giống cùng thút thít. Loại kia ác mộng, Lý Thiên Mệnh đời này đều không muốn làm tiếp. A, à, trong mắt của hắn ngậm lấy nhiệt lệ, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Hắn đã là một cái cháy đen huyết nhân, trên thân không thể đếm hết được vết thương, thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại chân chính hung sát như ma. Người tại lúc tuyệt vọng, bắn ra dứt khoát cùng dũng khí, là thế gian lớn nhất hung hãn. Có lẽ, đây mới thật sự là cửu thiên hung hồn kiếm trận. Người so trời hung, lấy mệnh tử chiến đấu, ai có thể ngăn cản. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh theo không nghĩ tới, chính mình điên cuồng nhất tàn nhẫn nhất lớn nhất túc sát thời điểm, ngược lại là vì thủ hộ người nhà thời điểm. Giờ khắc này, chính hắn hóa thành cái kia cửu thiên hung hồn. Làm ý niệm cùng kiếm ý phù hợp thời điểm, một kiếm này uy lực, đã vượt ra thiên tinh cảnh cực hạn chịu đựng. Cửu thiên hung hồn kiếm trận, tại cái này phệ tâm cự ma bên trong thân thể, điên cuồng bạo phát. Trong lúc nhất thời, từ kiếm khí tạo thành cửu thiên hung hồn, trùng kích ra ngoài, cắn xé tại phệ tâm cự ma trên thân. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Phệ tâm cự ma trên thân, nổ ra vô số lỗ máu. Thân thể của nó mặt ngoài, vô tận máu tươi, như suối phun một dạng phun ra ngoài. Trong thời gian này, phệ tâm cự ma phát ra mang theo tàng hồn chú kêu thảm, phối hợp với cái này thâm hải cự kình thanh âm, cái tràng diện này, quả thực cũng là, máu tươi âm nhạc suối phun. Cái này 400 mét lớn lên đại trùng tử, ở trong hư không điên cuồng lăn lộn. Nó bị xé nứt ra hơn ngàn vết thương, ước vạn nhỏ bé phệ tâm trùng, căn bản bổ không đến. Lúc này, bọn nó tại đang bị Lý Thiên Mệnh lấy máu. Tuy nhiên tạm thời không chết, thế nhưng là tiếp đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục bạo sát, nó tại phún huyết thời điểm, thân thể tiếp tục thu nhỏ, sớm muộn có thời điểm chết. Mà lại, thời khắc này tiên tiên, đã trưởng thành đến đầy đủ to lớn. Vĩnh dạ ma chú phấn hoa, đã hoàn toàn dung nhập phệ tâm trùng trong thân thể, hàng trăm triệu phệ tâm trùng, toàn bộ bị tiên tiên ăn hết. Không có phệ tâm trùng, phệ tâm cự ma thảm hại hơn. Lại thêm tiên tiên đã trái lại trợ giúp Lam Hoang, hai đánh một chấn áp lại phần thiên huyết ma, biến hóa như thế, dẫn đến chiến đấu cây cân, vậy mà phản đi qua, bắt đầu hướng về Lý Thiên Mệnh bên này nghiêng về. Hai đại cộng sinh thú bị chấn áp, huyết ý quỷ vương đương nhiên xem ở trong mắt. Đây hết thảy, đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Hắn vừa mới kém chút chém giết Miêu Miêu Huỳnh Hỏa, không nghĩ tới thì nháy mắt, hình thức vậy mà nghịch chuyển. Hắn cũng liền một chút sửng sốt một chút. Làm thứ ba quỷ vương, Viêm Hoàng đại lục ngập trời nhân vật, coi như bị phong cấm cảnh giới, hắn sợ sao? Cũng không có. Hắn cũng liền âm lãnh cười một tiếng. Nói thật, hắn mới chí mạng một kiếm, bị Huỳnh Hỏa ngăn trở về sau, hắn vốn là làm tốt tiếp đó, chu diệt cái này hai cái cộng sinh thú chuẩn bị. Cơ hồ tại phệ tâm cự ma, bị Lý Thiên Mệnh bạo sát trong nháy mắt, hắn trực tiếp động thủ. Được, để cho các ngươi nhấm nháp một chút chúng ta cửu cung thần vực cấm thuật. Bị các ngươi làm cho, để cho ta tại lục đạo kiếm ma cùng độc cô tẫn hai vị trước mặt bằng hữu thi triển vô nhân đạo cấm thuật, vẫn là thẳng ngượng ngùng. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, có thể huyết ý quỷ vương, hoàn toàn không có xấu hổ cảm giác. Hai tay của hắn, trực tiếp đặt tại bụng của mình phía trên. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân huyết quang mãnh liệt, cái kia bụng vậy mà bắt đầu bành trướng. Cả người tạo ảnh, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, biến đến giống như là một cái huyết sắc con cóc. Cấm thuật, quả nhiên là cấm thuật. Hướng trên mặt hắn nhìn, có thể thấy được miệng của hắn, biến đến lớn hơn. Cái kia càng là một trương miệng to như chậu máu. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên há hốc miệng ra. Chỉ thấy miệng hắn bên trong kết cấu, biến đến hết sức phức tạp. Bên trong không có đầu lưỡi, xem ra phản giống như là phệ tâm cự ma giác hút, bên trong là từng vòng hàm răng. Chỉnh há miệng, giống như là một cái huyết nhục cùng hàm răng tạo thành vòng xoáy. Cái đồ chơi này,
gọi là Kình Thôn Hấp Huyết Ma Công, chơi một chút đi. Ông! Hắn bụng chấn động, kinh khủng hấp lực, khóa chặt trước mắt hắn Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa. Trong lúc nhất thời, vô số huyết sắc xúc tu, theo miệng của hắn bên trong chảy ra đến, quấn quanh ở Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trên thân. Cái này xúc tu cũng không phải là chân thực huyết nhục, mà chính là lực lượng hội tụ, cho nên sẽ không đứt gãy. Mà lại, cảm giác tựa như là tiên tiên màu đen sợi rễ, ùn ùn kéo đến, căn bản vô cùng né tránh. Hắn phệ tâm cự ma, tạm thời còn có thể chống đỡ. Loại này cộng sinh thú, chỉ cần có huyết có thể uống, thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể khôi phục, cho nên hắn không lo lắng. Làm thịt cái này con gà con mèo con, ta liền chống không, tùy tiện thu thập Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Kình Thôn Hấp Huyết Ma Công, bạo phát. Xì xì xì. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu ào ào phát hiện, trên người mình máu tươi, vậy mà hoàn toàn không khỏi chính mình trưởng khống, bị cái kia vô hình xúc tu hấp thu đi ra, hướng về huyết ý quỷ vương mà đi. Bọn họ toàn thân không còn chút sức lực nào, phẫn nộ dãy giụa. Có thể không biết sao, mặc kệ chạy đến địa phương nào, cái kia huyết sắc xúc tu còn quấn ở trên người, thậm chí, còn lan tràn đến Lam Hoang cùng Tiên Tiên trên thân. Duy nhất để huyết ý quỷ vương ngoài ý muốn chính là, một chiêu này đối Tiên Tiên vô hiệu. Có thể ngay cả như vậy, một khi hắn đem Huỳnh Hỏa ba cái máu tươi hút sạch sẽ, bọn họ cũng liền chết. Hưởng thụ đi, cấm thuật chỗ lấy vì cấm thuật, cũng là bởi vì tàn nhẫn, bất quá, tuyệt đối thú vị. Huyết ý quỷ vương tiếng cười lạnh lùng âm u. Cười như vậy âm thanh, tựa như là ác mộng, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu bọn họ. Như thế ma công, để huyết ý quỷ vương lại lần nữa thay đổi cây cân, chuyển bại thành thắng. Làm Lam Hoang đều bị cuốn lấy thời điểm, cho dù có Tiên Tiên giúp đỡ, phần thiên huyết ma đều chậm lại, lại lần nữa áp chế Lam Hoang, điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn. Ma công bên trong, Huỳnh Hỏa bọn họ ba cái, phẫn nộ dãy giụa, đáng tiếc trên thân lại càng ngày càng bất lực. Dạng này nghịch cảnh, để Tiên Tiên lại lần nữa khẩn trương thút thít. Dù sao, nó còn không có nửa tuổi, thì gặp nhiều như vậy kiếp nạn. Đối mặt đối thủ như vậy, xác thực khó xử nó. Cứu chúng ta. Tâm linh câu thông bên trong, truyền đến bọn họ hư nhược thanh âm. Mọi người. Lý Thiên Mệnh vừa mới đánh tan phệ tâm cự ma, đang muốn triệt để diệt sát nó, thì nhìn thấy màn này. Hắn vốn là hung quang ngập trời, lúc này thời điểm càng là đầu nổ tung. Cả người hắn như bị điên lao đến. Cái kia phệ tâm cự ma còn muốn ngăn trở, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh, xé rách một cái lỗ máu. Hắn theo phệ tâm cự ma trong thân thể, xuyên qua, tung tóe một thân huyết. Cái này phệ tâm cự ma chính là không có muốn hại, thì cùng con giun giống như, chém thành hai đoạn cũng còn chết, nếu không không đến mức, dây dưa Lý Thiên Mệnh thời gian dài như vậy. Huyết ý quỷ vương. Lý Thiên Mệnh rít lên một tiếng, lại lần nữa thi triển cửu thiên hung hồn kiếm trận. Ngập trời kiếm ý, xuyên phá huyết sắc biển cả, ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành chín đầu thiên địa cự thú, trấn áp tại huyết ý quỷ vương trên đỉnh đầu. Rất hiển nhiên, huyết ý quỷ vương thi triển ma công kia, là không thể bị quấy rầy, đây là cấm thuật nhược điểm. Lý Thiên Mệnh còn có hy vọng. Chỉ tiếc, huyết ý quỷ vương sớm thì chuẩn bị xong. Hắn vẫn luôn đang chăm chú, phía dưới huyết sắc kết giới động tĩnh. Hắn sớm liền phát hiện, cái kia biến chất huyết sắc kết giới, đã bắt đầu sụp đổ, phía dưới đã nứt ra lít nha lít nhít khe hở, tựa như là phá nát vỏ trứng gà một dạng, toàn bộ kết giới đều đang run rẩy. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, cái này huyết long phong ma kết giới, lập tức liền muốn toàn diện sụp đổ, tại chỗ bạo phá. Thành công! Huyết ý quỷ vương thi triển ma công trước đó, tâm lý đã sớm cười. Với hắn mà nói, chỉ cần kết giới này có thể phá, coi như phệ tâm cự ma chiến tử, cái kia đều đáng giá. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh đến đây phá hư, hắn nhìn lướt qua, lúc này lớn tiếng nói. Phong huynh, giúp ta một chút sức lực. Đến mức u ảnh quỷ vương, không dùng huyết ý quỷ vương phân phó, nàng đều trực tiếp tiến về Độc Cô Tẫn bên kia. Hiện tại kết giới phá nát, đã không có lo lắng, bọn họ còn không xác định, Độc Cô Tẫn đánh vỡ kết giới mục đích. Tại cái này thời khắc sống còn, tự nhiên muốn một người nhìn thẳng hắn. Cứ như vậy, Phong Thanh Mục thì nhàn rỗi. Đơn độc làm thịt cái này tiểu tiện xúc. Huyết ý quỷ vương hoàn toàn không có cái này hứng thú. Hắn có địa vị như vậy, căn bản không cần, đơn giết một tên tiểu bối, để chứng minh chính mình. Tại kết giới vỡ nát trước đó, hắn ngăn lại Lý Thiên Mệnh nhiệm vụ đã hoàn thành. Mắt thấy Phong Thanh Mục nhàn rỗi,
hắn trực tiếp yêu cầu trợ giúp. Rất hiển nhiên, hiện tại Lý Thiên Mệnh, muốn chạy đều chạy không được. Phong Thanh Mục tại phá hư kết giới thời điểm, vẫn luôn đang chăm chú trận chiến đấu này. Làm huyết ý quỷ vương mở miệng về sau, sắc mặt của hắn rất lãnh đạm. Nhưng là, tay của hắn, lại nhanh đến mức cực hạn. Thành, hắn gật đầu trả lời một câu. Cái kia Chu Thiên Lục Kiếm, đã tại hắn tay bên trong gào thét. Tại huyết ý quỷ vương mở miệng trong nháy mắt, hắn chỉ một ngón tay, Chu Thiên Lục Kiếm vậy mà tổ hợp lại cùng nhau, hướng về Lý Thiên Mệnh lao vút mà đến. Vù vù, một kiếm này tốc độ, trực tiếp đâm rách không gian. Có thể thấy được Phong Thanh Mục so huyết ý quỷ vương đều mạnh hơn. Làm Lý Thiên Mệnh ánh mắt, quét đến cái kia một chút xíu kiếm mang thời điểm, nguy cơ rất chí mạng, liền đã bao phủ trên đầu hắn. Chết đi, huyết ý quỷ vương cười to, đưa các ngươi toàn thể, cùng một chỗ xuống địa ngục. Tại Phong Thanh Mục chí mạng sát chiêu phía dưới, Lý Thiên Mệnh còn muốn công kích huyết ý quỷ vương, cứu hắn cộng sinh thú, căn bản không có khả năng. Lần này, càng là chân chính tuyệt cảnh. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Những thứ này Viêm Hoàng Đại Lục đỉnh phong đám gia hỏa, hôm nay cho hắn lên hung tàn bài học. Có thể leo đến dạng này vị trí, không có người lại là người yếu. Phong Thanh Mục cái này chí mạng một kiếm, có thể nói tan rã Lý Thiên Mệnh tất cả tự đại, để hắn chân thực thấy được, hắn đến cùng gặp phải, như thế nào sinh tử tuyệt cảnh. Hết thảy đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa. Có thể chí ít, Lý Thiên Mệnh không hề từ bỏ. Hắn tại sau cùng trong nháy mắt, đem Thái Nhất Tháp kêu gọi ra. Thế nhưng là, một kiếm này quá nhanh quá hung mãnh, hơn nữa còn là từ lục đạo kiếm ma thi triển ra sát chiêu. Trước mắt Thái Nhất Tháp, bị trực tiếp chấn khai. Trường kiếm xoa tại trên thân tháp thời điểm, bạo phát ra chướng mắt sao hỏa. Cái kia bén nhọn tiếng ma sát, càng là một cơn ác mộng. Bất kể nói thế nào, Thái Nhất Tháp còn là sống hiệu, chỉ ít để trường kiếm chệch hướng phương hướng. Cái này Chu Thiên Lục Kiếm, vốn là muốn xuyên thủng Lý Thiên Mệnh trái tim, có thể cái này trong nháy mắt, lại đâm vào Lý Thiên Mệnh ngực phải phía trên, trong nháy mắt xuyên thủng qua. Thậm chí, tại cái cuối cùng trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đều sử dụng Nhân Hoàng Long Giáp. Có thể hiện thực lại là, liền Nhân Hoàng Long Giáp, đều bị cái này Chu Thiên Lục Kiếm xuyên thủng. Phốc phốc, một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm. Ở ngực đột nhiên rét lạnh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét. Ở ngực nhiều một cái lỗ máu. Khoan tim thống khổ cuốn tới, hô hấp một lần, cảm giác toàn bộ phổi đều tại xé rách. Mặt của hắn, trực tiếp trợn nhìn. Cố sự kết thúc rồi à? Rầm rầm rầm. Dưới chân hắn, cái kia huyết sắc kết giới hoàn toàn sụp đổ. Cả một cái huyết sắc tinh thần, đều giống như tại đổ sụp. Cái này một cái kết giới phá nát, đã không thể nghịch. Nói cách khác, rất nhanh, trên người bọn họ phong cấm kết giới. Liền sẽ biến mất. Mỗi người bọn họ, đều sẽ khôi phục đỉnh phong thực lực, giết ta như chém dưa thái rau. Huỳnh hỏa bọn họ bị, kình thôn hấp huyết ma công, trưởng khống, càng ngày càng tới gần tử vong, bộ ngực mình bị xuyên thủng, đã trọng thương, kết giới đã phá nát, đối phương còn muốn khôi phục thực lực, trên thế giới này, nơi nào còn có so hiện tại, càng lớn tuyệt cảnh. Không cần nói một tên tiểu bối, liền xem như Dịch Tinh Ẩn đứng ở chỗ này, đều muốn hỏng mất. Nhân sinh tựa như là một cơn ác mộng. Mỗi một lần thở dốc, ở ngực đều là xé rách kịch liệt đau nhức, đau đến toàn thân đều tại run lên. Huyết ý quỷ vương cái kia khinh miệt cười lạnh, đều là đang cười nhạo hắn một người trẻ tuổi, dựa vào cái gì cho là mình có tư cách, có thể cùng bọn hắn loại này người đấu. Cho dù có phong cấm kết giới, cũng không có tư cách a. Giờ khắc này thế giới là tĩnh mịch. Chỉ có ở ngực tê tâm liệt phế thống khổ, còn có huyết ý quỷ vương vô tình cười lạnh. Cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng bọn họ hư nhược thanh âm, như ác mộng một dạng, trong đầu vần quanh. Có lẽ ngừng thở, nhắm mắt lại, cứ như vậy nhận mệnh, mới có thể tránh né thống khổ a. Thế nhưng là, ở ngực đâm nhói, thì có thể làm cho mình, hoảng sợ hô hấp sao. Huỳnh Hỏa thanh âm của bọn nó, mấy năm qua này đồng sinh cộng tử từng màn, bọn họ mang tới tiếng cười cười nói nói, loại kia sâu vô cùng thân tình, loại kia sinh tử liên lụy duyên phận, nhắm mắt lại. Lựa chọn đi chết, liền có thể giả bộ như nghe không được sao. Ta làm không được, ta làm không được. Lý Thiên Mệnh bình sinh rất ít rơi lệ, thế nhưng là giờ khắc này, hắn trừng to mắt, nhìn lấy âu yếm bọn họ gặp rủi ro, hắn trong hốc mắt máu tươi cùng nhiệt lệ, lăn lộn ở cùng nhau. Hắn không e ngại thống khổ, đi to khỏe hô hấp lấy. Trong mắt của hắn,
tất cả đều là bọn họ bốn cái, cho chính mình hết thảy. Không có các ngươi, sẽ không có ngày nay Lý Thiên Mệnh. Tại cái này thiên tinh cảnh, ta giết thật nhiều người, thế nhưng là, ta còn không có giết đầy đủ a. Hắn nắm chặt một đôi đông hoàng kiếm, lấy đẫm máu và nước mắt ánh mắt, nhìn chằm chằm huyết ý quỷ vương, nhìn lấy huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang cùng tiên tiên. Bọn họ, cũng tại lấy hừng hực mà ánh mắt tín nhiệm, nhìn lấy chính mình, bọn họ đều không muốn chết a. Đời này, ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, ta muốn cho Linh Nhi một cái công đạo, ta không muốn cô phụ cái cô nương này, ta muốn trông coi nàng cả một đời. Ta muốn có một ngày, có thể đứng ở ta trước mặt cha mẹ, cùng bọn hắn cùng chung nghịch cảnh. Ta muốn mang lấy các ngươi, đi hành tẩu tứ hải bát hoang, đi hành tẩu vạn trượng hồng trần, đi chứng kiến thành thần đại đạo. Ta yêu các ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đây hết thảy lời thề cùng gào thét, hắn cũng không có kêu đi ra. Đây đều là trong lồng ngực núi lửa bạo phát, có thể làm cho hắn quên hết mọi thứ xé rách thống khổ, để trong mắt của hắn chỉ có huyết sắc. Vì chiến đấu cùng thủ hộ mà thành người, tại triệt để chết hết trước đó, tuyệt đối không thể đổ phía dưới. Giờ khắc này, bị một kiếm xuyên thấu Lý Thiên Mệnh, lại tại ngã xuống trước đó, đỏ như máu sắc sao băng một dạng, thiêu đốt lên chính mình, đánh tới huyết ý quỷ vương. Quả nhiên, phong cấm kết giới muốn biến mất, lực lượng muốn trở về. Huyết ý quỷ vương ngẩng lên cái cằm, nhìn lấy cái này không muốn mạng Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy trêu tức cười lạnh. Tuổi trẻ chính là như vậy huyết khí phương cương, liền chết đều không e ngại sao. Nói đến, dạng này hừng hực ý chí, thật gọi người hoài niệm lúc trước a. Đáng tiếc, dạng này người, thường thường bị chết nhanh nhất. Tại Lý Thiên Mệnh trên thân, huyết ý quỷ vương thấy được chính mình đã từng. Hắn hoài niệm về hoài niệm, có thể cái kia cũng chỉ là một loại trêu tức, một loại trêu chọc. Người luôn luôn tại con buôn, khéo đưa đẩy, âm ngoan lại xảo trá thời điểm, chế giễu những kia tuổi trẻ sinh mệnh, lại dùng tánh mạng, đuổi theo ấu trí mộng. Huyết ý quỷ vương hướng phong thanh ngục bên kia nhìn thoáng qua. Để hắn hài lòng chính là, tại Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xông lên thời điểm. Phong thanh ngục Chu Thiên Lục Kiếm, lần nữa đánh tới. Lần này mục tiêu, vẫn là Lý Thiên Mệnh ngực trái, vẫn là trái tim của hắn. Chỉ là lần này, Lý Thiên Mệnh là dùng phần lưng, tại đối với phong thanh ngục. Hoàn toàn quên đi sinh tử của mình, chỉ muốn cứu được bản thân cộng sinh thú. Vậy liền đi chết đi. Huyết ý quỷ vương tâm lý cười to. Hắn đã thông qua xúc tu, thưởng thức được huỳnh hỏa, bọn họ máu tươi tư vị. Gọi là một cái thơm ngọt a. Dù là chỉ có một giọt, đều gọi huyết ý quỷ vương, toàn thân đều khô nóng lên. Như quả không ngoài dự liệu của hắn, Lý Thiên Mệnh tại tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ bị phong thanh ngục xuyên tim mà chết. Mà lại, theo huyết long phong ma kết giới phá nát, huyết ý quỷ vương trên người phong cấm, đã bắt đầu buông lỏng. Cái kia lực lượng quen thuộc, sắp trở về. Còn có cái gì, so hiện tại vui vẻ hơn? Siêu siêu. Vào thời khắc này, phong thanh ngục đệ nhị kiếm, đã xuyên phá hư không, đã tới Lý Thiên Mệnh phần lưng. Đây là Chu Thiên Lục Kiếm. Chẳng lẽ, Lý Thiên Mệnh không biết, dạng này sẽ chết sao? Hắn làm sao có thể không biết a? Lần trước, phong thanh ngục chỉ có thể coi là đánh lén ta, ta mới chưa kịp phòng bị. Mà lần này, hắn coi là tốt Chu Thiên Lục Kiếm, đến thời cơ. Ngay tại nguy hiểm buông xuống trong nháy mắt, Thái Nhất Tháp lại lần nữa xuất hiện, dán tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Thái Nhất Tháp cửa lớn, nhắm ngay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cơ hồ còn không động tác, cái kia Chu Thiên Lục Kiếm uy lực, thì đụng vào Thái Nhất Tháp phía trên. Thái Nhất Tháp thụ lực phía dưới, lại va chạm ở trên người hắn. Làm. Chói tai tiếng vang xuyên thấu ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không chết. Bởi vì, va chạm thân thể của hắn vị trí, là Thái Nhất Tháp chi môn. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy, bị va vào trong cửa lớn. Hắn tuy nhiên bị đâm đến thất điên bát đảo, lại lần nữa phun máu. Nhưng là, hắn chí ít không chết. Phong Thanh Ngục nói cho cùng, vẫn là thất trọng tử kiếp cảnh giới, hắn cách ta rất xa, kiếm của hắn lại hung ác lại nhanh, so với hắn thời điểm cực thịnh, vẫn kém một mảng lớn. Bằng không, Lý Thiên Mệnh liền triệu hồi ra Thái Nhất Tháp thời gian, cũng sẽ không có. Trong lòng của hắn rất tỉnh táo. Hắn dùng điên cuồng nhất tư thái, dùng phần lưng đối với Phong Thanh Ngục, lại tránh thoát nhất kích chí mệnh. Dạng này một màn, để Phong Thanh Ngục hơi hơi sửng sốt một chút. Thú vị, thần vật, đồng dạng phá cho ta.
Trong lòng bàn tay của hắn, Chu Thiên Lục kiếm lượn vòng mà đi, lại lần nữa hướng về Lý Thiên Mệnh Thái Nhất Tháp đánh tới. Vù vù. Thái Nhất Tháp lần nữa Chu Thiên Lục kiếm trúng đích, trực tiếp đánh tới Huyết Ý Quỷ Vương. Làm. Phong Thanh Mục hiển nhiên đối Chu Thiên Lục kiếm cái này thần vật, rất có lòng tin, dù sao, thanh kiếm này vừa mới liền nhân hoàng long giáp, đều xuyên thấu. Thế nhưng là, cùng là thần vật, lần này, Chu Thiên Lục kiếm lại không có thể đánh phá Thái Nhất Tháp. Cứng như vậy, Phong Thanh Mục thu hồi Chu Thiên Lục kiếm, chuẩn bị chính mình tới. Hắn không biết là, Lý Thiên Mệnh các loại chờ quá lâu cơ hội, rốt cuộc đã đến. Hắn đã sớm nhìn kỹ góc độ. Hắn vốn là tại, Phong Thanh Mục cùng Huyết Ý Quỷ Vương trung gian. Làm Thái Nhất Tháp theo Huyết Ý Quỷ Vương trên đỉnh đầu, bay qua thời điểm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên từ trong đó vọt ra. Giờ khắc này, trực tiếp đối mặt Huyết Ý Quỷ Vương. Hắn chỉ có thể nói, vì cơ hội này, hắn cửu tử nhất sinh, đem mệnh đều tính toán tốt, cược đi lên. May mắn là, hắn thành công a. Làm cặp mắt của hắn, khóa chặt Huyết Ý Quỷ Vương một khắc này, hắn chỉ có đất đèn hỏa quang trong nháy mắt sinh cơ. Hắn thấy được huỳnh hỏa bọn họ, còn đang vì còn sống mà dãy giụa. Giết hắn. Bọn họ bốn cái, dùng như tê liệt thanh âm, giống lên một tiếng. Giết. Lý Thiên Mệnh huyết lệ mơ hồ hai mắt. Chấn hồn chi đồng. Kinh thiên nhất kiếm, bạo sát xuống. Cửu thiên hung hồn kiếm trận. Nhân hoàng long giáp còn đang nhấp nháy, đông hoàng kiếm một phân thành hai, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Cho dù là chết, ta Lý Thiên Mệnh, cũng muốn kéo người thứ ba quỷ vương, cho lão tử đệm lưng. Chấn hồn chi đồng dưới, Huyết Ý Quỷ Vương sửng sốt một chút. Đối với hắn cái này thì giác tới nói, Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng như thế không thể tưởng tượng phương thức, đến tránh né Phong Thanh Mục sát chiêu, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, Phong Thanh Mục đều không đem Lý Thiên Mệnh, để vào mắt. Nếu là hắn trực tiếp cầm kiếm đánh tới, Lý Thiên Mệnh đã chết. Đây hết thảy trùng hợp, lại đều đang nói rõ. Cái này trong mắt bọn họ tiểu bối, đang dùng làm cho người giận sôi cầu sinh ý chí, tại nghịch thiên cải mệnh. Tại hắn trưởng khống dưới, cửu thiên hung hồn kiếm trận, hung tàn bao trùm xuống. Một kiếm này so sánh với một kiếm, càng mạnh. Lực lượng của ta, nên trở về đến rồi. Ngay cả như vậy, Huyết Ý Quỷ Vương còn tại cười. Đúng vào lúc này, Huyết Long Phong Ma kết giới, triệt để bạo phá. Phanh phanh phanh. Huyết Ý Quỷ Vương sinh tử mệnh tuyển phía trên, kiếp hoàn bạo phá. Lực lượng của hắn, ngay tại giải phong. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, hắn từ bỏ kình thôn hấp huyết ma công, nếu không, thì thật là đứng đấy bị đánh. Ngây thơ tiểu hài tử a. Hắn cười to trong lòng. Hắn chỉ cần từ bỏ ma công, còn không phải tùy tiện, có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh một kiếm. Thế nhưng là trong nháy mắt này. Phốc phốc. Một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang truyền đến. Huyết Ý Quỷ Vương sửng sốt một chút, cúi đầu xem xét. Tại hắn từ bỏ ma công trong nháy mắt, một cái toàn thân nhuốm máu chim nhỏ, vậy mà theo hắn sau cùng hút vào lực lượng, lao vút mà đến. Nó lấy cánh làm kiếm, đâm vào Huyết Ý Quỷ Vương trong trái tim. Một kiếm này, đem trái tim của hắn, xuyên thủng một nửa. Cái kia chim ngẩng đầu, táo bạo nhìn lấy hắn. Lão tử gọi Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Miệng rộng quái, ta hỏi ngươi phục sao? Huỳnh hỏa một miệng lục đạo hỏa liên, phun tại Huyết Ý Quỷ Vương trên mặt. Ách! Huyết Ý Quỷ Vương nghìn tính vạn tính, đều không tính tới, cái này sắp chết cộng sinh thú, vậy mà có thể lấy phương thức như vậy, đem cánh đâm vào ngực của hắn. Cái này phiền toái. Huyết Ý Quỷ Vương, rốt cục sắc mặt đại biến, tại chỗ trắng bệch. Hắn toàn thân có rút run rẩy. Sâu vô cùng tuyệt vọng, xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn. Không. Hắn ra sức giãy giụa. Đáng tiếc, đã chậm. Làm lục đạo hỏa liên nện ở trên đầu của hắn trong nháy mắt, cửu thiên hung hồn kiếm trận, rảo sát tại trên đỉnh đầu của hắn. Phốc phốc phốc. Cả một cái Huyết Ý Quỷ Vương, bị Lý Thiên Mệnh cái này tuyệt mệnh một kiếm, tại chỗ rảo sát trở thành thịt nát. Trong một chớp mắt, chết đến mức không thể chết thêm. Huyết Ý Quỷ Vương, liền sau cùng một tiếng hét thảm, đều không có thể phát ra tới. Tại chỗ toái thi, thậm chí tại cái cuối cùng trong nháy mắt, lực lượng của hắn, đã toàn bộ trở về. Còn kém trong nháy mắt a. Thế nhưng là, hắn chết. Hắn bị Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú, làm thịt. Thịt nát cùng máu tươi, tại tinh không ở giữa vẩy ra.
cái này trong nháy mắt, thời gian dường như dừng lại. Lý Thiên Mệnh lau sạch khóe mắt huyết thủy, hắn ngẩng đầu, thấy được Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng cùng Tiên Tiên. Các vị, hắn mở rộng vòng tay, đem Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Tiên Tiên linh thể, ôm vào trong ngực. Máu của bọn hắn, toàn bộ nhiễm đến cùng một chỗ. Cái này tĩnh mịch thời gian bên trong, Lý Thiên Mệnh thanh âm nghẹn ngào. Vẫn là câu nói kia, cùng quân cộng sinh, đời này không hối hận. Oa, Tiên Tiên cảm động khóc. Nhanh khắc cợt nhả, ta đạp mã chân gà gãy mất. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi. Gà đại ca lấy mệnh cứu ta, bản mèo trên thân vô tài, chỉ có thể lấy thân báo đáp ai. Miêu Miêu giận dữ nói. Cút. Bước qua cửu tử nhất sinh con đường, chính là vì giờ phút này, có thể cùng bọn họ còn sống đoàn tụ. Bây giờ kết giới đã phá, bọn họ chiến lực khôi phục, ta không còn có tại cái này thiên tinh cảnh, phách lối tư bản. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Không có phong cấm, bọn họ cấp độ này tranh phong, không phải ta có thể tham dự, có thể giết một cái huyết ý quỷ vương, ta vừa hung ác kiếm lời một khoản. Tiếp đó, thành thật một chút đi. Lần này, cũng là bởi vì quá không thành thật, muốn dốc hết toàn lực nghịch chuyển hết thảy, mới lâm vào tử cục. Bây giờ sống sót sau tai nạn, lại còn đem huyết ý quỷ vương đều làm thịt rồi, Lý Thiên Mệnh quyết định, không đi mạo hiểm nữa mất mạng. Hắn cơ hồ ngay tại cùng Huỳnh Hỏa bọn họ ôm nhau thời điểm, thì để chúng nó, toàn bộ tiến vào cộng sinh không gian. Lam Hoàng sớm liền từ bỏ đối thủ, cái cuối cùng, biến mất tại cái này thiên tinh cảnh bên trong. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh bất chấp tất cả, trực tiếp trốn vào Thái Nhất Tháp. Động tác của hắn rất nhanh, đó là bởi vì, giết huyết ý quỷ vương về sau, khi tất cả đối thủ khôi phục thực lực, hắn đối mặt nguy cơ, trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Không nói Phong Thanh Ngục cùng U Ảnh quỷ vương, chỉ là huyết ý quỷ vương hai cái cộng sinh thú, khi chúng nó khôi phục thực lực về sau, đều khó có khả năng buông tha Lý Thiên Mệnh. Cái kia phệ tâm cự ma dù sao trọng thương, cảnh giới khôi phục thời điểm, nó hành động bất tiện. Mà cái kia phần thiên huyết ma, đã sớm phát ra một tiếng chấn thiên động địa phẫn nộ gào thét, phun ra một ngụm máu màu đỏ phần thiên huyết viêm, cuốn tới, bực này thần thông uy lực, tối thiểu tăng lên hơn gấp 10 lần. Muốn không phải phong cấm kết giới, ra chỉ tại sinh tử mệnh tuyển phía trên thần long, là một đầu theo thứ tự phá, Lam Hoàng đều rất khó tại nó dây dưa phía dưới trốn về đến. Phần thiên huyết viêm, bị bỏng mà đến trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trốn vào Thái Nhất Tháp, sau đó Thái Nhất Tháp bị đụng bay ra ngoài, trong lúc đó, Phong Thanh Ngục có vô số kiếm phong, bổ vào Thái Nhất Tháp phía trên, may mắn, hắn cũng không có xé rách Thái Nhất Tháp. Đúng rồi, cái kia thanh thiên tinh diệu long thần kích, cầm trở lại chưa? Huỳnh Hỏa hỏi. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh tại chém giết huyết ý quỷ vương thời khắc, vẫn nhớ đây. Cái kia liền cầm lấy cái này thần kích, ra ngoài đại sát tứ phương, đem Phong Thanh Ngục cũng làm thịt. Huỳnh Hỏa bá khí nói. Ngươi đánh giám, coi như cái này thần kích có thiên tinh chi lực, nhiều lắm là làm cho ta cùng, 9 tầng sinh kiếp, kiếp lão đấu một chút, hiện tại bọn hắn đều 11 tầng trở lên, phun lưỡi kiếm khí đều có thể đâm chết ta, a. À. Lúc nói chuyện, khiên động ở ngực thương thế, đau đến Lý Thiên Mệnh nhe răng nhếch miệng. Nói cũng đúng a, nói đến, cái này miệng rộng quái, cũng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Huỳnh Hỏa vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói ai là chó đâu? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là muốn nói, các vị đang ngồi đều là. Lan. Bọn họ lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được vô cùng lớn kích thích, cái kia phần thiên huyết ma cùng Phong Thanh Ngục công kích, không ngừng nện tại Thái Nhất Tháp phía trên, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để linh hồn kiếp phó mang theo Thái Nhất Tháp trốn, đáng tiếc Thái Nhất Tháp tốc độ di chuyển, đối khôi phục thực lực bọn họ tới nói, thì cùng ốc sên giống như. Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh hiện tại ngoại trừ sẽ không chết, chỉ có thể bị đánh, chỗ nào đều không đi được. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chúng ta ngay ở chỗ này lại lấy đi. Lý Thiên Mệnh nói, theo trong quỷ môn quan trốn tới về sau, hắn biến đến lạc quan. Người tự xưng lợn chết, khác dựng vào chúng ta meo. Miêu Miêu nằm ngửa trên đất, một đôi phấn nộn móng vuốt nhỏ sờ lấy vỡ tan sọ não, một bên kêu đau đớn một bên khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Nói thật, bọn họ căn bản không biết, bên ngoài mấy vị kia, hiện tại tâm tình đến cỡ nào vặn vẹo. Nhất là Phong Thanh Ngục. Đúng là hắn xuất thủ tùy ý, dẫn đến huyết ý quỷ vương lại bị giết. Huỳnh Hỏa một kích cuối cùng, cải biến hết thảy. Đường đường thứ ba quỷ vương, lấy như thế khuất nhục phương thức bị chết, Phong Thanh Ngục đều nhìn đến lưng phát lạnh.
phải biết, còn kém trong nháy mắt a. Có lẽ chỉ cần ba hơi, huyết ý quỷ vương tiện tay đều có thể bóp chết Lý Thiên Mệnh. Hắn loại tồn tại này, lấy hí kịch tính như vậy phương thức, mất mạng, Phong Thanh Ngục khó từ tội lỗi. Phệ tâm cự ma cùng phần thiên huyết ma, đã mất đi lý trí, tại bọn chúng tàn phá bừa bãi phía dưới, thiên tinh cảnh không gian ầm vang phá nát, vô số vết nứt không gian sinh ra, cái này yếu ớt không gian, quả nhiên hoàn toàn không chịu nổi, bọn họ cấp bậc này lực phá hoại. Ngoài ra, thật buồn bực, phải kể là u ảnh quỷ vương. Nàng vừa tới đến Độc Cô Tấn bên cạnh, liền nghe đến huyết ý quỷ vương kêu thảm, nàng thật không thể tin quay đầu, liền nhìn đến hắn bị tru sát một màn. Con người của nàng, đều nhanh rơi ra tới. Không. Gầm lên giận dữ gào thét, lại không thay đổi được cái gì. Đừng đánh nữa, tòa tháp này không đánh tan được, lấy trước trên tay, hắn sớm muộn đi ra. U ảnh quỷ vương thanh âm bi thương mà nói. Đã từng thanh minh quỷ vương cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ đến phiên huyết ý quỷ vương, kết cục này, chỉ sẽ tạo thành hơn gấp 10 lần động đất. Cùng là quỷ vương, địa vị chênh lệch, cũng không chỉ một chút điểm. Nghe được u ảnh quỷ vương, Phong Thanh Ngục từ bỏ kiếm bổ thái nhất tháp. Đừng đánh nữa, trước khóa kín tòa tháp này, đừng để hắn chuồn đi. Phong Thanh Ngục quát nói. Không biết sao phệ tâm cự ma cùng phần thiên huyết ma, căn bản không nghe hắn, bọn họ còn tại vận dụng các loại thủ đoạn, muốn đem thái nhất tháp đánh nát, tại chỗ cho huyết ý quỷ vương báo thù. Huyết ý quỷ vương không có, bọn họ coi như còn có thực lực, cũng tương đương không có tương lai. Thì tại thời khắc như vậy, một trận kinh thiên động địa dị biến, ra đời. Tại bọn họ phía dưới, huyết sắc kết giới phá nát về sau, cái kia vô số xương máu bắt đầu tiêu tán, trong đó 100.000 huyết sắc thần long long hình thiên văn, hướng về một phương hướng trở về. Chính là Độc Cô Tấn phương hướng. Hắn cũng không có chủ động hấp dẫn, chỉ là lệ nóng doanh tròng, hai đầu gối lăng không quỳ xuống, đối với cái kia 100.000 huyết long dập đầu. Làm chỉnh cái ngôi sao phía trên xương máu, đều biến mất về sau. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là một cái ngôi sao màu xám. Theo huyết sắc, biến thành màu xám. Hoặc là nói, huyết sắc chỉ là kết giới, màu xám mới là cái này tinh thần dáng vẻ vốn có. Lý Thiên Mệnh thông qua thái nhất tháp, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Không biết vì cái gì, nhìn đến cái này ngôi sao màu xám trong tích tắc, hắn có loại kinh khủng tim đập nhanh, mí mắt đều nhảy một cái, tê cả da đầu, lưng phát lạnh, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Thì hít vào một ngụm khí lạnh. Oanh! Oanh! Ngay tại cái này đột nhiên, cái kia ngôi sao màu xám, vậy mà phát sinh oanh minh chấn động. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ nhìn đến, nó chính đang khuếch đại. Giống như là một khỏa khí cầu, bỗng nhiên bị thổi lên một dạng, chỉ là loại này mở rộng biên độ, vượt qua Lý Thiên Mệnh sức tưởng tượng. Vốn là, hắn cách ngôi sao màu xám rất xa. Đáng sợ là, hắn thì nháy một cái ánh mắt. Cái kia ngôi sao màu xám thì bành trướng đến trước mắt, trực tiếp đâm vào thái nhất tháp phía trên. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng. Cái này ngôi sao màu xám bên trên có giống biển cả mê vụ, đem sao trời mặt ngoài hết thảy, đều hoàn toàn che lấp, cho nên không nhìn thấy bên trong hết thảy. Kỳ quái hơn chính là, cái này ngôi sao màu xám mặt ngoài, còn có vô số thiên văn du tẩu. Những thứ này màu xám thiên văn lít nha lít nhít, số lượng càng nhiều, nếu như không nhìn kỹ, còn không phát hiện được. Cái gì? Lý Thiên Mệnh tâm lý nhảy một cái, thái nhất tháp lại bị cái này ngôi sao màu xám bành trướng, đụng bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, liền Phong Thanh Ngục, u ảnh quỷ vương cùng phệ tâm cự ma, phần thiên huyết ma, đều không có thể né tránh, đều bị cái này, hôi tinh, chấn động ra đi. Hôi tinh bành trướng lực lượng rất lớn, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng một hồi, hắn tại thái nhất tháp bên trong bị đâm đến long trời lỡ đất, đầu rơi máu chảy. Hắn hết sức nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện chung quanh đã sớm không ai. Nói cách khác, ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Hắn có chút mộng. Làm sao bỗng nhiên bị đụng bay đây? Mấu chốt là, huyết ý quỷ vương bọn họ, coi trọng như thế phá hư huyết sắc kết giới. Điều này nói rõ, cái này huyết sắc kết giới tồn tại ý nghĩa, không cần phải chỉ là bài trừ phong cấm kết giới đơn giản như vậy a. Đây là hắn hiện tại, tâm lý lớn nhất không nghĩ ra sự tình. Hôi tinh sinh ra cùng bành trướng, càng xác nhận suy đoán của hắn. Cái này huyết sắc kết giới, là phong cấm kết giới ngọn nguồn không sai, nhưng, nó cần phải còn có càng ý nghĩa quan trọng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, hôi tinh liền đã tiếp tục bành trướng thêm đến trước mắt, trên đó thiên văn càng nhiều, cái kia khủng bố lăn lộn màu xám khí tức,
như cùng một đầu đầu dữ tợn cự thú, tại cái này tinh thần mặt ngoài lăn lộn. Huyết sắc kết giới, tác dụng chân chính, là phong cấm viên này hôi tinh. Lý Thiên Mệnh hướng nhìn bốn phía, trước mắt hôi tinh đã bành trướng đến, có thể tiếp xúc đến thiên tinh cảnh còn lại tinh thần trình độ. Ầm ầm. Ngay tại hôi tinh tiếp xúc đến phụ cận thứ một khỏa ngôi sao thời điểm, cái kia tương đương với 10 cái thái cực phong hồ diện tích lớn tiểu nhân tinh thần, vậy mà tại chỗ tan rã, vỡ nát, hóa thành tinh trần toái phiến, bị hôi tinh mặt ngoài ngập trời vũ khí, trực tiếp nuốt vào. Thiên tinh cảnh tinh thần, phá. Trước đây thiên tinh cảnh tinh thần, hội tụ tinh quang, dung nhập huyết sắc kết giới bên trong, hẳn là đang bảo vệ huyết sắc kết giới. Nói rõ cái này hơn ngàn tinh thần, đều là tại cầm tù cái này hôi tinh. Bây giờ hôi tinh giải thoát rồi giải thoát, bắt đầu phá hủy thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ đây hết thảy, cũng chỉ là suy đoán. Bất quá, có thể nhìn đến chính là, theo hôi tinh bành trướng, nó xác thực đem nguyên một đám tinh thần, trực tiếp nghiền nát, chìm ngập. Cái này kinh khủng hôi tinh, tựa như là một đầu tề thiên cự thú, điên cuồng bành trướng. Rầm rầm rầm, nguyên một đám tinh thần nổ nát vụn, hóa thành tinh thần toái phiến. Tồn tại vô số năm thiên tinh cảnh, tại lúc này ầm vang bật nát, một khỏa bây giờ tượng trưng cho tử vong hôi tinh, càng lúc càng lớn, no bạo toàn bộ thiên tinh cảnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, cảm giác khó có thể hô hấp. Hắn cũng không dám theo thái nhất tháp đi ra, hắn sợ chính mình, đều bị cái này hôi tinh nuốt. Nó tầng ngoài còn giống như có một tầng kết giới, đem hôi tinh màu xám vũ khí, khóa tại tinh thần nội bộ. Nếu như huyết sắc kết giới, tác dụng là phong cấm cái này hôi tinh, như vậy còn lại tầng này kết giới, tác dụng cũng là như thế. Lý Thiên Mệnh không cách nào ngăn cản đây hết thảy, hắn một lực lượng cá nhân, quá nhỏ bé. Thiên tinh cảnh kết cục, coi như huyết ý quỷ vương chiến tử, tựa hồ cũng không thể nghịch chuyển. Trong lúc này, thái nhất tháp bị hôi tinh bành trướng, liên tục đụng vài chục lần, mỗi một lần đều bị Lý Thiên Mệnh bất ổn. Nhưng chân chính đáng sợ là, thiên tinh cảnh, triệt để nát. Không ngoài dự liệu, hơn ngàn cái ngôi sao, toàn bộ bị cái này hôi tinh nuốt. Nguyên bản thiên tinh cảnh có phong tỏa biên giới, thế nhưng là theo cái kia huyết sắc kết giới biến mất, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn bộ thiên tinh cảnh, giống như liền phong tỏa biên giới đều biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói cách khác, hiện tại bắt đầu, ai cũng có thể theo bất kỳ một cái nào phương hướng, tiến thiên tinh cảnh. Nhưng là... thiên tinh cảnh, đã không có. Lý Thiên Mệnh phiêu phù ở hạ tầng trong tinh không, lấy ánh mắt đờ đẫn, nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Thiên tinh cảnh nơi ở, thay vào đó, là một khỏa to lớn ngôi sao màu xám. Cái này tinh thần đại tới trình độ nào? Lý Thiên Mệnh đứng tại hôi tinh phía dưới, hắn sinh ra một loại ảo giác. Làm hắn hướng phía dưới nhìn qua thời điểm, là mênh mông vô tận viêm hoàng đại lục. Làm hắn ngẩng đầu đi lên nhìn thời điểm. Hắn nhìn đến, đã không phải là một khỏa ngôi sao, mà chính là một mặt không có tận cùng màu xám đại lục. Một cái hình tròn tinh thần, chỉ có tại cũng đủ lớn thời điểm, mới có thể bị nhìn thành vô biên đại lục. Càng đáng sợ chính là, cái này hôi tinh còn tại bành trướng. Là nó nguyên bản là lớn như vậy, vẫn là vừa mới bành trướng hiệu quả. Thiên tinh cảnh tinh thần không có, không biết cái kia 9 viên hắc động tinh thần, còn ở đó hay không. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Hắn thứ 9 viên hắc động tinh thần, còn chưa có đi đây. Còn có người tại đợi chờ mình à. Hiện tại tinh đồ đều vô dụng, thứ 9 viên hắc động vị trí của ngôi sao, đã sớm tại hôi tinh nội bộ. Mà nó, Lý Thiên Mệnh mắng một câu lời thô tục. Kích thích, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Huỳnh Hỏa nói, được rồi, lần này vốn chính là cửu tử nhất sinh, có thể đào mệnh cũng không tệ, còn suy nghĩ gì hắc động tinh thần. Thẳng thắn nói. Hắn tuy nhiên bị đâm đến long trời lỡ đất, có thể cái này thiên tinh cảnh chung quanh, còn có rất nhiều ngũ đại thần vực cường giả. Hiện tại, bọn họ cũng không có phong cấm kết giới. Nơi này đối với ta mà nói, vẫn là cực kỳ nguy hiểm, trước bảo mệnh lại nói. Hắn tiếp tục lui lại. Sau lưng hôi tinh còn tại bành trướng. Cái gì thời điểm là cái đầu A, sẽ không nện ở viêm hoàng đại lục ở bên trên A. Thì cái này thể thích. Có thể đem cả một cái thần vực đều cho nghiền bình. Rốt cục, hôi tinh rốt cục đình chỉ bành trướng. Lý Thiên Mệnh nhìn qua cái này một khỏa, vô tận hôi vụ lăn lộn siêu sao, não tử đã rối loạn. Một ngày này, toàn bộ viêm hoàng đại lục chúng sinh, đều thấy được một màn thật không thể tin biến hóa.
Đây là đủ để tái nhập sử sách một màn. Vô số người, đi ra khỏi nhà, tại đồng ruộng, đường đi, trên tường thành, hướng trên trời nhìn qua. Hiện tại chính là giữa ban ngày. Mọi người ngay từ đầu nhìn đến, mơ hồ có một cái cho điểm, xuất hiện tại mặt trời bên cạnh. Ngay từ đầu không có người để ý. Ngay sau đó, cái kia cho điểm vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Sau đó không lâu, nó lớn nhỏ, vậy mà có thể so với mặt trời. Đó là cái gì? Màu xám mặt trời. Nàng dâu, mau ra đây nhìn. Trong lúc nhất thời, ước vạn chúng sinh đều bị hấp dẫn mà đến. Ông trời ơi, thần kỳ như vậy sao? Trời sinh cho ngày. Bọn họ rung động, không có kết thúc. Bởi vì, vượt qua mặt trời lớn nhỏ về sau, hồi tinh còn tại bành trướng. Ầm ầm, mọi người thậm chí có thể nghe được, cái kia tinh thần bành trướng tiếng oanh minh âm. Điều này nói rõ cái kia hồi tinh, khoảng cách Viêm Hoàng Đại Lục, cũng không xa xôi, tối thiểu so mặt trời gần rất nhiều. Tiếp đó, hồi tinh đạt đến mặt trời gấp 2. Sau đó là gấp 3, gấp 4 lần, lại có là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đến sau cùng, làm trên bầu trời. Một cái đường kính có 10 mét trở lên to lớn ngôi sao, nằm ngang ở Viêm Hoàng Đại Lục trên không thời điểm, tất cả mọi người ngốc trệ. Phải biết, theo Viêm Hoàng Đại Lục nhìn, liền mặt trời đường kính, cũng chỉ có mười mấy cm. Cái này hồi tinh tựa như là bầu trời độc nhãn, mọi người liền trên đó màu xám vũ khí, đều có thể thấy rõ ràng. Dạng này thiên địa kịch biến, ở một mức độ nào đó, đã khiến cho khủng hoảng. Theo thị giác phán đoán, ngôi sao này hẳn là tại hạ tầng tinh không vị trí. Cái chỗ kia, không phải thiên tinh cảnh sao. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, đều sôi trào. Hồi tinh phía trên, một người mặc màu đỏ đen áo bào rộng nam tử, lăng không trong tinh không. Ở bên cạnh hắn, 100.000 huyết sắc long ảnh, như là hồn linh, điên cuồng tràn vào mi tâm của hắn vị trí. Hắn giang hai cánh tay, giống như điên cuồng, miệng há mở, trong hai mắt, máu và nước mắt cuồn cuộn. Tổ tiên ở trên, giúp ta mở ra, diệt tuyệt long nhãn, cũng có ngày, đệ tử bình tĩnh để cái này vô tận thiên địa, nhận thức lại chúng ta. Lịch sử, cần phải có chúng ta huyết long nhất tộc, lưu lại dày đặc một bút. Vô tình bạo quân cùng con cháu của hắn hậu nhân, nhất định phải giao ra ngàn vạn lần đại giới. Tại cái kia vô tận long ảnh quán thâu thời điểm, hắn trên trán bị xé nứt ra một cái lỗ máu. Xương sọ bị xuyên thủng, vô số huyết hồn, chui được hắn máu me đầm đìa. Có thể ngay cả như vậy, trong mắt của hắn, chỉ còn lại có cuồng nhiệt. Rốt cục, làm tinh hồng cùng long ảnh tiêu tán thời điểm, Độc Cô Tấn cả người, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mi tâm của hắn, như một đầu khóe mắt. Hắn bỗng nhiên phá lên cười. 200.000 năm, bút chướng này, cái này thù không đợi trời chung, đệ tử chắc chắn vì các vị tổ tông, lấy lại công đạo. Thế gian này, thiếu chúng ta rất nhiều. Bọn họ không xứng sinh sôi cái này 20 vạn năm trước. Tất cả mọi người, đều muốn vì ngày nào đó chuộc tội. Một khắc này, hắn chỗ mi tâm khóe mắt nứt ra. Một cái tinh mắt dọc màu đỏ, đột nhiên xuất hiện, hắn hơn 100.000 huyết sắc thần long hội tụ. Một đạo mãnh liệt huyết quang, quan xuyên ra ngoài, xuyên thấu chư thiên. Giờ đến phiên ta, trở thành cái này Viêm Hoàng Đại Lục thứ 11 cái thần. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Quỷ thần sơn mạch, ở vào Viêm Hoàng Đại Lục vị trí trung tâm. Đứng ở chỗ này đi lên nhìn, có thể phát hiện, viên kia to lớn hồi tinh, tại bầu trời chính giữa. Đó là cái gì? Tựa như là bầu trời ánh mắt. Quá lạnh lùng, quá quỷ dị. Vô số cửu cung quỷ tông đệ tử, theo chỗ tu luyện đi ra, tập hợp một chỗ. Bọn họ mê hoặc, kinh dị, cùng đại lục này phía trên những người khác, cũng không có khác nhau. Thế mà... Tại quỷ thần sơn mạch vị trí trái tim, Hắc Bạch Thiên Cung hai tòa cung điện cửa lớn, bị oanh nhiên chấn khai. Khói mù lượn lờ bên trong, hai bóng người, mỗi người từ bên trong vọt ra. Trong đó, Hắc Thiên Cung đi ra hắc ảnh, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, xem ra khô già gầy cao, da thịt lão chứ, hẳn là một cái lão giả. Bạch Thiên Cung bên trong đi ra bóng trắng, thì xương trắng lượn lờ, tựa như tiên nhân. Mơ hồ có thể nhìn đến. Cái này lại là một cái da thịt trắng như tuyết, kiều nộn động lòng người 10 tuổi tiểu nữ hài. Có thể để người kinh ngạc là, ông lão mặc áo đen kia thanh âm, vậy mà tuổi trẻ non nớt, hoàn toàn là cái bé trai thanh âm. Ngược lại là cái kia váy trắng tiểu cô nương, thanh âm khô lão lạnh lẽo.
Quang nghe thanh âm, sẽ cho là nàng là cái bà lão. Bọn họ cùng một chỗ ngẩng đầu, khi bọn hắn nhìn đến, hôi tinh tại mở rộng thời điểm, bọn họ cơ hồ mất tiếng. Huyết long phong ma kết giới, phá. Lão tam bọn họ, làm được a? Áo đen lão giả nước mắt tuôn đầy mặt. Rốt cục chờ đến, chân chính, 9 tầng địa ngục, xuất hiện. Vì một ngày này, chúng ta bao nhiêu đời người truyền thừa, đợi lâu 100.000 năm, rốt cục muốn tại trong tay chúng ta, thực hiện vĩnh hằng mộng tưởng. Cửu cung quỷ thần không làm được sự tình, để cho chúng ta làm đến. Váy trắng tiểu nữ hài thanh âm khàn khàn. Lúc nói chuyện, nàng toàn thân đều như cùng ở tại co rút. Thiên tinh cảnh quan trọng, đã hoàn thành, lão tam bọn họ lập xuống đại công, tộc ta sứ mệnh, tương đương với đã thành công một nửa. Đáng thương những cái kia ngu ngốc, còn thật sự cho rằng, chúng ta tại khai chiến trước đem tinh lực đặt ở thiên tinh cảnh, chỉ là vì bảo tàng a, ha ha. Áo đen lão giả xóa đi nước mắt, chuyển thành vẻ mặt tươi cười. Chờ lão tam trở về, đến làm cho hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút, tiếp đó, đến phiên chúng ta những thứ này lão cốt đầu, buông tay đánh cược một lần đi. Hết thảy quan trọng, chỉ còn lại có 9 tầng địa ngục, phía trên, thiên nguyên trấn ngục kết giới. Nhất nguyên thần tông, thiên nguyên đỉnh, hiên viên đại đế thần thể, ha ha. Huyết long phong ma, thiên nguyên trấn ngục, 200.000 năm, kết thúc. Bọn họ dựa vào nhau, chậm rãi ngồi ở một khỏa trên tảng đá, nhìn trên trời hôi tinh, trong mắt tràn đầy nóng rực. Đúng vào lúc này, hai vị, cầu kiến, bên ngoài truyền đến từ tiêu quỷ vương thanh âm. Tiến đến, áo đen lão giả nói. Hai vị xuất quan, có thể, từ tiêu quỷ vương bước nhanh chạy như bay tới, thần sắc nghiêm túc rơi tại bọn họ trước mắt. Tự nhiên thành công, hôm nay là cải biến lịch sử một ngày, chúng ta, cũng nên dâng hiến. Váy trắng tiểu cô nương nói. Tin tức tốt hai vị đã thấy, còn có một cái tin tức xấu. Tử tiêu quỷ vương cúi đầu nói. Nói, bọn họ hai vị ánh mắt, phút chốc nghiêm túc. Lão tam đi, mệnh linh thạch nát, cụ thể gặp cái gì không rõ ràng. Tử tiêu quỷ vương thanh âm nức nở nói. Áo đen lão giả và váy trắng nữ hài liếc nhau một cái, ánh mắt có chút hoảng hốt. Cha rõ ràng, áo đen lão giả thở dài. Đúng. Chàng diện lâm vào tĩnh mịch bên trong. Khương vô tâm tới trình độ nào rồi? Tám thành, nhanh có thể dùng, tử tiêu quỷ vương nói. Lão tam đã mất, lại công đức vô lượng, hắn làm ra hết thảy, đáng giá vạn thế truyền tụng. Nhiều chuẩn bị điểm huyết, cho huynh đệ thực tiễn đi. Áo đen lão giả đứng lên, nhìn lên bầu trời hôi tinh. Truyền lệnh thần vực, lập tức khai chiến, lấy 1 tỷ địch quân chi huyết, lễ tế lão tam. Hôi tinh phía dưới. Thiên mệnh. Lý Thiên Mệnh còn giấu ở Thái Nhất Tháp bên trong, nơi xa có một cái điểm sao chạy nhanh đến, hô một chút hắn. Dịch điện chủ. Lý Thiên Mệnh đang muốn theo Thái Nhất Tháp đi ra, bỗng nhiên một cái giật mình. Hắn nhìn đến dịch tinh ẩn, khí tức suy yếu, tinh thần mỏi mệt, cả người âm u đầy tử khí. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhớ đến, bị chính mình cứu được về sau, trải qua một đoạn thời gian an dưỡng, dịch tinh ẩn đã khôi phục một chút ha. Làm sao thương thế xem ra, còn tăng thêm. Tuyệt đối là Lý Thải Vi. Lần trước bị nàng âm một lần, Lý Thiên Mệnh lớn lên trí nhớ. Ta dựa vào, vận khí thật kém, vừa chạy ra đến thì gặp phải nàng. Thái Nhất Tháp trực tiếp ra bên ngoài chạy. Muốn là phong cấm kết giới vẫn còn, để cho ta đơn độc đụng phải nàng, tuyệt đối làm thịt nàng, hiện tại, không có cơ hội này. Mà lại, Lý Thiên Mệnh phát hiện, không có thiên tinh cảnh tinh thần. Liền thiên tinh diệu long thần kích phụ ra uy lực đều biến mất. Hiện tại thiên tinh diệu long thần kích, khả năng còn không có đông hoàng kiếm cường. Lý Thiên Mệnh dự định lấy về, đưa cho hiên viên đạo, nhìn có thể hay không tăng cường hiên viên đạo chiến lực. Dù sao, hắn là hiên viên đại đế đích hệ tử tôn. Hiên viên đạo nếu có thể mạnh hơn một chút, thái cổ hiên viên thị tại tông môn quyền lên tiếng sẽ càng mạnh. Hiện tại phương thái thanh đem khống hết thảy, mặc cho ai đều không yên lòng. Mấu chốt là, hiện tại giống như chạy không được a. Dịch tinh ẩn, xem xét hắn vậy mà trực tiếp bỏ chạy, lập tức lắc mình biến hóa, thành cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Quả nhiên là cái kia thái âm tông chủ Lý Thải Vi. Người đây là âm hồn bất tán a, ngươi là thiếu nam nhân vẫn là làm gì, lại tới truy ta. Lý Thiên Mệnh quả thực phát điên, mới ra hang sói, lại vào miệng cọp, vẫn là cọp cái. Bớt lắm mồm. Người tại thiên tinh cảnh ỷ vào phong cấm kết giới, đem ta đều đùa nghịch, hiện tại ta khôi phục thực lực,
tự nhiên muốn dạy ngươi cái này thằng nhãi con nhận rõ ràng, cái gì gọi là hiện thực. Lý Thải Vi quát lớn. Ta không cần ngươi dạy, ta biết cái gì là hiện thực, ta nhận sợ, ta chạy còn không được sao. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, khí thế kia ngập trời, phấn mắt thiếu nữ, đã đuổi tới Thái Nhất Tháp bên cạnh, váy dài phần phật, tóc dài phấn khởi. Đương nhiên không được, trên người ngươi còn có 100.000 kiếp khí, hơn 10.000 kiếp nguyên, còn có một cặp trọng bảo. Lý Thải Vi cười khẩy, Lý Thiên Mệnh, ta ăn chắc ngươi, ngươi đừng hòng trốn ra lão nương lòng bàn tay. Lão nương, hai chữ này dùng đến tốt, ngươi chính là một cái không biết xấu hổ, lão phụ bà, tuổi đã cao còn cách ăn mặc như thế non, ngươi không xấu hổ à. Lý Thiên Mệnh không có cách nào theo Thái Nhất Tháp đi ra, hắn tự nhận không phải Lý Thải Vi đối thủ. Liên tục bị cái này bà nương đuổi hai lần, trong lòng của hắn thật sự là nổi giận. Nhớ ngày đó ta đại sát tứ phương, làm thịt huyết ý quỷ vương, hạng gì hào khí, kết quả quay đầu lại bị nàng đuổi theo chạy. Lý Thải Vi cần phải không biết, huyết ý quỷ vương đã chết ở trong tay hắn. Trong tay nàng duyên mộng nghe xa một cuốn, ngăn cản Thái Nhất Tháp, khôi phục thực lực về sau, trên người của nàng truyền đến như cự thú một dạng lực lượng kinh khủng, trực tiếp khóa cứng Thái Nhất Tháp, kéo đến trước mắt của nàng. Ngươi đi ra cho ta, Lý Thải Vi uy hiếp nói. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi thì ở bên ngoài chậm rãi chờ, xem ai nấu chết người nào. Lý Thiên Mệnh cũng không sợ chết, chỉ là hắn vốn cho rằng, chính mình có thể hoàn hồn tông gặp Linh Nhi, kết quả lại bị nàng phá hư, trong lúc nhất thời trong bụng tất cả đều là lửa, trực tiếp mắng lên, Lý Thải Vi, ngươi chính là một cái ỷ lão mại lão xúc sinh, ngươi bị ổi vô sỉ bị ổi lẳng lơ vô tình thiểu năng trí tuệ. Im miệng, Lý Thải Vi nổi trận lôi đình, xuất ra một thanh kiếm, bổ vào Thái Nhất Tháp phía trên, kết quả bổ đến nàng miệng hổ đánh rách tả tơi, mày ngài nhíu chặt. Ta thì không im miệng, muốn cầm kiếp nguyên, kiếp khí sao? Đem ngươi chân gà, cho ta luồn vào đến móc a. Lý Thiên Mệnh, ngươi có tin ta hay không đem ngươi giam lại, để ngươi vĩnh thế không được đi ra. Ta có thể phải cảm tạ ngươi, để cho ta có cơ hội có thể bế quan tu luyện, chờ ta đi ra ngày nào đó. Tại chỗ chặt đầu của ngươi, ngươi bây giờ nhận sợ còn kịp, quay đầu là bờ, tránh khỏi xuống chàng cùng Thanh Minh, Long Thương Nguyên cùng huyết ý quỷ vương cái này ba cái oan đại đầu một dạng. Lý Thiên Mệnh nói, huyết ý quỷ vương, hắn thế nào? Bị ta làm thịt, ngươi thì thổi a ngươi, cùng ta về âm dương ma tông. Lý Thải Vi lười nhắc cùng hắn nhiều lời, kéo lấy Thái Nhất Tháp liền đi. Lý Thiên Mệnh mắng nửa ngày, nàng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát run. Đúng rồi, người biết cái này hôi tinh, là chuyện gì xảy ra sao? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Không biết. Há, nói rõ người bị cửu cung quỷ tông đùa nghịch, tại thiên tinh cảnh cho bọn hắn làm vũ khí sử dụng, như cái kẻ lỗ mãng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Thiếu châm ngòi ly gián, người cái này tiểu hài tử, biết cái đếch gì? Lý Thải Vi lãnh đạm nói. Phong Thanh Ngục liền biết, hắn cùng huyết ý quỷ vương cùng một chỗ hành động, dẫn đến hôi tinh sinh ra. Ngươi nói cái gì, Lý Thải Vi như có điều suy nghĩ. Nhìn ngươi cái này một mặt manh ngu xuẩn dáng vẻ, thật nhìn không ra, ngươi vậy mà 500 tuổi. Ta còn không có 100. Nói thật, nàng hiện tại thật nghĩ, đem cái này Thái Nhất Tháp vứt. Lý Thiên Mệnh hiện tại tính toán vắt hết óc, cũng không nghĩ đến biện pháp, có thể làm cho mình đào thoát. Không có phong cấm kết giới, trở lại hiện thực, vẫn là đến đàng hoàng trèo lên trên. Hắn hiện tại ngũ trọng tử kiếp. Chỉ cần trở lại Nhất Nguyên Thần Tông, lấy thiên phú của hắn, một ngày nào đó, có thể chân chính đứng ở Viêm Hoàng Đại Lục đỉnh phong. Mắt thấy, chính mình muốn bị kéo lấy rời đi hạ tầng tinh không, Lý Thiên Mệnh 10 phần đau đầu. Đúng vào lúc này, hy vọng ánh dạng đông, vậy mà ra đời. Bỗng nhiên phía bên phải có một đám người, hướng về Lý Thải Vi vây quanh mà đến. Lý Thải Vi bởi vì một mực bị Lý Thiên Mệnh nhục mạ quấy rối, lại thêm trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ. Hôi tinh cùng cửu cung quỷ tông sự tình, cho nên, không sao cả chú ý chung quanh. Đợi nàng phát hiện, nàng đã bị vây lên. Người tới lại là Phương Thái Thanh, kiếm vô ý, tiếp cận 30 người, toàn bộ đều là 10 tầng sinh tử kiếp trở lên. Liên Bắc cung Lâm Lam cùng Lâm Quân Thiên đều tại. Cường giả này quy mô, tụ tập 3 cái tông môn, đã tương đối lớn. Mà lại để Lý Thiên Mệnh giải sầu chính là, hắn nhìn đến dịch tinh ẩn trong đám người, nói rõ hắn trước được cứu. Cùng lần trước khác biệt, lần này Lý Thiên Mệnh, không có bị Lý Thải Vi trực tiếp buộc ở trên người, bị nàng xem như tấm mộc. Thả người, Phương Thái Thanh trực tiếp quát nói. Tông chủ, khác khách khí với nàng,
trực tiếp động thủ làm thịt nàng. Ta không sợ công kích, Lý Thiên Mệnh hô lớn. Hắn tại Thái Nhất Tháp bên trong, cái gì đều không cần sợ. Nghe được Lý Thiên Mệnh, Phương Thái Thanh cùng mọi người liếc nhau, trực tiếp động thủ. Tên khốn kiếp, Lý Thải Vi thật sự là hận không thể bóp chết Lý Thiên Mệnh, người của đối phương thực sự nhiều lắm, nàng nếu không chạy, mệnh đều muốn không có. Tại vòng vây của đối phương, vẫn chưa hoàn toàn phong kín tình huống dưới, nàng lập tức liền chạy. Lý Thiên Mệnh điều động Thái Nhất Tháp, hướng về phương hướng ngược hướng. Dù nói thế nào, dạng này đều có thể trì hoãn tốc độ của nàng, để cho nàng mất đi tiên cơ. Thằng nhãi con, sớm muộn làm thịt ngươi. Đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thải Vi chỉ có thể buông tay. Câu nói này cần phải do ta tặng cho ngươi, trở về đem cổ rửa sạch sẽ, chờ ta đến cửa sách. Khi nàng duyên mộng nghe xa buông ra Thái Nhất Tháp thời điểm, Lý Thiên Mệnh thuận lợi thoát khốn, rốt cục về tới Nhất Nguyên Thần Tông cường giả đội hình bên trong. Kỳ thật Thái Nhất Tháp bên trong, vẫn là rất vô vị, Lý Thiên Mệnh cuối cùng có thể từ trong đó đi ra, thấu một chút khí. Chậm tới về sau, hắn cùng Dịch Tinh Ẩn trùng điệp ôm một cái. Phương Thái Thanh bọn họ còn đang đuổi giết. Tông chủ, người tìm được, vẫn là đừng đuổi a. Thời gian ngắn giết không được nàng, mà lại, Cửu Cung Quỷ Tông người còn tại phụ cận, bên kia cần phải còn có mấy vạn người. Tam Tài Tiên Tông Bắc Cung Lâm Lam nói. Bọn họ tuy nhiên nhiều người, nhưng muốn vây giết một cái chỉ muốn chạy Lý Thải Vi, xác thực cần hao phí công phu. Bọn họ đi tới trên đường, xác thực thấy được ngũ đại thần vực đội ngũ, Hôi Tinh Bành Trướng tuy nhiên nuốt tinh thần, nhưng là cũng không có đả thương người. Đoán chừng là Hôi Tinh tầng ngoài kết giới, đang bảo vệ những người này. Lý Thải Vi thủ đoạn rất nhiều, Kiếm Vô Ý cũng nói một tiếng. Mấu chốt là, đệ tử bình an, bảo vật tới tay. Lâm Quân Thiên nói. Được, Phương Thái Thanh cùng mọi người rút về. Trong đám người, hắn ánh mắt, cùng Lý Thiên Mệnh đụng đụng vào nhau. Nghe nói ngươi liền giết Thanh Minh Quỷ Vương cùng Long Thương Nguyên, chu diệt hơn vạn kiếp lão, song thưởng phía dưới trọng bảo, thật thật lợi hại, Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh mắt lộ ra vẻ tán thán. Tứ Thượng Thần Vực đã đại loạn, tạm thời lui ra Ngũ Hành Địa Tông chiến đấu, bọn hắn người vì lên làm tân tông chủ, đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, đây hết thảy, đều là công lao của ngươi. Bắc Cung Lâm Lam mỉm cười nói. Cho nên, các ngươi đều còn không biết, tình báo mới nhất thật sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Cái gì, mọi người nghi hoặc, liền Dịch Tinh Ẩn, đều không thấy rõ ràng trận chiến kia. Thứ ba Quỷ Vương huyết ý, cũng mất, Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Người nào giết, bọn họ hỏi. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Cái biểu tình này, mọi người tâm lý đều xem rõ ràng. Một tên tiểu bối, dựa vào phong cấm kết giới, nghiêng trời lệch đất, liền giết một tông chủ hai quỷ vương, thoải mái sao? Dịch Tinh Ẩn mỉm cười nói. Thoải mái phát nổ. Đây đều là tin tức tốt. Tin tức xấu là, trên đỉnh đầu viên này Hôi Tinh siêu tinh, nó là cái gì? Thiên Mệnh, người biết cái này một khỏa Hôi Tinh, là cái gì không? Phương Thái Thanh hỏi. Không biết, bất quá, ta biết hắn là làm sao xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đem Hôi Tinh đản sinh quá trình, đều hoàn chỉnh hướng bọn họ, miêu tả một lần. Một cái huyết sắc kết giới, phong cấm cái này Hôi Tinh. Huyết ý quỷ vương gặp kết giới xuất hiện về sau, vậy mà từ bỏ vây giết ngươi. Ngươi không chỉ giết con gái của hắn cùng Thanh Minh Quỷ Vương, trên thân còn có trọng bảo. Phương Thái Thanh nhíu mày. Cho nên bất kể nói thế nào, cái này Hôi Tinh sinh ra, tối thiểu đối Cửu Cung Thần Vực có lợi. San Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam nói. Nàng và Kiếm Vô Ý là vợ chồng, bất quá, hai người cũng không làm sao nói. Cái này Hôi Tinh lên, còn có một tầng kết giới ngăn cản, không có cách nào đi vào. Chúng ta chỉ có thể trở về tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có hay không nhận biết người. Phương Thái Thanh nói. Khi tìm thấy Lý Thiên Mệnh trước đó, bọn họ đã suy nghĩ qua cái này Hôi Tinh. Đúng rồi, Thiên Mệnh, người mới vừa nói, là Độc Cô Tấn tìm được cái kia huyết sắc kết giới. Phương Thái Thanh ánh mắt sáng rực hỏi. Hắn cùng Độc Cô Tấn cạnh tranh thời gian rất lâu, Phương Thái Thanh cuối cùng lên làm Thiên Nguyên Tông Chủ, cùng hắn sau lưng Thái Thanh Phương Thị trèo trống, có chút ít quan hệ. Luận thực lực, bọn họ tối thiểu tại một cái cấp độ. Đúng, Tông Chủ biết nội tình sao, ta cảm giác hắn nhận biết huyết sắc kết giới, thậm chí khả năng nhận biết Hôi Tinh. Ngược lại là Lục Đạo Kiếm Ma, ngay từ đầu còn ngăn cản hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Những chi tiết này, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Độc Cô Tấn làm người quái gở,
coi như trong tông môn, giải hắn đích xác rất ít người. Phương Thái Thanh lắc đầu nói. Đến nhanh chóng làm tốt phòng bị, bây giờ thiên tinh cảnh không có, thì coi như bọn họ không được đến bảo bối, ta đoán chừng cũng sẽ động thủ. Bát Quái Tâm Tông tông chủ Lâm Quân Thiên nói. Bọn họ lần này rời đi, ba đại tông môn bên trong, đều tương đối rảnh rỗi hư. Bây giờ hành tung của bọn hắn, đã bại lộ, lại thêm, bảo tàng, đã tới tay, Phương Thái Thanh bọn họ tự nhiên là hy vọng sớm một chút trở về, để phòng đối phương thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại thiên tinh cảnh đều hủy, bình thường tới nói, hẳn là sẽ không lại có chất béo. Tông chủ, ta còn muốn lại nhìn một chút, cho ta chút thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn làm gì? Bọn họ hỏi. Lý Thiên Mệnh đem hắc động tinh thần sự tình nói một lần, nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ta bây giờ được hết thảy, đều là thủy tổ lưu cho chúng ta bảo tàng, cái cuối cùng hắc động tinh thần, nói không chừng làm cho chúng ta, biết được một số bí mật. Thiên Viên Đại Đế. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tốt, trước tìm một cái, nhìn hắc động kia tinh thần, phải chăng còn tại. Phương Thái Thanh cùng bọn hắn thương nghị một chút, có kết quả. Mọi người động tĩnh nhỏ một chút, tận lực không đụng với bọn họ. Tuy nhiên huyết ý quỷ vương chiến tử, nhưng đối phương song lại còn có ba cái quỷ vương, ba cái tông chủ, nhất là có phong thanh ngục người kiểu này tồn tại, còn có mấy vạn kiếp lão. Bọn họ 30 coi như đều là đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Lý Thiên Mệnh triệu hoán ra nhân hoàng long giáp. Hy vọng nhân hoàng long giáp, có thể vì ta lần nữa tìm tới hắc động tinh thần. Đám người bọn họ vây quanh hôi tinh, lặng yên du tẩu, Lý Thiên Mệnh dán tại hôi tinh mặt ngoài, nhìn lấy dưới đáy cái kia vô tận lăn lộn vũ khí, những cái kia hôi vụ ngưng kết thành nguyên một đám cự nhân, phảng phất tại trong mây bơi lội, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc oanh minh, hôi vụ phía dưới, mơ hồ có từng đạo hồng quang lấp lóe, làm người sợ hãi. Cái này hồng quang, sẽ không phải là từng đôi mắt đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác phía sau lưng có chút rét lạnh. Đại khái nửa canh giờ về sau. Thiên Mệnh, người nói hắc động tinh thần, là cái này sao? Phía trước có một cái Thái Thanh Phương Thị Tam Nguyên kiếp lão hỏi. Đó là cái ôn nhu hiền thục mỹ phụ, thường xuyên đi theo Phương Thái Thanh bên người, tên là Phương Vũ Tình. Đúng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua. Hắn thấy được một khỏa hắc động tinh thần, dán tại hôi tinh mặt ngoài, vây quanh hôi tinh chuyển động. Nó vậy mà không có bị hôi tinh thôn phệ. Lý Thiên Mệnh đi vào hắc động kia tinh thần trên không về sau, hắn phát hiện nhân hoàng long giáp không có động tĩnh, điều này nói rõ cái này một khỏa hắc động tinh thần, hắn cần phải đi vào qua. Tìm tiếp, bọn họ tiếp tục tiến lên, trên đường né tránh ngũ đại thần vực người. Đối phương tựa hồ cũng đang nghiên cứu hôi tinh. Lý Thiên Mệnh bọn họ đều là đỉnh phong cường giả, hành động nhạy bén, tìm đến càng nhanh. Sau đó không lâu, bọn họ đã tìm được 5 cái hắc động tinh thần. Những thứ này hắc động tinh thần, đều vây quanh hôi tinh chuyển động. Thẳng đến tìm tới cái thứ 6 hắc động tinh thần thời điểm, nhân hoàng long giáp sốt cục có động tĩnh. Điều này nói rõ, đây chính là Lý Thiên Mệnh, duy nhất không tiến vào viên kia hắc động tinh thần. Viên này, cũng tại kết giới lên, Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh sớm liền thấy. Cho đến trước mắt, gặp phải tất cả hắc động tinh thần, đều khảm nạm hôi tinh kết giới lên. Nói cách khác, trước đây thời điểm đụng chạm, hôi tinh kết giới, đem 9 cái hắc động tinh thần đều nuốt vào. Cái này, hôi tinh kết giới, rất dày, giống như là một mặt trong suốt bức tường, mà cái này 9 cái hắc động tinh thần, tương đương với khảm vào bức tường này tiểu cầu. Lý Thiên Mệnh muốn đến cái này, tiểu cầu, vị trí, khả năng cần muốn xuyên thủng bộ phận kết giới. Cánh tay của ngươi, liền ngũ long bàn thần kết giới đều có thể phá cái này hôi tinh kết giới sao? Không dùng hết toàn đi vào. Chỉ cần phá 1/3, thì có thể đến tới. Phương Thái Thanh nói. Ta thử một chút. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, hắn phá huyết sắc kết giới thời điểm, thì nhận lấy trên đó huyết long hung ác công kích. Hắn lặng yên rơi xuống, giẫm tại hôi tinh kết giới lên. Nếu như ta có thể phá kết giới này, đi xuống, thì có thể biết, cái này hôi tinh đến cùng là cái gì. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, giống như ngày thường, đưa về phía cái này hôi tinh kết giới. Cái này hôi tinh kết giới, như là lấp kín dày tường, chặn hắn hắc ám tí. Cứng như vậy, Lý Thiên Mệnh chân mày cau lại. Đây tuyệt đối là hắn đụng phải, lớn nhất kiên cường kết giới. Trước đó cái kia huyết sắc kết giới, cũng không kiên cố, ta sở dĩ vào không được, là bởi vì bị công kích. Thế mà kết giới này, hắc ám tí, vậy mà hoàn toàn kéo không ra.
Lý Thiên Mệnh liền lục đạo kiếm thần thất trọng kiếm chướng đều phá, vậy mà không phá được cái này hôi tinh kết giới. Trong lịch sử xa so với lục đạo kiếm thần cường người, đoán chừng mọi người chỉ có thể nghĩ đến một cái kia chính là Hiên Viên Đại Đế. Lúc trước huyết sắc kết giới, còn có cái này hôi tinh kết giới, đều là Hiên Viên Đại Đế sáng tạo sao? Lý Thiên Mệnh mang theo tiếc nuối, quay trở về đám người. Hắn xác định, tại hắn có thể đánh phá cái kia hôi tinh kết giới trước đó, hắn tạm thời không đến được, cái kia thứ 9 hắc động tinh thần. Thất bại rồi, Phương Thái Thanh hỏi. Về sau có hy vọng sao? Khả năng có. Được, vậy chỉ có thể, chờ ngươi có nắm chắc thời điểm, chúng ta lại đến. Những thứ này hắc động tinh thần khảm nạm ở chỗ này, ta đoán chừng người khác, cũng lấy không được. Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ là. Cha nói qua, không có thái cổ tà ma chi nhãn, còn tính không được chân chính trộm thiên nhất tộc, nếu là ta có thể đem thái cổ tà ma chi nhãn, theo xiềng xích bên trong tháo rời ra, có lẽ có thể thử một chút. Chuyện này, chỉ có thể trở về thần tông làm tiếp. Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn thoáng qua, cái kia thứ 9 viên hắc động tinh thần, sau đó theo mọi người cùng rời đi. Bộ ngực hắn xuyên thủng thương thế, còn tại nhói nhói, may mắn thái nhất tháp bạch quang, đang làm dịu huyết nhục khôi phục. Miêu miêu xương sọ vỡ tan, vấn đề không lớn, phiền phức chính là huỳnh hỏa cánh gãy. Nghe nói việc này về sau, Hiên Viên Ngu nói nàng có kinh nghiệm phương diện này, trên thân mang theo có thể xúc tiến huyết nhục dung hợp kiếp văn linh túy, Lý Thiên Mệnh liền để cho nàng thử một chút. Cái kia kiếp văn linh túy, tên là Quỳnh Hà Hoa Dịch, có 14 điều kiếp văn, chính là một đóa sinh trưởng ngàn năm linh hoa, Hiên Viên Ngu không hề nghĩ ngợi, thì cho huỳnh hỏa dùng. Không nghĩ tới cánh gãy nối liền về phía sau. Lại có thái nhất tháp tư nhuận, huỳnh hỏa khôi phục tình huống, rõ ràng tốt đẹp. Thời gian ngắn không nên động thủ, có thể khôi phục được càng tốt hơn. Hiên Viên Ngu nói. Cảm ơn mỹ nữ, huỳnh hỏa nói. Ba hoa, Hiên Viên Ngu trợn nhìn nó liếc một chút. Huỳnh hỏa như tên trộm trở lại Lý Thiên Mệnh bên người, tiến đến hắn bên tai, nói, huynh đệ, thương nghị một chuyện chứ sao. Nói. Ngươi phao Mộc Tuyết, ta phao mẫu thân nàng, về sau ngươi hô nhạc phụ ta. Nếu như vậy, ngươi chính là của ta vạn cổ đệ nhất con rể. Ngươi, xuống, chảy, Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, ngươi thật sự là tiện đến làm cho người tê cả da đầu. Mở cái trò đùa, phát triển một chút bầu không khí, ha ha. Huỳnh Hỏa nháy mắt mấy cái, lần nữa như tên trộm nói, bất quá nói thật, ngươi muốn là đem cái cuối cùng chí cao kiếp nguyên cho Mộc Tuyết, tiểu cô nương này có thể hay không tâm hoa nộ phóng, tại chỗ. Ta hiện tại chỉ muốn gặp Linh Nhi. Lần này, nhất định khiến nàng lo lắng hỏng. Lần này thiên tinh cảnh hành trình cửu tử nhất sinh, để hắn càng cảm nhận được, có thể cùng nàng yên ổn tư thủ đáng ngưỡng mộ. Nhiều ngày như vậy, nàng chỉ có thể lo lắng an nguy của ta, tâm lý nhất định rất khó chịu, ta nhất định phải cho nàng lớn nhất kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, liền có một loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Đúng vào lúc này, hắn chợt thấy, phía dưới Viêm Hoàng đại lục quang mang lập lòe. Mơ hồ có thể nhìn đến, một đạo thô to ngũ sắc quang trụ, vậy mà phóng lên tận trời, hướng lấy vị trí của bọn hắn, xuyên qua mà đến. Tránh ra! Mọi người giống to. Lý Thiên Mệnh bị Phương Thái Thanh lôi kéo, tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, tránh né cái này ngũ sắc quang trụ. Cái này chướng mắt cột sáng, theo bên cạnh của bọn hắn xoa tới, xông lên hạ tầng tinh không. Cho đến lúc này, phía dưới mới vừa có đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến. Đây là cái gì, mọi người vừa mới ổn định thân thể. Đạo ánh sáng này, giống như đến từ chúng ta thái cổ thần vực, có phải hay không thái cực phong hồ phương hướng? Hẳn là, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến, cái này ngũ đại quang trụ đã đâm vào hôi tinh lên. Ong ong ong, không sắc quang mang, tại hôi tinh lên lan tràn. Hôi tinh tựa như là bị nhuộm màu một dạng, cơ hồ tại rất ngắn trong nháy mắt, thì biến đến sắc thái lập lòe. Hôi tinh biến sắc, không có đổi sắc, chỉ là ngoại tầng trong suốt kết giới, bị cái này ngũ sắc quang trụ nhiễm ra nhan sắc. Đạo này ngũ sắc quang trụ, theo xuất hiện về sau, liền không có biến mất qua. Đứng ở đằng xa nhìn, tựa như là Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, chống lên một cái trụ trời, đè vào hôi tinh lên. Cái này là bực nào lực lượng? Lý Thiên Mệnh đều kinh hãi. Đạo ánh sáng này trụ, làm đến cái kia màu xám kết giới, phát sinh biến hóa gì? Là mạnh lên, vẫn là biến yếu, vẫn là đánh vỡ. Đi xem một chút. Bọn họ còn không có rời đi bao xa,
liền quyết định lập tức trở về Hôi Tinh. Trở lại Hôi Tinh về sau, bọn họ bây giờ đã không nhìn thấy Hôi Tinh lên hôi vụ. Trước mắt chỉ có một cái lập lòe ngũ sắc tinh thần. Đây là ngoại tầng kết giới quang mang. Kết giới mạnh lên. Đoán chừng chỉ cần quang trụ không ngừng, kết giới này cường độ sẽ chỉ càng cao. Quang trụ đến cùng đến từ nơi đâu? Đi xuống xem một chút. Đã kết giới mạnh hơn, nói rõ lưu tại nơi này không có ý nghĩa, bọn họ dọc theo quang trụ phương hướng rơi xuống. Không sai, đây chính là chúng ta Thái Cực Phong Hồ phương hướng. Cái này ngũ sắc quang trụ, vậy mà đến từ chúng ta thần tông. Trong tông môn, chỉ có Trạm Tinh Cổ Lộ cùng Thiên Nguyên Đỉnh hai đại thần vật, Trạm Tinh Cổ Lộ công hiệu duy nhất, cho nên, hẳn là Thiên Nguyên Đỉnh. Trở về xem một chút, liền biết. Bọn họ tăng nhanh tốc độ, cấp tốc trở về. Hôi Tinh bên cạnh. Ngũ đại thần vực rất nhiều người, đều đang chăm chú cái này Hôi Tinh biến hóa. Nơi này có mấy vạn kiếp lão, bọn họ vẫn chưa tỉnh hồn, ánh mắt đờ đẫn. Tại cái này Hôi Tinh đại động tĩnh phía dưới, liền Huyết Ý Quỷ Vương bị Lý Thiên Mệnh giết chết sự kiện này, tựa hồ cũng bị quăng ở sau ót. Cũng liền Phệ Tâm Cự Ma cùng Phần Thiên Huyết Ma hai đầu cự thú, còn tại táo bạo phẫn nộ, muốn tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, những người khác đang suy nghĩ cái này Hôi Tinh. Nhất là, ngũ sắc quang trụ đến về sau, bọn họ càng là kinh dị. Đây là tới tự nhất nguyên thần vực cột sáng. Đến cùng là cái gì a? Kiếp lão nhóm hai mặt nhìn nhau. Cho cái giải thích, Phong Thanh Mục chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía sau hắn ba cái quỷ vương. Theo thứ tự là U Ảnh, Phù Du cùng Lam Dực Quỷ Vương. Trong đó Lam Dực Quỷ Vương, một mực canh giữ ở thiên tinh cảnh bên ngoài. Xin lỗi, Phong Huynh, chúng ta là thật không biết. Huyết Ý ngay từ đầu cho rằng, đánh vỡ cái kia huyết sắc kết giới, liền có thể phá phong cấm, hắn đoán không lầm, nhưng vì sao sẽ có cái này Hôi Tinh xuất hiện, chúng ta thật không biết. U Ảnh Quỷ Vương sắc mặt hoảng hốt nói. Thật không biết, Phong Thanh Ngục nhíu mày hỏi. Ba người bọn hắn bị ai lắc đầu? Xem ra, còn lâm vào Huyết Ý Quỷ Vương tử vong trong thống khổ. Quỷ Vương chết mất hai cái, thiên tinh cảnh bảo bối, cái gì đều không cầm tới, kiếp lão còn chết vô số, hiện tại thiên tinh cảnh cũng bị mất, các ngươi ba cái trở về, có phải hay không muốn tự sát tạ tội a? Nơi xa truyền đến một âm thanh lạnh lùng, bọn họ không cần nhìn đều biết. Lý Thải Vi tới. Chúng ta tự nhiên áy náy, bất quá, phương thức tốt nhất, vẫn là hủy diệt nhất nguyên thần tông, vì chết đi người báo thù. Nếu có thể thành công, đón thêm thụ tông môn xử phạt cũng không muộn. U Ảnh Quỷ Vương cúi đầu nói. Nói dễ nghe, ta không tin tưởng các ngươi không biết, cái này Hôi Tinh là cái gì. Ta suy nghĩ, đây có phải hay không là, mới là các ngươi mở ra thiên tinh cảnh mục đích thực sự. Lý Thải Vi cười lạnh nói. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Lam Dực Quỷ Vương cả giận nói. Chớ nói nhảm, bọn họ trả ra đại giới, đầy đủ lớn. Phong Thanh Mục thản nhiên nói. Ha ha, lão nhân gia người đức cao vọng trọng, ngươi, ta tin tưởng. Lý Thải Vi nhếch miệng nở nụ cười, nói đi, đến đón lấy làm gì. Trước kia dự định cầm thiên tinh cảnh bảo vật, thì chia cắt cái kia bốn cái thần vực, hiện tại thế nào? Cái gì đều không cầm tới. Còn bị một đứa bé làm thịt hai cái quỷ vương, để liên minh chúng ta sĩ khí thụ trọng thương, cuộc chiến này còn đánh sao? Đương nhiên muốn đánh, bất quá cụ thể công việc, còn mời ba vị đến quỷ thần sơn mạch, kỹ càng thương nghị. U Ảnh Quỷ Vương tư thái rất thấp. Nàng nói ba vị, là Phong Thanh Mục, Lý Thải Vi cùng trưởng tôn thần khung. Đến mức tứ tượng thần vực bên kia, chờ bọn hắn tranh giành ra tân tông chủ, cũng sẽ thêm vào chúng ta hoành đồ đại nghiệp. Phù Du Quỷ Vương nói bổ sung. Nói cũng phải, ta nhìn các ngươi ba cái, đều là chân chạy, lão tam cũng bị mất, có mấy lời, đến tìm các ngươi lão đại lão nhị, mới có thể hỏi rõ ràng, đúng không? Lý Thải Vi nói. Thái Âm Tông chủ nghĩ như vậy cũng được, U Ảnh Quỷ Vương nói. Hai người bọn họ, bỏ được đi ra sao? Lý Thải Vi hỏi. Bây giờ tên đã trên dây, bọn họ tự nhiên muốn xuất mã, chỉ huy chúng ta, san bằng một nguyên. Tam tài, ngũ hành, bát quái. U Ảnh Quỷ Vương nói. Kỳ quái a, ta chưa thấy qua, có ai là tại gặp khó về sau, mới bỏ được đi ra hiển uy. Sớm một chút cùng tiến lên, bây giờ nói không chừng, trận chiến đều đánh xong. Lý Thải Vi trên mặt nụ cười nói ra. Không có cách, thiên tinh cảnh bị một tên tiểu bối huyên náo long trời lỡ đất, ai có thể nghĩ tới đâu. U Ảnh Quỷ Vương bất đắc dĩ nói. Rời đi thời điểm,
Lý Thải Vi sau cùng nhìn thoáng qua, trên đỉnh đầu hôi tinh. Nó đã là ngũ sắc tinh thần. Đây rốt cuộc là cái gì? Nàng lại nhìn Phong Thanh Ngục. Hắn đưa lưng về phía Lý Thải Vi, cùng ba vị quỷ vương, trưởng tôn thần khung đi cùng một chỗ. Ta, có thể hay không, bị độc lập rồi. Tứ tượng thần vực, Hải Long Cung. Hải Long Cung kiến tạo tại đáy biển, quy mô to lớn, xa hoa huy hoàng, lan tràn ngàn dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cung điện trân châu bảo thạch vô số, tất cả đều mỹ lệ chói lọi, đem mảng lớn vùng biển, chiếu sáng sóng sáng lóng lánh. Thế mà gần nhất một thời gian, cái này lập lòe đáy biển đại thành, tứ tượng Hải Long tộc chiếm cứ chi địa, phát sinh vô tận náo động. Bây giờ rất nhiều khu vực, đều thành đổ nát thê lương. Nguyên bản thanh tịnh nước biển, đều nhiễm lên đỏ như máu. Thậm chí lăn lộn có thật nhiều thi khối, khắp nơi trôi nổi. Long Thương Nguyên đột nhiên tử vong, toàn bộ tứ tượng thần vực, đều không có chút nào chuẩn bị. Nghe tới hắn bị Lý Thiên Mệnh chém giết về sau, tứ tượng thần vực chúng sinh, cảm nhận được lớn lao khuất nhục. Đây chính là bọn họ đế hoàng. Trong lúc nhất thời, thần vực xung chuyển. Rất nhiều thế lực vì chấp trưởng tứ tượng thần vực, bắt đầu minh tranh ám đấu, thậm chí trực tiếp khai chiến. Trận này chàng chém giết, để nguyên bản không tính cường thế tứ tượng thần vực họa vô đơn chí. Rốt cục, một trận ngắn ngủi mà kịch liệt chém giết, lấy Long Thương Nguyên hai đứa con trai, cùng hắn nguyên một đám đệ đệ bị giết mà kết thúc. Mới tứ tượng thần vực đế hoàng, đã sinh ra. Làm chín đại thần vực một cái duy nhất, bảo trì hoàng triều chế độ tứ tượng thần vực, tông chủ của bọn hắn, có quyền uy, sẽ chỉ lớn hơn. Vị này mới, tứ tượng Hải Long Vương, cơ hồ dẫm lên núi thây biển máu, bước lên đế hoàng ngai vàng, có thể thấy được nàng bá lực cùng bản sự. Không sai, nàng là một nữ tử. Kỳ danh là, Long U Nguyệt, chính là Long Thương Nguyên muội muội. Nàng nguyên bản không người nhìn kỹ, lại lấy không thua bởi huynh trưởng Long Thương Nguyên thực lực, tự mình chém một cái đệ đệ cùng hai cái cháu trai. Lấy lôi đình thủ đoạn, chấn phục quần long. Tứ tượng thần vực có quá nhiều người, đối Long Thương Nguyên khéo đưa đẩy cùng nhu nhược cảm thấy sỉ nhục. Long U Nguyệt ngồi phía trên, để bọn hắn tìm được hy vọng mới. Bị ủng hộ về sau, nàng trước tiên, ngay tại biển trong Long Cung, leo lên, Hải Long Vương, vị trí. Tân Vương vạn tuổi. Tin tức truyền ra, dung chuyển tứ tượng thần vực, chẳng mấy chốc sẽ an định lại. Dù sao, trên trời xuất hiện hôi tinh, phân tán rất nhiều chú ý lực. Bây giờ Hải Long Cung, một người mặc màu đỏ thẫm giao nhau long bào diễm lệ nữ tử, ngồi tại trên bảo tọa. Dung mạo của nàng, có thể nói quốc sắc thiên hương, năm tháng chẳng những không có ở tại trên mặt, lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, càng làm cho nàng có phong tình vạn trùng. Chỉ là, nàng đem phong tình, thu tại uy nghiêm cùng bá dưới đường, nhất cử nhất động, như tuyệt thế nữ hoàng, khí phách vô cùng. Vừa mới kế vị, Long U Nguyệt có quá nhiều chuyện, cần phải xử lý. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người đến báo. Tông chủ, có người cưỡng ép xâm nhập Hải Thần Điện, rất có thể ý đồ cướp đoạt sát thần giản. Dưới trướng rất nhiều kiếp lão nghe xong, nhất thời cười. Sát thần giản, là chúng ta tổ thần, binh khí, hơn 100.000 năm đến bây giờ, còn không có một cái hậu nhân có thể làm động đậy, người nào như thế ngu xuẩn, đi trộm sát thần giản. Đúng rồi, tông chủ, mỗi một cái mới Hải Long Vương kế vị, dựa theo tổ huấn, đều có một lần nếm thử sát thần giản cơ hội, tông chủ không bằng di giá thử một chút. Tông chủ tuy là nữ tử, nhưng thần uy cuồn cuộn, tại bây giờ cái này loạn thế, nếu như tông chủ có thể cầm lấy chúng ta tứ tượng hải thần thần binh, tất nhiên để cho chúng ta tứ tượng hải tông quật khởi mạnh mẽ. Nghe, bọn họ không có chút nào cuống cuồng. Dù sao, mấy trăm ngàn năm qua, đều còn không có Hải Long Vương có thể cầm lấy sát thần giản, nơi nào có tặc tử, có thể trộm đi loại kia thần vật. Rất hiển nhiên, trộm cắp người, khẳng định là soán vị thất bại, muốn cuối cùng đánh cược một lần Hải Long Vương người ứng cử. Đi! Long U Nguyệt đứng dậy, hất lên váy, u hai mắt màu xanh lam, lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Sát thần giản, nàng khát vọng rất lâu. Khi nàng vừa đi ra cung điện thời điểm, phía trước nơi biển sâu, đột nhiên một đạo huyết quang ngút trời. Sát thần giản, động. Trong lúc nhất thời, mấy vạn kiếp lão tại chỗ biến sắc, mỗi người đều đờ đẫn nhìn lấy Hải Thần Điện phương hướng, lại nhìn Long U Nguyệt. Đến cùng là ai, cầm lên sát thần giản. Toàn bộ Hải Long Cung đều đang chấn động. Long U Nguyệt sắc mặt ngẩn ngơ, nàng cắn cắn môi đỏ, sắc mặt biến đến vô cùng âm hàn. Ai có thể có như thế tư cách,
theo không có người có thể thành công. Nàng đối với mình đều không nắm chắc, chỉ là muốn đi thử thời vận thôi. Tại cái này kịch biến phía dưới, nàng trực tiếp phá vỡ sóng biển, xông về hải thần điện, mấy vạn kiếp lão theo ở phía sau. Tổ tiên có mệnh, ai có thể dẫn động sát thần giản, chính là ta tứ tượng hải long tộc tộc vương. Bây giờ Long U Nguyệt vừa thành tân vương, cái này có thể làm sao tốt? Vấn đề là, đến cùng là ai có thể làm được điểm này? Chúng ta tứ tượng thần vực, nơi nào còn có so Long U Nguyệt mạnh nhân vật? Nếu không phải nữ tử là vương tiền lệ quá ít, Long Thương Nguyên đều chưa hẳn có thể cạnh tranh được Long U Nguyệt. Hải thần điện không xa, Long U Nguyệt đảo mắt liền tới. Vây quanh hải thần điện, kiếp lão nhóm tản ra, trong đó hơn 20 cái tam nguyên kiếp lão, đều đi theo Long U Nguyệt, đi vào hải thần điện. Hải thần điện bên trong, khắp nơi đều có thi thể. Long U Nguyệt mí mắt trực nhảy. Nàng Long bào nhấp nhô, cả người đã va vào đại điện bên trong. Trên đại điện, cái kia cao mười mấy mét tứ tượng hải thần tượng thần, đứng lặng tại ngay phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Long U Nguyệt. Tượng thần phía dưới, một người mặc đỏ thẫm giao nhau áo bào rộng nam tử, ngồi tại trên tế đài, trong tay cầm một cái huyết khí ngập trời thần giản, mặt mỉm cười nhìn lấy Long U Nguyệt. Hắn mi tâm bên trên cái thứ ba con mắt màu đỏ ngòm, như thế dễ thấy, đến mức Long U Nguyệt nhìn đến hắn đệ nhất cái nháy mắt, ánh mắt hoàn toàn híp lại, cả người bị bức phải lùi lại một bước. Độc Cô Tấn, Long U Nguyệt nắm chặt song quyền, thân thể mềm mại khẽ run, ngơ ngác nhìn nàng. Biết ta vì cái gì, có thể cầm lấy sát thần giản sao? Độc Cô Tấn đem cái kia sát thần giản, cầm ở trong tay loay hoay, trên mặt nụ cười hỏi. Còn lại kiếp lão nhóm, nhìn lấy tình cảnh này, đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều muốn biết vì cái gì. Tổ huấn thảo luận, cầm lấy sát thần giản người, nhất định là vua của bọn hắn a. Ta muốn biết, Long U Nguyệt cắn răng nói. Cái đồ chơi này, vốn là tộc ta huyết tổ đồ vật, chỉ là truyền đến các ngươi tứ tượng hải thần trong tay, cũng không phải là tác phẩm của hắn. Hiểu không, Độc Cô Tẫn nói. Ngươi tộc, là cái gì tộc, Long U Nguyệt hỏi. Không trọng yếu, Độc Cô Tẫn theo trên tế đài nhảy xuống tới, khoát khoát tay, nói, để bọn hắn ra ngoài, ngươi lưu tại nơi này. Tông chủ, không thành. Cho dù có tổ huấn, kiếp lão nhóm cũng không có khả năng tin phục một cái ngoại tộc, cho nên vội vàng nhắc nhở. Đều ra ngoài, Long U Nguyệt mệnh lệnh. Mọi người còn đang chần chờ, Long U Nguyệt giống lên một tiếng, bọn họ mới bất đắc dĩ lui ra. Như thế, toàn bộ hải thần điện, chỉ còn sót Độc Cô Tấn cùng Long U Nguyệt. Long U Nguyệt cúi đầu, sung mãn thân thể, hơi hơi chập trùng, vô cùng mê người. Độc Cô Tấn tại thi thể trên đất bên trong, nhấc lên trong đó một bộ. Đi tới Long U Nguyệt trước mắt, nói, nhận một chút, đây là nam nhân của ngươi sao? Hải thần điện thủ lĩnh, quản bái thần, so ngươi kém xa, hoàn toàn không xứng với ngươi. Long U Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nói, ngươi cần gì phải đâu? Trong lòng ngươi rõ ràng, ta cùng hắn chỉ là bị buộc thành hôn, chưa bao giờ làm qua phu thê. Một cái người không liên hệ, lại có thể hưởng thụ trượng phu ngươi cái danh này, ta như cũ oán hận hắn. Độc Cô Tấn đem thi thể cho ném ở dưới chân. Đồng thời để xuống sát thần giản, đem hai tay đặt ở Long U Nguyệt trên bờ vai, dùng hừng hực ánh mắt nhìn lấy nàng, Nguyệt Nhi, theo cha ngươi cùng Long Thương Nguyên, đem chúng ta vô tình chia rẽ một ngày kia trở đi, ta không còn có gặp qua ngươi. Hơn 100 năm, ai cũng cho là ta đem ngươi quên, thế nhưng là, quên được không? Ta đã từng lập xuống lời thề, một ngày nào đó sẽ tới nơi này mang đi ngươi, lúc trước ta không có có thân phận, không có địa vị, không có thực lực, có bao nhiêu người chê cười ta. Nhưng là hôm nay, ta tới. Đã chậm, chúng ta tuổi tác không nhỏ, cảnh còn người mất, ta không còn là ta, ngươi cũng không còn là ngươi. Làm gì còn tới một bộ này? Long U Nguyệt mờ mịt nói. Không, ta vĩnh viễn là ta chưa từng thay đổi. Độc Cô Tấn nói, năm đó ta nguyện ý vì ngươi chết, hiện tại một dạng. Long U Nguyệt nhìn hắn cực kỳ lâu, sau cùng quét sát thần giản liếc một chút. Ngươi ám sát qua tôn thần, không có khả năng lại về tông. Cho nên, ngươi muốn từ nay về sau hiệu chung với ta, vì tứ tượng thần vực hiệu lực. Long U Nguyệt ánh mắt đốt đốt nhìn lấy hắn. Không, ngươi sai, Độc Cô Tấn chỉ chính mình con mắt thứ ba cùng sát thần giản nói, ta hiện tại, không phải một tháng trước Độc Cô Tấn. Đã nhìn ra, ngươi so làm đệ nhất kiếp lão thời điểm càng đáng sợ. Cho nên, ngươi muốn cầm hết sát thần giản liền đi, Long U Nguyệt nói. Dĩ nhiên không phải, Độc Cô Tấn vươn tay, đem nàng ôm vào trong ngực.
để cho nàng khó có thể động đậy. Hắn tiến đến Long U Nguyệt bên tai, khuôn mặt âm u nói, từ hôm nay trở đi, ta Độc Cô Tấn, muốn làm tứ thượng thần vực đế hoàng. Mà ngươi Long U Nguyệt, từ nay về sau chỉ thuộc về ta. Thái cổ thần vực, thái cực phong hồ. Làm hôi tinh đản sinh thời điểm, tất cả mọi người bị hấp dẫn ra đến, nhìn mà than thở. Sau đó không lâu, thiên nguyên đỉnh bạo phát ngũ sắc thần quang, phóng tới hạ tầng tinh không, đem hôi tinh nhuộm thành ngũ sắc, càng là oanh động chỉnh cái thần vực. Có quá nhiều người tụ tập tại thiên nguyên đỉnh bên cạnh. Nói thí dụ như hiện tại, tọa trấn tông môn Hiên Viên Đạo, còn có Âu Dương Kiếm Vương. Kinh thán về kinh thán, nhưng bọn hắn cũng không biết, cái này hôi tinh đến cùng là cái gì, càng không biết thiên nguyên đỉnh, vì sao có như thế kịch biến. Thiên tinh cảnh không có, thiên mệnh nếu như còn sống, Phương Thái Thanh bọn họ muốn là thành công, bây giờ nói không chừng, đang trên đường trở về. Âu Dương Kiếm Vương nói. Đúng. Người nhìn lên thiên nguyên đỉnh, Hiên Viên Đạo nói xong, xoay người rời đi. Người đi nơi nào? Theo quang trụ nhìn xem, nếu là bọn họ bị đuổi giết, còn có thể giúp một chút. Hiên Viên Đạo nói. Thành, Âu Dương Kiếm Vương gật đầu. Hắn nhắm mắt lại. Lão dịch, còn có ta tiểu thơ hữu A, nhất định muốn bình an trở về. Hiên Viên Đạo sau khi đi, hắn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, nhìn lấy cái này lập lòe thiên nguyên đỉnh, trên mặt có rất nhiều mờ mịt. Thủy tổ thần thể, ngay tại thiên nguyên đỉnh bên trong, hôi tinh, cùng hắn có quan hệ sao? Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Trong đình viện, trắng như tuyết tuyết đọng tinh khiết không tì vết. Một cái lam váy thiếu nữ, đứng tại một gốc hoa mai phía dưới, đem hai tay nắm chặt trước người. Chỗ đó cũng là thiên tinh cảnh, ca ca. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm trên trời hôi tinh, trong lòng bất ổn. Thiên tinh cảnh phát sinh như thế kịch biến, sinh tử của hắn. Chẳng mấy chốc sẽ công bố. Nàng cảm giác, cả một đời đều không khẩn trương như vậy qua. Nàng lần lượt ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia hôi tinh biến thành ngũ sắc tinh thần, lần lượt nhắm mắt lại cầu nguyện. Thiên chỉ hạc có thể bảo hộ ca ca bình an. Nàng nghĩ đến điểm này, liền vội vàng đem mấy cái dương, theo tu di giới chỉ bên trong đem ra. Nàng luống cuống tay chân, đem cái dương toàn bộ mở ra, đặt ở trong đình viện. Nhanh bay đi. Bay đi lên, đem ca ca mang cho ta trở về. Nàng tại trong đống tuyết đi qua đi lại, cái kia nguyên bản bằng phẳng tuyết đọng lên, rất nhanh liền tràn đầy dấu chân. Lớn nhất lấy lúc gấp, nàng xem thấy cái kia lập lòe ngũ sắc tinh thần, lại nhịn không được hốc mắt đỏ bừng. Tại sao lại dạng này, không được, ta phải khống chế lại. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, có thể tâm tình khẩn trương, cũng không có làm dịu, ngược lại sâu hơn. Vừa nghĩ tới. Hắn tại như vậy nhiều trưởng bối cường giả vây quanh phía dưới, một khi không có phong cấm kết giới, khẳng định rất nguy hiểm. Nghĩ đến hắn sẽ vĩnh viễn biến mất tại bên cạnh mình, nàng thì gấp đến độ khắp nơi dạo bước. Nhất định muốn trở về, ca ca, chúng ta cùng một chỗ gặp được, nhiều như vậy nguy hiểm, theo ta 16 tuổi gặp phải ngươi cho tới hôm nay, chúng ta đều không có việc gì, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ngươi đã nói, ngươi chỉ cần tâm lý có mong nhớ, nhất định thì có thể thay đổi vận mệnh. Linh Nhi nghe ngươi, tại thượng cổ thần táng cùng Hiên Viên si đấu, đều không hề từ bỏ, ngươi cũng không thể buông tha. Nàng quá khẩn trương, một mực tại nói thầm lấy, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Chỉ cần ngươi trở về, Linh Nhi cũng không tiếp tục muốn làm tôn thần, ta muốn thời thời khắc khắc cùng với ngươi, mặc kệ là hung hiểm vẫn là tuyệt cảnh, đều có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nàng cầm lên rất nhiều thiên chỉ hạc, thả trong ngực. Bên ngoài rất ồn ào náo. Thế nhưng là Nhiên Linh Cung lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Khương Phi Linh khẩn trương tiếng hít thở âm, tại trong đình viện vang lên. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lùng, tại sau lưng vang lên. Ngươi không làm tôn thần, vậy coi như về ngươi Linh Nhi, liền có thể cùng ca ca ngươi, song túc song tê thật sao? Khương Phi Linh thân thể đột nhiên cứng ngắc, như bị sét đánh. Nàng run rẩy quay người lại, bất ngờ nhìn đến. Phương Thanh Ly đứng ở sau lưng nàng hơn 3 thước địa phương. Nàng vô thanh vô tức, ai biết cái gì thời điểm, đã tới gần. Ngươi, lớn mật, ai để ngươi tiến đến rồi? Khương Phi Linh vội vàng nói. Phương Thanh Ly ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy nàng. Ánh mắt của nàng, càng ngày càng phá nát. Ngươi là người, là thần, vẫn là quỷ. Phương Thanh Ly âm thanh run rẩy hỏi. Nàng bước chân, đi hướng Khương Phi Linh. Phương Thanh Ly, ngươi có ý tứ gì? Khương Phi Linh sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui lại.
ta vốn chỉ là phiền muộn, tôn thần vì cái gì, sẽ yêu một phàm nhân a, thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ đến, ngươi không phải thần. Ngươi cùng Hiên Viên Si tranh đấu, Hiên Viên Si là tôn thần, như vậy ngươi là ai? Là thay mận đổi đào, vẫn là xảo đoạt thần thể. Phương Thanh Ly trừng to mắt, tiếp tục đi hướng Khương Phi Linh, càng ngày càng hung sát. Lời nàng nói, đều đang nói rõ, nàng đã sớm ở phụ cận đây. Chỉ là, Khương Phi Linh tâm lý quá mức lo lắng, không có phát hiện nàng lặng yên tới gần. Ngươi nói nhăng gì đấy? Người tới, Khương Phi Linh vội vàng hô to. Im miệng, Phương Thanh Ly đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân hàn khí bạo phát, hai mắt đã dữ tợn. Tôn thần cùng đệ tử của nàng, nhưng thật ra là một đôi, xảo đoạt thần thể cầu nam nữ. Vậy ngươi hỏi ta, thần của ta, nàng đi nơi nào? Nàng chợt lách người, thì xuất hiện tại Khương Phi Linh trước mặt, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Khương Phi Linh cái cổ trắng ngọc. Trả lời ta. Phương Thanh Ly hôm nay, cũng không phải là không có ý ngộ nhập. Lần trước lúc tiến vào, nàng thì đã thấy Thiên Chỉ Hạc. Lý Thiên Mệnh bị bắt đến thiên tinh cảnh thời gian dài như vậy, Khương Phi Linh ngẫu nhiên tâm thần bất an, giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm ở nàng. Phương Thanh Ly thân là nữ nhân, nàng không có khả năng nhìn không ra, tôn thần đối đệ tử cảm tình, vượt qua giới hạn. Trên thực tế, nàng đã lặng yên tiến đến nhiều lần. Chỉ là, liền chính nàng đều không nghĩ tới, tại thiên tinh cảnh chôn vùi thời điểm, Khương Phi Linh lo lắng phía dưới, nói ra chân tướng, lật đổ trong nội tâm nàng hết thảy. Cuối cùng, lần này bại lộ, không phải một lần trùng hợp, mà chính là nàng trải qua thời gian dài hoài nghi, sinh ra kết quả. Bằng không, nàng liền sẽ không ỷ vào tu vi cao, ba dạng hai lần vụng trộm tiến đến. Khương Phi Linh trong miệng xuất hiện, Hiên Viên Si, ba chữ, liền lấy nói rõ, nàng không phải Phương Thanh Ly trong lòng cái kia thần, thế mà nàng lại nắm giữ thần thể, điều này nói rõ cái gì? Giờ khắc này, Phương Thanh Ly nội tâm triệt để cắt đứt, nàng hốc mắt đỏ bừng, tay cầm lực lượng 10 phần to lớn. Tại trước mắt nàng, Khương Phi Linh lại có vẻ càng bình tĩnh, nàng ánh mắt hừng hực cùng Phương Thanh Ly đối mặt. Phương Thanh Ly, buông tay. Ta để ngươi, hỏi đáp vấn đề của ta. Phương Thanh Ly điên cuồng nói. Bàn tay nàng dùng lực, tại Khương Phi Linh trên cổ, đã bóp ra từng đạo vết đỏ. Đúng vào lúc này, năm cái thái cổ hiên viên thị tam nguyên kiếp lão, nghe nói động tĩnh, đi thẳng tới trong đình viện. Bọn họ liếc mắt liền thấy được tình cảnh này, nhất thời quá sợ hãi. Phương Thanh Ly, buông tay. Thân là thị thần điện chủ, ngươi cũng dám tôn thần bất kính. Nhanh điểm buông tay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ trực tiếp bao vây quanh, 5 người còn có 11 con thần long, đem cái này đình viện vây quanh đến nước chảy không lọt. Nói thật, hình ảnh như vậy, bọn họ cảm thấy thật không thể tin. Bất kể là ai, chỉ cần tiến thị thần điện, cả một đời đều vì tùy tùng thần mà sinh, đây là thần thánh sứ mệnh, Phương Thanh Ly vẫn luôn làm tốt lắm. Người điên rồi đi, đừng tìm tôn thần nói đùa, Phương Thanh Ly. Một cái tên là, Hiên Viên Hoàng, tam nguyên kiếp lão cả giận nói. Ha ha, Phương Thanh Ly nhịn cười không được, các người tuyệt đối nghĩ không ra, nàng căn bản cũng không phải là thần, nàng từ đầu tới đuôi, đều không có tôn thần dáng vẻ, các người tổ tiên Hiên Viên Si, căn bản cũng không có trở lại qua, chỉ là cái này thần thể trở về. Nghe nói như thế, bọn họ năm cái liếc nhau. Ngươi là bị điên, vẫn là não tử có bệnh, lại hoặc là nói, là ngươi Thái Thanh Phương Thị muốn làm phản. Hiên Viên Hoàng tâm lý bất ổn, bọn họ năm cái gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thanh Ly, tiếp tục tới gần. Bọn họ nhìn không được, nhìn về phía Khương Phi Linh. Phương Thanh Ly, hiện tại nhận tội còn kịp, thân là thị thần điện chủ, lại như thế đại nghịch bất đạo, ngay cả ta đều dám mạo phạm. Ngươi vốn tội không thể tha thứ, ta lại nể tình ngươi, nhiều năm cẩn trọng phân thượng, có thể đối ngươi mở ra một con đường. Khương Phi Linh quen thuộc cái thân phận này. Trong lúc nói chuyện, đã sớm có tôn thần uy nghiêm. Tình huống, giống như nàng dự liệu một dạng. Căn bản sẽ không có người, tin tưởng Phương Thanh Ly, hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao, Khương Phi Linh tại thần tông địa vị, đã sớm thâm căn cố đế, lại thêm còn có Lý Thiên Mệnh dạng này đế tử, ai sẽ liền tôn thần cũng không tin, ngược lại tin tưởng Thái Thanh Phương Thị Thị Thần Điện Chủ. Nghe đến không có, Phương Thanh Ly, tranh thủ thời gian buông tay, người còn có cơ hội. Khác già nên hồ đồ rồi, người đến cùng là thu người nào chỗ tốt. Thiên Nguyên Tông chủ như biết ngươi như thế làm sằng làm bậy, đều sẽ cho ngươi cho tươi sống tức chết a.
năm cái kiếp lão chau mày, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Ha ha, Phương Thanh Ly nhìn không được xin nở nụ cười. Đây là muốn nổi điên khúc nhạc dạo. Động thủ, Thiên Viên Hoàng dự cảm không đúng, năm người cùng bọn hắn thần long cộng sinh thú, tại chỗ động thủ. Vù vù, Phương Thanh Ly cộng sinh thú vọt ra, trực tiếp phun ra mãnh liệt liệt diễm, ngắn ngủi trong nháy mắt, chặn mọi người đường đi. Người diễn kỹ ngược lại là có thể, làm cho nhiều người như vậy vì người bán mạng, thậm chí không có người tin tưởng chân tướng. Phương Thanh Ly tay cầm đều đang run rẩy. Chân tướng, ta 18 tuổi trước đó, xác thực không có trí nhớ kiếp trước, cùng hắn tiến tới cùng nhau vốn là rất bình thường, không biết người cái này ngu xuẩn thế hệ, như thế nào hư cấu ra, xảo đoạt thần thể, cố sự. Phương Thanh Ly, nói trắng ra là, đây chính là một đợt hiểu lầm, chúng ta có thể nói rõ sở, ta sẽ không trách cứ ngươi. Khương Phi Linh thanh âm chân thành nói. Đừng nói nữa, trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải nàng, không cần che giấu. Ta không biết các ngươi, đến cùng như thế nào đổi trắng thay đen, hiện tại, ta chỉ muốn để ngươi cái này, thí thần giả, xuống địa ngục. Quan trọng ngay tại ở, Khương Phi Linh một câu, cùng Hiên Viên Si tranh đấu, để Phương Thanh Ly chắc chắn hết thảy. Nàng là cái cuồng nhiệt người, đối với tôn thần, nàng thậm chí so Hiên Viên Vũ Hành càng cuồng nhiệt. Thần trong lòng, nếu là bị giết, thì thần điện 100.000 năm chờ đợi, nếu là một cái âm mưu, đây hết thảy đều có thể tạo thành, nàng toàn bộ thế giới đổ sụp. Càng tuyệt vọng hơn chính là, không có người sẽ tin tưởng nàng. Chỉ cần Khương Phi Linh cắn chết, nàng căn bản sẽ không có cơ hội. Một khi nàng buông tay, nàng thì không bao giờ còn có thể, vì nàng chân chính thần, lấy lại công đạo. Lại thêm, Lý Thiên Mệnh tại thiên tinh cảnh siêu tuyệt biểu hiện. Dạng này tôn thần cùng đế tử, bọn họ coi như tiến tới cùng nhau, vậy cũng là một đoạn giai thoại. Các loại Lý Thiên Mệnh trở về, người nào còn quan tâm, ai là Hiên Viên Si? Dừng tay! Người điên rồi, buông ra tôn thần. Hiên Viên Hoàng bọn họ áp chế tới. Muốn không phải Khương Phi Linh bị khống chế, bọn họ đã sớm chế phục Phương Thanh Ly. Cái này đảo mắt trong nháy mắt, cái kia thanh sắc Phượng Hoàng liền đã bị trọng thương, bọn họ mấy cái cùng một chỗ. Hướng về Phương Thanh Ly chộp tới. Vô sỉ kẻ trộm, đi chết. Phương Thanh Ly đem 10 tầng sinh kiếp lực lượng, toàn bộ hội tụ tay cầm, Khương Phi Linh bước vào sinh tử kiếp cảnh không lâu, căn bản không có khả năng chống cự loại này lực lượng. Tạch tạch tạch, nàng là muốn đem Khương Phi Linh cổ, trực tiếp vặn gãy. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà phát ra thanh âm như vậy. Phương Thanh Ly ngây ra một lúc, bởi vì nàng thất bại. Khương Phi Linh cổ. Làm sao có thể như đỉnh cấp kiếp khí một dạng, không nhúc nhích tí nào. Phương Thanh Ly trừng to mắt, bất ngờ nhìn đến Khương Phi Linh cái kia trơn bóng cái cổ trắng ngọc, tựa như là như bạch ngọc, hiện ra tường gạch, đường vân. Phương Thanh Ly móng tay, hoàn toàn không đâm vào được. Đây là... Phương Thanh Ly tập trung nhìn vào, nàng thiếu nữ trước mắt, toàn thân trắng sáng lóng lánh, nàng toàn thân da thịt đều như thế kiên cường. Xem ra, một người, vậy mà như một tòa thành trì. Ma thành, Phương Thanh Ly ngốc trệ. Nghe đồn Hiên Viên Si trời sinh không cộng sinh thú, lại có một tòa ma thành xen lẫn. Hôm nay, Phương Thanh Ly rốt cục thấy được trong truyền thuyết ma thành. Nó ngay tại, tôn thần, trong thân thể, tại chính mình muốn bóp chết nàng thời điểm, ma thành vậy mà hiện lên đi ra. Tiện nô, người dám thí thần. Đột nhiên, Khương Phi Linh ngẩng đầu, đôi mắt kia, bạo phát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt đâm vào Phương Thanh Ly trên ánh mắt. Dùng con mắt của ngươi, thật tốt cho ta thấy rõ ràng, ta đến cùng là ai. Lúc nói chuyện, Khương Phi Linh tay phải ngón trỏ, điểm vào Phương Thanh Ly trên mu bàn tay. Tay kia chỉ trên móng tay, phong ấn nới lỏng, một cỗ vô hình dòng nước lũ, theo cái này móng tay rót vào Phương Thanh Ly thân thể. Tôn thần! Phương Thanh Ly ánh mắt nhói nhói, khi nàng tê cả ra đầu, lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt Khương Phi Linh, bao phủ tại bạch quang chói mắt bên trong. Nàng giống như là đứng ở một tòa vô tận vĩnh sinh thành trì phía trên, nguy nga cao thượng, chấp chưởng ước vạn sinh tử, như thiên địa vĩnh hằng chi thần, lấy miệt thị ánh mắt, nhìn lấy Phương Thanh Ly. Đây mới là, chân chính thần. Phương Thanh Ly rốt cục cười. Nàng cười đến giải thoát, cười đến thoải mái, phảng phất là đạt được, để cho nàng hài lòng nhất đáp án. Thế mà, làm Khương Phi Linh ngón trỏ tay phải móng tay, điểm vào nàng trên mu bàn tay thời điểm. Bàn tay của nàng ông một tiếng, hóa thành bạch quang bột phấn. Ong ong ong. Theo tay cầm bắt đầu hóa thành cho tàn,
sau đó là cánh tay, ngay sau đó lan tràn đến thân thể. Xì xì xì. Toàn bộ Phương Thanh Ly, tại trong thời gian thật ngắn, biến thành bột mịn. Lão nô Phương Thanh Ly, bái kiến tôn thần. Đầu của nàng, tại cuối cùng tiêu tán trước đó, lại còn mang theo nụ cười, nói ra sau cùng một đoạn văn. Ngay sau đó, triệt để tiêu tán. Liền thi thể cũng bị mất, sao có thể bất tử. T. Dạng này một màn, để cái kia thanh sắc phượng hoàng, phát ra một tiếng thê thảm kêu to. Nó rít lên lấy sông về Khương Phi Linh, có thể Khương Phi Linh duỗi ra ngón tay đầu, một đạo bạch quang từ đó xuyên qua mà ra, đột nhiên xuyên thủng cái kia phượng hoàng đầu. Sau đó, theo vết thương bắt đầu, liền cái này thanh sắc phượng hoàng bực này lớn như vậy thân thể, tại chỗ chôn vùi, liền cho bụi đều không còn lại. Chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Phương Thanh Ly cùng Thanh Hoàng đại nhân, triệt để tiêu tán, trong đình viện, biến đến vô cùng tĩnh mịch. Tôn thần, Thiên Viên Hoàng bọn người sớm đã kinh ngạc đến ngây người, trong hai mắt, viết đầy mờ mịt. Bọn họ liền vội vàng quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, dù là chỉ nhìn thoáng qua hiện tại Khương Phi Linh, cái kia dường như đứng trên đám mây phía trên nữ tử, đều để bọn hắn tê cả ra đầu. Ha ha, bên tai truyền đến tôn thần cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, phù một tiếng, Nhiên Linh cung bên trong động tĩnh, hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Viên Hoàng bọn họ, lúc này mới dám ngẩng đầu. Bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ gặp bọn họ tôn thần, đã ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt, lâm vào trong hôn mê. Cái này, bọn họ năm người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng sóng to gió lớn. Vừa mới là tôn thần chân chính bộ dáng sao. Thật là đáng sợ. Thị thần điện chủ, bị nàng hóa thành bột mịn. Coi như tôn thần giống như té bất tỉnh, bọn họ thậm chí, cũng không dám tiến lên. Ta đi tìm tộc vương, bên trong một cái tam nguyên kiếp lão, vội vàng rời đi. Hắn vừa đi đến cửa miệng, nơi xa thì có một đám người chạy nhanh đến, hắn liếc một chút liền có thể nhìn đến ba đại tông chủ đều trở về, bên cạnh còn có Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu bọn người. Trọng yếu nhất chính là, đế tử Lý Thiên Mệnh, xuất hiện trong đám người. Đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh trở về thời khắc, đã để toàn bộ thần tông, vang lên cấp bậc sử thi gieo hò, chỉ là lòng hắn nhớ kỹ Khương Phi Linh, trực tiếp chạy về Nhiên Linh Cung. Lớn như vậy tin tức tốt, đương nhiên muốn trước cùng tôn thần chia sẻ. Chỉ là vừa tới cửa, liền nhìn đến Nhiên Linh Cung bên trong quang mang lập lòe, lòng của mọi người, đã nâng lên cổ họng. Đám người bọn họ trực tiếp vượt qua cái kia kiếp lão, vọt vào Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh tu vi thật sự, đều nhanh có thể bắt kịp tam nguyên kiếp lão, cho nên tốc độ không chậm chút nào. Vừa vào đình viện, hắn liền thấy, Khương Phi Linh đổ vào trên mặt tuyết. Trong nháy mắt, một cỗ máu chảy, trực tiếp xông lên đại não. Hắn lòng nóng như lửa đốt, cũng không đoái hoài tới người khác nói thế nào. Thiên Viên Đạo bọn họ còn không có động, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem Khương Phi Linh bế lên. Tới gần về sau, phát hiện nàng sinh sống còn tại. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là không biết vì sao, khí tức của nàng mười phần yếu ớt. Linh Nhi không phải tiến sinh tử kiếp cảnh sao? Làm sao cảnh giới rơi về cổ thánh cảnh? Lý Thiên Mệnh trong lòng thoáng qua một nỗi nghi hoặc. Nhưng bây giờ mấu chốt là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn thần không có việc gì. Hắn nói một tiếng, cúi đầu đem Khương Phi Linh, ôm đến trong tẩm cung. Vốn là muốn còn sống trở về. Cho Khương Phi Linh một kinh hỉ, vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà gặp phải như thế hình ảnh. Không có việc gì liền tốt. Thiên Viên Đạo bọn họ, đại khái đều nhìn ra Khương Phi Linh hiện trạng, căng cứng tâm tình hòa hoãn lên. Thiên Viên Hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Viên Đạo cau mày nói. Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý đều tại cái này, trong đó Phương Thái Thanh híp mắt, nhìn lấy chung quanh, có chút tâm thần bất an. Tộc Vương, các ngươi thì đã về trễ rồi một hồi, bằng không các ngươi liền có thể thấy được. Thiên Viên Hoàng nhìn một chút Phương Thái Thanh, có chút đau đầu nói. Thấy cái gì? Vừa rồi tôn thần hiển uy, bỗng nhiên thi triển ra sức mạnh rất khủng bố, loại kia cảm giác, quá dọa người. Thiên Viên Hoàng nói. Cứ như vậy, Thiên Viên Đạo hỏi. Không phải, Thiên Viên Hoàng lại nhìn một chút Phương Thái Thanh, cắn môi. Nói rõ ràng, khác lề mề chậm chạp, Thiên Viên Đạo nhìn một vòng, đồng thời hỏi, Phương Thanh Ly đâu? Tộc Vương, Thiên Viên Hoàng hít sâu một hơi, nói. Là như vậy, vừa rồi chúng ta như thường lệ ở bên ngoài phòng ngự, thì
Kỵ thần điện chủ đơn độc tiến đến rất lâu, chúng ta chợt nghe tôn thần triệu hoán, lập tức tiến đến, liền thấy thị thần điện chủ, ý đồ muốn sát tôn thần, còn bị điên đồng dạng, nói tôn thần là giả mạo. Chúng ta van nài thuyết phục, tôn thần cũng nói nguyện ý, tha thứ sự vô lễ của nàng, có thể nàng hoàn toàn không nghe, khăng khăng muốn sát tôn thần. Sau đó, tôn thần tại thời khắc nguy hiểm, đột nhiên hiển uy, đem thị thần điện chủ cùng hắn cộng sinh thú, trực tiếp biến thành cho tàn. Còn có một cái tam nguyên kiếp lão đứng dậy, nói bổ sung. Ba vị tông chủ, ta nói một câu, ta cảm thấy Phương Thanh Ly đoạn thời gian gần nhất, một mực không thích hợp. Nàng hôm nay như thế làm loạn, hoặc là thu cửu cung quỷ tông chỗ tốt, hoặc là cũng là bởi vì Phương Tinh khuyết sự tình, đối đế tử ghi hận trong lòng. Nàng là thị thần điện chủ, từ nhỏ đã vì thị thần điện cống hiến, chúng ta thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại lòng lang dạ thú. Hai người bọn họ nói xong, toàn bộ đình viện, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, Phương Thanh Ly khẳng định là, phát hiện Khương Phi Linh thân phận. Bất quá! Lúc này không giống ngày xưa, bọn họ đã tại thần tông thâm căn cố đế. Một cái Phương Thanh Ly, căn bản lay không động được. Không nghĩ tới Khương Phi Linh vậy mà gặp như thế hiểm cảnh, Lý Thiên Mệnh nhìn không được nghĩ mà sợ. Đoạn này thời gian, hai người bọn họ, thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Mặc dù nói, không biết nàng làm sao có thể hiển uy giết Phương Thanh Ly, vấn đề là, ở cái này trong lúc mấu chốt, chính là thần tông cần Thái Thanh Phương Thị thời điểm, Phương Thanh Ly bỗng nhiên không có. Nói thế nào, giống như có chút phiền phức. Lý Thiên Mệnh nhìn Phương Thái Thanh liếc một chút. Phương Thái Thanh bình tĩnh nghe xong đây hết thảy, sau đó hỏi, thi thể đều không có để lại sao? Không có, Phương Tông Chủ, người trước đừng có gấp, các loại tôn thần tỉnh lại. Sẽ cùng ngươi nói rõ ràng hết thảy. Chuyện này, chúng ta năm cái đều nhìn thấy rõ ràng, đều có thể làm chứng. Đến mức thị thần điện chủ, vì sao lại có như thế khác thường hành động, nói thật chúng ta cũng không rõ ràng, mới vừa nói là suy đoán, hy vọng Phương Tông Chủ không cần để ý. Hiên Viên Hoàng nói, sự tình có kỳ quặc, Hiên Viên Đạo nói, tựa như, bất quá, không có chứng cứ a. Phương Thái Thanh nói, ngươi đừng vội. Đằng sau hỏi lại hỏi tôn thần đi. Dù sao, hiện trạng của nàng, người cũng đã nhìn ra, nguyên bản nàng muốn tu luyện đến tứ trọng sinh kiếp, không biết vì sao, trực tiếp đổ về cổ thánh cảnh, có thể là vì động thủ, sử dụng một số thủ đoạn, dẫn đến tu vi lùi lại. Hiên Viên Đạo nói, đây là một cái chứng cứ. Tôn thần không thể là vì mưu hại Phương Thanh Ly, nỗ lực tu vi lùi lại đại giới, bố trí trận này đại cục. Lần này, nhất định là Phương Thanh Ly chủ động gây sự. Điểm này không có nghi vấn. Đáng tiếc tại chỗ năm người, đều là Thái Cổ Hiên Viên Thị, là tôn thần dòng chính. Bọn họ căn cứ chính xác từ, Phương Thái Thanh có thể hay không tiếp nhận, cũng là một chuyện khác. Đợi một chút đi, Hiên Viên Đạo nói. Làm người biết chuyện, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ càng đau đầu hơn. Người đã chết, việc này khó giải. Bất quá, cái này Phương Thanh Ly cũng quá điên a. Nàng coi như phát hiện vấn đề, đại khái có thể chờ chúng ta trở về. Không cần vội vã muốn giết Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nàng khẳng định cảm thấy, không ai sẽ tin tưởng nàng, chúng ta trở về, nàng về sau liền tiếp xúc Linh Nhi cơ hội, đều không có. Huỳnh Hỏa nói. Mấu chốt là, hiện tại đến xem, Linh Nhi có phải hay không Hiên Viên Si, bản thân đều không trọng yếu a, chúng ta sớm là thuộc về thần tông. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Đối với ngươi mà nói không trọng yếu, đối nàng trọng yếu. Người suy nghĩ một chút Hiên Viên Vũ Hành liền biết. Trong con mắt của bọn họ không có đại cục, chỉ có thần, chỉ có tín ngưỡng. Huỳnh Hỏa nói. Hắn đứng tại mép giường, bên ngoài còn có người tại, hắn liền chỉ có thể nhìn, cái này ngày nhớ đêm mong người. Ta theo không hề rời đi nàng thời gian dài như vậy, một mực ở vào sinh tử chưa biết trạng thái, nàng chỉ có thể ở nơi này khổ đợi, đoán chừng cũng là bởi vì quá lo lắng, mới tại Phương Thanh Ly trước mặt, lộ ra chân tướng. Lý Thiên Mệnh cũng không trách cứ nàng. Trên thế giới này vốn là không có, có thể rất hoàn mỹ khống chế chính mình tâm tình người. Ai cũng có buông lỏng thời điểm, hắn cũng tương tự có. Bất kể nói thế nào, sống sót, chính là tốt nhất. Hắn đứng tại cạnh giường, chờ đợi hơn một canh giờ, Khương Phi Linh mới thăm thẳm tỉnh lại. Ca ca. Nàng vừa hô hai chữ, Lý Thiên Mệnh thì thở dài một tiếng, ra hiệu bên ngoài có rất nhiều người tại. Khương Phi Linh liền vội vàng gật đầu. Nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh, nhiều lần hé miệng, chỉ vì khống chế chính mình. Kỳ thật,
Lý Thiên Mệnh chưa từng không phải như thế. Hắn hiện tại nằm mộng cũng nhớ ôm ấp lấy nàng, kể rõ trong khoảng thời gian này tưởng niệm, thế nhưng là quan hệ còn không có công khai, hắn đồng dạng chỉ có thể khống chế. Loại kia cảm giác xác thực không thoải mái. Tôn thần, ta bình an trở về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Bình an liền tốt, Khương Phi Linh hít sâu một hơi, trên mặt tỏa ra lấy mỉm cười. Người bên ngoài đã nghe được động tĩnh, đều đợi ở cửa. Khương Phi Linh đứng dậy, nàng còn có chút suy yếu, đứng không vững, Lý Thiên Mệnh liền nhẹ vịn nàng, đi tới cửa. Tôn thần, bên ngoài mọi người hành lễ. Khương Phi Linh ánh mắt rơi vào Phương Thái Thanh trên thân, nói. Thiên Nguyên Tông Chủ, chuyện của mẹ ngươi, ta xác thực rất xin lỗi. Nàng hoàn toàn không cho ta sinh lộ, ta vì cầu tự vệ, chỉ có thể lấy bí pháp hao phí thập trọng cảnh giới chi lực, mới thoát ly hiểm cảnh. Về sau lại được thời gian rất lâu, mới có thể bổ sung hôm nay tiêu hao. Đúng, tôn thần, Phương Thái Thanh gật đầu, hắn cũng không lộ vẻ gì, hỏi, tôn thần nhưng biết, nàng đến cùng bởi vì cái gì, lại làm ra như thế chuyện sai. Khương Phi Linh lắc đầu, nói, ta hoàn toàn không biết. Nàng hôm nay đến, hồ ngôn loạn ngữ, không phân nguyên do động thủ với ta. Ngươi có thể hoàn toàn tra một chút, nàng gần nhất phải chăng có để cái gì ngoại vật, ảnh hưởng tới thần trí, hoặc là có phải có tu luyện không thích hợp công pháp. Vâng, Phương Thái Thanh gật đầu. Việc này ta rất xin lỗi, nhưng thực sự không thể làm gì, xin ngươi thứ cho. Thái Thanh Phương Thị, là thần tông trọng yếu nhất một phần tử, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, nếu là chúng ta thái cổ thần vực, có thể trong tương lai tranh phong bên trong, trọng trưởng thiên địa, ta tự nhiên cho các ngươi trọng thưởng. Thái Thanh Phương Thị, Hiên Viên Thị cùng Thái Ất Kiếm Tộc, còn có tông môn tất cả mọi người, trong mắt ta đều đối xử như nhau. Khương Phi Linh nói đến 10 phần thành khẩn. Lý Thiên Mệnh biết, nàng vì sao muốn làm như vậy. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên phát sinh như thế bất đắc dĩ sự tình, trình độ nhất định, khẳng định sẽ để Thái Thanh Phương Thị rời xa thần tông. Nàng nói những lời này, chính là hy vọng có thể bổ cứu, lấy tôn thần thân phận, cho Thái Thanh Phương Thị một cái định tâm hoàn. Cảm tạ tôn thần tín nhiệm, Thái Thanh Phương Thị tự nhiên vì tôn thần xông pha khói lửa, không chối từ. Phương Thái Thanh nói, không chỉ là vì ta, nếu có một ngày, Viêm Hoàng Đại Lục trở về nhất thống, có minh quân chữa trị thế gian, vạn dân an vui, tất cả mọi người lại bởi vậy được lợi. Khương Phi Linh nói, vâng, Phương Thái Thanh gật đầu. Phản sát Phương Thanh Ly, tựa hồ lại cho Khương Phi Linh, phủ thêm một tầng sắc thái thần bí, tăng cường rất nhiều người đối tôn thần lòng tin. Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh nếu như không ở thời điểm này, cho Phương Thái Thanh hứa hẹn, tình huống tuyệt đối sẽ rất tồi tệ. Coi như nói những lời này, có thể hay không để cho thần tông nội bộ ổn định, cái kia còn chưa nhất định. Tiếp đó, bọn họ hướng Khương Phi Linh, báo cáo một chút thiên tinh cảnh cùng hôi tinh, thiên nguyên đỉnh sự tình. Cái này huyền bí trong đó, Khương Phi Linh khẳng định không biết. Tất cả mọi người cái nhìn cơ bản một dạng, tiếp đó, ngũ đại thần vực tất nhiên sẽ phát động chân chính tiến công, đến lúc đó nhất định cần binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Ba vị tông chủ, Lý Thiên Mệnh đem ngón tay phía trên phần lớn tu di giới chỉ, đều cho lột xuống dưới, giao phó đến Phương Thái Thanh trên tay. Đây là ta tại thiên tinh cảnh, lấy được kiếp khí cùng kiếp nguyên, hy vọng có thể giúp một tay. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ cha nhìn thoáng qua. Phẩm chất quá tốt rồi. Tuyệt đối làm cho chúng ta đỉnh phong cường giả chiến đấu lực, tăng lên một cái đại cấp bậc. Loại bảo bối này, muốn là rơi vào trong tay đối phương, thực sự thật là đáng sợ. Đệ tử chẳng những giết hai cái quỷ vương một cái tông chủ, càng là đoạt được như thế trọng bảo, công lao này, có một không hai. Lý Thiên Mệnh tại thiên tinh cảnh làm hết thảy, đúng là sự vang dội. Ngoại trừ đối ngũ đại thần vực thực chất tính đả kích, còn có thể tăng lên sĩ khí cùng chiến đấu lực, hắn cùng Khương Phi Linh hiện tại cũng là tứ đại tông môn tinh thần tín ngưỡng. Biết được hắn an toàn trở về, hiện tại tứ đại tông môn, đều đang hoan hô. Hành động lần này, còn lại ba cái tông môn đều có giúp đỡ, chúng ta hứa hẹn cho bọn họ nhất định số lượng trợ giúp, bọn họ còn chờ ở bên ngoài, ta cho bọn hắn đưa đi. Phương Thái Thanh xin chỉ thị. Khương Phi Linh gật đầu. Một mực không có nhân vật gì cảm giác kiếm vô ý, cũng theo rời đi. Tôn thần, chờ bọn hắn đi về sau, Hiên Viên Đạo mới nói, không nghĩ tới Phương Thanh Ly có thể như vậy, bây giờ loạn trong giặc ngoài, Phương Thái Thanh cùng Thái Thanh Phương Thị, vẫn là không thể không phòng. Ta biết, Khương Phi Linh gật đầu. Tông chủ, có thể nghe nói ta tại thiên tinh cảnh,
đạt được thủy tổ thiên tinh diệu long thần kích. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên nghe nói, lợi hại, bội phục, Thiên Viên Đạo tán thán nói. Cầm lấy, Lý Thiên Mệnh đem cái kia thiên tinh diệu long thần kích, ném cho tại Hiên Viên Đạo dưới chân. Cái này chói mắt thần vật xuất hiện, nhìn đến Hiên Viên Đạo bọn họ nhìn mà than thở, mỗi người ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ cùng nóng rực. Thử một chút, Lý Thiên Mệnh cười nói. Có ý tứ gì? Hiên Viên Đạo ngạc nhiên hỏi. Thử một chút a, ngươi là thủy tổ dòng chính hậu nhân, người khác không dùng đến, ngươi nói không chừng có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này nhưng không được, đây là thủy tổ truyền thừa cho đế tử thần binh, ta có tài đức gì? Hiên Viên Đạo liền vội vàng lắc đầu. Khác khách khí với ta a, nói thật, tại thiên tinh cảnh thời điểm, nó có thể hấp thu thiên tinh chi lực, uy lực đáng sợ, bất quá bây giờ không bằng kiếm của ta thuận tay, đối với ta mà nói tựa như vướng víu, nhưng muốn là ngươi có thể sử dụng, đối với chúng ta chỉnh thể thực lực, đều có tăng cường. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo, cầm lấy. Khương Phi Linh nói. Hai người bọn họ đều như yêu cầu này, Hiên Viên Đạo không khách khí nữa, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm mừng rỡ như điên. Đây là hắn nằm mơ, đều khát vọng thủy tổ binh khí, trong truyền thuyết Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên mạnh nhất thần binh. Làm bàn tay của hắn, nắm chặt cái này thiên tinh diệu long thần kích thời điểm, thần kích rung động, toàn bộ Hiên Viên Hồ đều tại rung động. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, thủy tổ công nhận ta, Hiên Viên Đạo khó có thể tin. Có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu như quen đi nữa tất một chút, tay cầm cái này thần kích. Vượt qua Phương Thái Thanh, trở thành thần tông đệ nhất cường giả, chưa hẳn không được. Hiên Viên Đạo ánh mắt sáng chói nói. Cái này không thể tốt hơn. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh, nguyện ý đem thiên tinh diệu long thần kích, cho hắn lớn nhất mục đích. Phương Thái Thanh là tối cường giả, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa ngăn cách, không có khả năng san bằng. Nếu là thái cổ Hiên Viên thị bên trong, có thể có người đạt tới mạnh nhất trình độ, lúc cần thiết, nhất định có tác dụng lớn. Tiếp đó. Người toàn lực quen thuộc thần kích, Khương Phi Linh nói. Đúng, tôn thần, nhất định không phụ kỳ vọng. Hiên Viên Đạo biết, vào hôm nay chuyện này phát sinh về sau, trưởng khống thần kích, đối toàn bộ thái cổ Hiên Viên thị tới nói, đều quá trọng yếu. Rốt cục, bọn họ đều đi. Nhiên Linh Cung bên trong, chỉ còn lại có Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh hai người. Lý Thiên Mệnh muốn ôm ấp nàng thời điểm, nàng lại tránh qua, tránh né, chạy ra ngoài, vòng vo nửa ngày mới trở về. Làm gì? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Phương Thanh Ly trộm nghe ta nói, ta sợ, đi ra xem một chút, còn có không ai cất giấu. Khương Phi Linh nói. Ngươi nói gì? Ta cho ngươi gãy thiên chỉ hạc, muốn phù hộ ngươi bình an, để nàng nhìn thấy, còn nói một câu, tại thượng cổ thần táng cùng Hiên Viên si đấu. Ngươi cái đầu heo, Lý Thiên Mệnh vỗ một cái đầu của nàng. Chuyện này, đúng là ta sai rồi, ta thật là tệ kình a. Nàng rất khó chịu nói. Không cho phép nói như vậy, chỉ là nàng để mắt tới ngươi, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Lý Thiên Mệnh lôi kéo nàng, hắn ngồi ở giường xuôi theo, để cho nàng ngồi ở, trên đùi của mình, thân thể mềm mại dựa vào chính mình, hắn thân thủ vòng lấy phần eo của nàng, nghe nàng cái kia mùi thơm quen thuộc, đây hết thảy đều chân thật như vậy, giống như là giống như nằm mơ. Tại thiên tinh cảnh, nhất định rất vất vả a. Khương Phi Linh dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Nói bậy, ta tư nhuận cực kỳ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, giết đến một đám lão đầu lão thái bà sợ chết khiếp, nguyên một đám bị ta dọa đến bên hông thoát vị đĩa đệm. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm con mắt của nàng, Linh Nhi, ngươi nói cho ta một chút, ngươi làm sao có thể giải quyết Phương Thanh Ly. Ngươi xem một chút, nàng đưa tay phải ra, giơ lên ngón giữa cùng ngón trỏ, đặt ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hai cái cùng một chỗ, Lý Thiên Mệnh hắc hắc hỏi. Cái gì nha, cái thứ bảy phong ấn, nàng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nắm bắt đầu ngón tay của nàng, nhìn kỹ. Trong đó, tay phải ngón giữa phong ấn, sớm liền mở ra, gọi là thiên nhất, lần này xem xét, ngón trỏ móng tay phong ấn, cũng mở. Đây là cái gì năng lực? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gọi chôn vùi, Khương Phi Linh nói. Tự sát thức công kích a, vì phản sát Phương Thanh Ly, để ngươi theo sinh tử kiếp cảnh, lùi lại thập trọng cảnh giới. Về tới cổ thánh cảnh. Nói đến, Khương Phi Linh những năng lực này, còn không có một cái thuộc về công kích kỹ năng. Cái này chôn vùi, hiển nhiên rất đáng sợ, đáng tiếc tác dụng phụ so Nhiên Linh còn khoa trương. Đúng thế, kiếp hoàn trực tiếp sụp đổ,
sau đó mệnh tuyền một lần nữa hợp nhất, sinh tử kiếp lực tiêu tán, lui về cổ thánh lực. Trong khoảng thời gian này nỗ lực, toàn bộ uổng phí. Khương Phi Linh khổ não nói. Thua thiệt lớn, Lý Thiên Mệnh nói. Quan trọng không phải cái này. Khương Phi Linh rầu rĩ nói. Là cái gì? Ca ca, ta nói ra, ngươi không cần khẩn trương. Khương Phi Linh cúi đầu nói. Nói. Lúc ấy ta bị bóp lấy thời điểm, cảm giác có chút choáng đầu, não tử không rõ lắm, ngay từ đầu tựa như là ma thành xuất hiện, để Phương Thanh Ly không đánh nổi ta, về sau ta thần trí càng ngày càng mơ hồ, móng tay phong ấn tại trong lúc vô hình giải phong, ta tốt giống khống chế không nổi chính mình. Ca ca, kỳ thật ta không muốn giết Phương Thanh Ly, chỉ muốn để cho nàng buông tay, thế nhưng là tay của ta không quá nghe sai sử. Ta cảm giác, giết Phương Thanh Ly người, giống như không phải ta. Khương Phi Linh ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, chậm rãi nói ra đây hết thảy. Đó là ai? Là nàng, Hiên Viên Si. Thiên tinh cảnh bảo tàng phân phối hoàn tất về sau, Phương Thái Thanh trở về Thái Thanh Cung, đứng ở cửa một cái điềm tĩnh nữ tử, đang đợi hắn. Vũ Tình, ta có chút loạn, Phương Thái Thanh nói. Thế nào? Phương Thái Thanh đem sự tình hôm nay, nói một lần. Trước mắt Phương Thanh Ly chết, chỉ có mấy người biết. Thái cổ Hiên Viên thị người sẽ không nói, nếu như Phương Thái Thanh cùng kiếm vô ý không nói, kỳ thật không có người biết. Tôn thần thật nói như vậy sao? Phương Vũ Tình hỏi. Ừm, mẫu thân ngươi hài cốt cũng không có, muốn an táng đều không có cách, ai? Tại sao có thể như vậy a? Không có chứng cứ, một chút manh mối đều tra không được. Lại có ai, có thể ảnh hưởng nàng thần trí đâu? Phương Vũ Tình hỏi. Bằng vào ta đối nàng giải, đời này, chỉ có thần, mới có thể để cho nàng thần trí rối loạn. Phương Thái Thanh nói. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chỉ có nàng cho rằng, tôn thần không phải nàng thần trong lòng, nàng mới có thể liều lĩnh muốn hủy diệt nàng. Nàng liền là như vậy vì Hiên Viên Si phụng hiến hết thảy người. Nhưng cái này hoàn toàn nói rõ, tôn thần, thật rất có thể, cũng không phải là trong nội tâm nàng Hiên Viên Si. Phương Thái Thanh ánh mắt âm trầm nói. Không phải Hiên Viên Si, đó là ai? Ai biết được, ha ha. Vậy chúng ta muốn vạch trần nàng sao? Vạch trần mặc cái gì? Ngươi còn không hiểu sao? Thái cổ Hiên Viên thị nói nàng là, cái kia chính là, chỉ cần nàng có thể thành thần, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, nàng đều là Hiên Viên Si. Đạo lý này chúng ta có thể hiểu, đáng tiếc si mê thần uy người đáng thương không hiểu a. Phương Thái Thanh nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt tràn đầy lệ khí, ta nguyên bản sợ nàng quá ngoan cố, trước dùng tinh khuyết chết, cho trong nội tâm nàng gieo hạt giống, không nghĩ tới đế tử biểu hiện quá kinh diễm, ta đã nghĩ lại, nàng lại mất tâm. Là ta hại nàng. Đừng nói như vậy, Phương Vũ Tình ôm ấp lấy hắn, nhỏ giọng an ủi. Rất lâu, Phương Thái Thanh ánh mắt kiên định rất nhiều. Ngươi có quyết định sao? Phương Vũ Tình hỏi. Có. Nói thế nào? Đơn giản, xem chính bọn hắn bản sự đi. Nếu như bọn họ có thể chống đỡ được, ta thì vì bọn họ bán mạng, nhưng nếu như bọn họ không có phần thắng chút nào, vậy cũng đừng trách ta Phương Thái Thanh, quay giáo nhất kích, đâm bọn họ một đao. Mặc kệ bọn hắn thắng bại, chúng ta Thái Thanh Phương Thị, tuyệt đối không thể thua. Phương Thái Thanh nói. Quá cực đoan đi, Phương Vũ Tình hỏi. Phương Thái Thanh phương thức, hoặc là bán mạng cầu tương lai, hoặc là quay giáo nhất kích, không có bất kỳ cái gì nhẹ nhàng phương thức. Không cực đoan, không đi tuyệt lộ, tại sao sinh lộ, nào có huy hoàng. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta Thái Thanh Phương Thị, nói rất là lớn, nói tiểu rất nhỏ, tại trong khe hẹp sinh tồn đến bây giờ, không gió chiều nào theo chiều nấy, như thế nào nghịch thiên cải mệnh. Ba họ gia nô tiện danh, người muốn gánh vác đến chết sao? Không muốn, Phương Vũ Tình nhếch miệng. Vừa vặn, đến đón lấy nếu là bọn họ nhìn không được, quốc phá người vong, mẫu thân của ta cái chết, liền có thể xem như phản nghịch lý do, Thái Thanh Phương thị tộc nhân, không dám không theo. Cái chết của nàng tin tức, nếu là Hiên Viên thị không truyền ra, chúng ta cũng đừng nói nữa, làm không có phát sinh. Được rồi. Về nhà đi, Phương Thái Thanh lôi kéo tay của nàng. Thanh ca, sau cùng hỏi ngươi một vấn đề. Phương Vũ Tình nói. Ừm. Ngươi hôm nay ý nghĩ, là đã sớm nghĩ kỹ, vẫn là hôm nay vừa làm quyết định. Không trọng yếu, Phương Thái Thanh mỉm cười nói. Thái cổ thần vực trong một năm có hơn phân nửa thời gian, đều là tuyết mùa. Bây giờ vốn phải là mùa xuân tháng 3, phương Nam đã nóng lên, thái cực phong hồ nơi này vẫn tuyết trắng mênh mang. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa trắng lóa như tuyết.
Trở lại Thái Cổ Thần Tông, Lý Thiên Mệnh rốt cục không dùng qua, lo lắng để phòng thời gian. Chỉ là Khương Phi Linh biến hóa, lại mang đến cho hắn mới sầu lo. Nhiên Linh Cung trên nóc nhà. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ngồi ở chỗ này, ở rất gần, cơ hồ rúc vào với nhau. Nàng cái kia tươi mát mà không linh mùi thơm, chọc người thần say. Phía dưới núi thấp trong đình viện, Tiên Tiên đem màu đen sợi dễ đâm vào trong đất bùn, bưng lấy rất nhiều nướng đến chảy mỡ hung thú thịt, chính ăn như gió cuốn. Linh thể của nó nằm tại Khương Phi Linh trong ngực, đối với không khí một trận gặm cắn, nhè răng nhếch miệng, quả thực có nhục nhã nhặn. Còn có Miêu Miêu thoải mái nằm tại trên tảng đá, lấy đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời phơi đầu, Lam Hoàng đem chính mình lật qua làm con quay chơi, xoay chuyển cười lớn khẳng khặc, nhao nhao đến người hoa mắt váng đầu. Sau cùng còn có một cái thương binh, trên cánh quấn lấy băng vải, ngay tại trên nóc nhà vặn eo kéo gân, duỗi người ra. Hình ảnh như vậy, chính là Lý Thiên Mệnh tại thiên tinh cảnh bên trong, tưởng tượng an bình sinh hoạt. Đáng tiếc, ngũ đại thần vực bị thất bại, tất nhiên sẽ tiến hành hung tàn hơn trả thù. Bọn họ mang đến bóng mờ, đã bao phủ tại, toàn bộ thần tông trên đỉnh đầu. Linh Nhi, ban đầu ở thần táng, người cùng Tiểu Phong không phải diệt nàng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời vẩy vào cái kia củ ấu rõ ràng trên mặt. Đại khái là giết người quá nhiều, tướng do tâm sinh, bây giờ mặt mũi của hắn, so sánh trước kia, lộ ra càng thêm hung hãn một số. Nhất là cái kia kim tròng mắt màu đen, không giận mà uy. Đối với những khác thần tông đệ tử tới nói, hiện tại Lý Thiên Mệnh, trên người hắn khí tràng, chỉ sợ cùng đứng tại thần vực đỉnh phong tam nguyên kiếp lão, đều không khác mấy. Đúng vậy. Ta đều nhìn nàng tan thành mây khói, triệt để tiêu vong. Thế nhưng là, Khương Phi Linh cắn cắn anh phấn sắc bờ môi. Nhưng mà cái gì? Hiện đang hồi tưởng lại đến, nàng tuy nhiên diệt vong, tiêu tán, thế nhưng là nàng nát bấy thần hồn, tựa như là tan vào linh hồn của ta. Tuy nhiên nàng không có, hết thảy do ta chủ đạo, có thể mới tao ngộ nguy hiểm trong nháy mắt, nàng giống như xuất hiện. Cảm giác này thật rất kỳ quái, cùng chúng ta tiến thần táng trước cũng khác nhau. Khi đó, nàng nếu là trưởng khống ta, ta trực tiếp đều không ý thức, thế nhưng là lần này, ta đều không thể xác định, trong cơn giận dữ, muốn giết Phương Thanh Ly người, đến cùng là ta vẫn là nàng, lại hoặc là nói, chúng ta giống như chính là một người. 10 vạn năm trước là nàng, 100 ngàn năm sau là ta. Khác biệt kinh nghiệm cuộc sống, tạo thành khác biệt tính cách cùng tư duy, có thể một người lạc ấn, căn bản không thay đổi. Khương Phi Linh nhẹ dựa khẽ trên vai của hắn, trầm tư nói ra. Cho nên, thần hồn của nàng vẫn là nát, có thể là tương đương nhân cách vẫn tại, thậm chí khả năng, tại tiềm thức ảnh hưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh suy tư hỏi. Khả năng đi, nhưng đây đều là suy đoán của ta. Nàng sẽ có hay không có một ngày, thật ngóc đầu trở lại, thay thế ta cũng không thể xác định. Khương Phi Linh mờ mịt nói, nàng thở dài một hơi, nói, cái thế giới này quá phức tạp đi, chúng ta liền muốn đơn giản điểm, thật tốt còn sống, làm sao lại không được chứ? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trước kia nghĩ đến đi vào Thái Cổ Thần Vực, cùng ngươi cùng một chỗ tận tình sơn thủy. Hiện tại, thần tông giao phó ta quá nhiều, nhất là Hiên Viên Đại Đế, ngươi thay thế Hiên Viên Si thân phận, tự nhiên cũng muốn gánh chịu trách nhiệm của nàng, đi làm một cái chân chính tôn thần. Lý Thiên Mệnh nói, ca ca là cái có đảm đương người, Linh Nhi phải học tập thật giỏi. Nàng lấy cặp mắt kính nể, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Người tổng sẽ trưởng thành, hắn hiện tại cùng mới quen thời điểm, có khác biệt rất lớn. Nhớ đến khi đó, cừu hận cùng tâm ma, chúa tể Lý Thiên Mệnh, để hắn đối toàn bộ thế giới, đều tràn đầy oán niệm. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn có rất nhiều đồ vật, ân đức, chúng sinh, đại nghĩa cùng thủ hộ. Tu luyện vạn cổ đệ nhất chính đạo, gánh chịu chúng sinh nắm nâng, vì hồi báo chúng sinh ân đức, muốn đi làm một cái người thế nào, Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Người, không thể quên cội nguồn. Ghi khắc sơ tâm, mới được thủy chung. Khương Phi Linh kéo ra bàn tay của hắn, đem bàn tay của mình, đặt ở trong tay hắn. Hai người hai tay nắm chặt, đối mặt thời điểm, hiểu ý cười một tiếng. Nhân sinh đến một hồng nhan chi kỷ, còn cầu mong gì? Lý Thiên Mệnh tâm lý cảm giác hạnh phúc nhất là, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều sẽ phát hiện, Khương Phi Linh ý nghĩ, trùng hợp giống như hắn. Ta không muốn đang hót mặt. Ta muốn làm, giỏi trong xương, vĩnh viễn dính ở trên thân thể ngươi. Khương Phi Linh chớp chớp không linh ánh mắt, dí dỏm mà nói. Có ngươi dạng này sao? Đem chính mình hình dung thành giỏi.
Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Không sao, ta sớm liền quyết định, nếu như ca ca có thể theo thiên tinh cảnh trở về, ta làm cái gì cũng không đáng kể. Khương Phi Linh nói. Không đơn giản A Linh Nhi, đều sẽ nói tình thoại. Lý Thiên Mệnh duỗi ra cái tay còn lại, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cười nói. Giống nhau, thần tông thứ ba. Khương Phi Linh mỉm cười nói. Phốc, bọn họ đều cười. Đây là sao mà quen thuộc lời nói a? A, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hét thảm một tiếng, đem ngón tay, theo Khương Phi Linh trên tay rút ra. Thế nào, Khương Phi Linh sắc mặt hoảng hốt, khẩn trương hỏi. Trên tay ngươi có gai, Lý Thiên Mệnh nói. Không có a, Khương Phi Linh mờ mịt, nhìn lấy bàn tay của mình. Có, bởi vì xinh đẹp cô nương, đều là hoa hồng có gai. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh ngây ngốc một chút. Nàng phát điên. Đần độn, ngươi lại ở nơi nào học đất vị tình thoại. Ba ngày sau, Lý Thiên Mệnh lắng đọng xuống, tiếp tục tu hành, đế hoàng thiên ý phát triển đến mới cực hạn. Sáu tầng sinh kiếp. Bọn họ một người bốn thú, lại đột phá tiếp một cảnh giới, xông lên sinh kiếp. Nguyên bản thân phía trên khí tức lạnh lẽo, tử vong cùng lạnh lùng tràn ngập toàn thân, huyết nhục gia tốc suy kiệt, hiện tại do tử chuyển sinh về sau, lại lần nữa cải lão hoàn đồng, mà lại trở lại đến càng nhiều. Kiếp hoàn tiếp tục bành trướng thêm, mặc dù không có tử kiếp chi lực, có thể lực lượng càng thêm hùng hồn. Quan trọng vẫn là tinh khí thần. Trở lại sinh kiếp Lý Thiên Mệnh, toàn thân khí huyết vô cùng dồi dào, cái kia ngập trời huyết khí cùng cường tráng thân thể, tràn đầy tuổi trẻ mà bàng bạc lực lượng. Mà lại, loại này lực lượng, lại vô cùng cường đại. Cho nên, Lý Thiên Mệnh khí chất, tại toàn bộ thần tông cũng không tìm tới cái thứ hai. So hắn tuổi trẻ, lực lượng kém xa hắn, so với hắn lực lượng bàng bạc, tối thiểu đại hắn mười mấy tuổi. Toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, hắn đều là đơn độc như nhau. Ta đoán chừng, có thể cùng 9 tầng sinh kiếp nhị nguyên kiếp lão đấu một trận. Tăng thêm Linh Nhi phụ linh, 9 tầng tử kiếp, đều có thể chiến một trận. Dù sao Linh Nhi thủ đoạn, càng ngày càng mạnh. Đến mức thiên tinh cảnh giết quỷ vương chuyện này, coi như là giấc mộng, đem nó quên đi, người nhất định phải trở về hiện thực, đắm chìm trong mộng, dễ dàng chết rất thảm. Làm ra làm chơi ra chơi, chớ mơ tưởng xa vời, mới là vương đạo. Sáu tầng sinh kiếp, về sau tu hành đột phá, càng ngày càng khó. Dù sao, muốn thành thần, liền muốn vô số lần siêu việt cực hạn. Dù là Lý Thiên Mệnh thiên phú, làm không có chạm tinh cổ lộ tạo hóa về sau, hắn đều cảm thấy cố hết sức. Lần này đột phá, cùng ta tại thiên tinh cảnh giết hơn vạn kiếp lão, còn có huyết ý quỷ vương có quan hệ. Lão quỷ này thích uống huyết, phạm vào không ít tội nghiệt, tuy nhiên không như lá bồ đề, có thể tính gộp lại lên vô lượng công đức, vẫn là để ta đế hoàng thiên ý, đạt được trên diện rộng trưởng thành. Ánh mắt của hắn, nhìn hướng phía nam. Tiếp đó, sự tiến công của bọn họ phương thức, nếu là cực kỳ tàn ác, tai họa chúng sinh, cũng đừng trách ta phát chiến tranh tài. Ta hy vọng bọn họ còn có người tính, hy vọng người vô tội, không muốn chịu khổ gặp nạn, có thể đây hết thảy, không khỏi ta quyết định, nếu là bọn họ tiếp tục tại ngũ hành thần vực hung ác, ta bình tĩnh phải bỏ ra hết thảy chu giết bọn hắn, thế thiên hành đạo, tu luyện thông thần, nhất cử lưỡng tiện. Nếu vì dục vọng, không nhìn thế giới quy tắc, giết hại nhân gian sinh mệnh, phạm phải ngập trời tội nghiệt, tự có trời thu. Lý Thiên Mệnh cho rằng, con đường thành thần, nhất định có đạo mà theo. Hắn không tin chỉ vì cái trước mắt hung ác người, sẽ có thành thần một ngày. Chờ xem. Hắn cũng không phải là, đối với mình mù quáng tự tin. Hắn tin là, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Tiếp đó, có Linh Nhi theo ta, toàn bộ thái cổ thần tông, chính thức so với ta mạnh hơn người, chỉ có 50 cái tam nguyên kiếp lão. Tuy nhiên không có thiên tinh cảnh như vậy nghịch thiên, nhưng số tuổi này có thực lực này, đặt ở Viêm Hoàng đại lục, từ xưa đến nay. Ngoại trừ Hiên Viên Si, liền không có cái thứ hai. Trong lịch sử mặt khác 9 cái thượng thần, thành thần thời điểm, tối thiểu đều là 100 tuổi trở lên. Vốn là Linh Nhi nhiệm vụ, là trùng kích thượng thần cảnh giới, bất quá để Phương Thanh Ly đảo loạn một lần, cảnh giới lùi lại 10 tầng, tăng thêm ngũ đại thần vực lập tức liền sẽ tiến công, cần phải không dự được. Nàng muốn cùng chính mình, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hoan nghênh. Nàng lưu lại tiên thiên thần thai, Lý Thiên Mệnh chỉ cần cùng Hiên Viên Đạo nói một tiếng là được rồi. Hiên Viên Đạo ngay tại Nhiên Linh Cung bên ngoài, suy nghĩ thiên tinh diệu long thần kích, lần này, hắn càng không dám rời đi. Phụ Linh về sau, Lý Thiên Mệnh rời đi Nhiên Linh Cung.
ca ca, đi nơi nào a? Khương Phi Linh hỏi. Nàng giấu ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Ngươi đến chín đại thần vực về sau, thì cơ hồ không có tự nhiên linh cung đi ra qua. Ta mang ngươi, nhìn xem chúng ta thần tông rất tốt non sông. Lý Thiên Mệnh cười nói. Oa, nàng kích động đến la to. Đều nhanh nhẫn nhịn một năm a. Rời đi nhiên linh cung, Lý Thiên Mệnh mang theo nàng, đi khắp Thái Cực Phong hồ sơn giã, đất tuyết, vách núi treo leo, thậm chí dạo phố, mua sắm, mua quần áo, vật phẩm trang sức. Khương Phi Linh ngẫu nhiên giải trừ phụ linh đi ra, trên mặt viết đầy nụ cười hạnh phúc. Lý Thiên Mệnh hiện tại là chỉnh cái thần vực phong vân nhân vật, hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có đệ tử nhóm cuồng nhiệt ánh mắt. Phi tốc quật khởi, như là thần thoại. Ca ca, hỏi ngươi một vấn đề. Màn đêm buông xuống, Khương Phi Linh ghé vào trên lưng của hắn, từ hắn cõng, tại ban đêm ám lam sắc trên mặt tuyết hành tẩu. Vấn đề gì? Tôn thần cùng đế tử, cái gì thời điểm, có thể quang minh chính đại cùng một chỗ đâu? Nàng tràn ngập chờ mong mà nói. Lúc ban ngày, nàng muốn đi cổ phong đường phố lay một cái, thế nhưng là không có cách, không thể đi ra. Lại chờ một chút, đại khái chờ ta có thể, đánh ngã một số tam nguyên kiếp lão lại nói. Cái này dù sao cũng là một cái, làm trái nhân luân tin tức nặng ký. Hắn không xác định thái cổ thần vực người, có thể hay không tiếp nhận. Dù sao, tôn thần là tín ngưỡng của bọn họ, mà Lý Thiên Mệnh thân phận bây giờ, vẫn là tôn thần đồ đệ, đây là sư đồ yêu. Thậm chí có khả năng, để cho địch nhân chế nhạo, ở trong đó làm văn chương, ảnh hưởng thái cổ thần vực sĩ khí. Tốt, Khương Phi Linh gật đầu. Linh Nhi yên tâm, ta sau ngươi, càng không muốn lén lút. Lý Thiên Mệnh nói. Ai biết a? Hừ hừ, ngươi không phải còn muốn cho, Mộc Tuyết, đưa chí cao kiếp nguyên sao? Khương Phi Linh bĩu môi nói. Ngươi ghen, vậy ta không tiễn, Lý Thiên Mệnh nói. Không được, người ta bởi vì ngươi, đã mất đi cộng sinh thú, ngươi làm sao có thể nuốt lời đâu. Ngươi không có uy tín, không có chỗ đứng, ca ca. Khương Phi Linh nói. Dạng này a, vậy ta thì cố mà làm, đưa đi. Ha ha, quả nhiên, người hắn mèo đang đùa ta. Khương Phi Linh ở sau lưng nắm lỗ tai của hắn, rất là đáng yêu mà nói. Đừng đừng, Linh Nhi, đừng nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, dừng bước. Thế nào, Khương Phi Linh nhoáng một cái, ôm chặt hơn nữa. Tốt phong phú, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Ngươi nói cái gì a? Khương Phi Linh khuôn mặt, phốc một chút thì đỏ lên, thả ta xuống. Ta không nói gì a? Ta nói chính là, cái này cuộc sống tạm bợ qua được rất phong phú. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu Lý Tử. Bỗng nhiên cộng sinh không gian truyền đến một tiếng nãi thanh nãi khí thanh âm, nguyên lai là tiên tiên. Người khác gạt người, người nói phong phú, là nàng mị mị. Lý Thiên Mệnh sắc mặt tối đen, đứng chết chân tại chỗ. Cái này ai bảo? Về Hiên Viên Hồ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đi Hiên Viên Mộc Tuyết nhà một chuyến, thuận tiện để Hiên Viên Ngu, cho Huỳnh Hỏa lại đến một chút dược. Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Bắc Cung Thiển Vũ, cùng lúc trước. Tham gia thiên hạ đệ nhất hội mấy cái người bằng hữu nhóm đều tại. Thiên Mệnh, thật sự là quá biến thái, đi một chuyến thiên tinh cảnh, nhân họa đắc phúc, chẳng những đem chúng ta triệt để hất ra, càng là liền quỷ vương đều làm thịt. Một chữ, châu bò. Đó là hai chữ, ha ha. Bọn họ vốn cho rằng, Lý Thiên Mệnh leo lên tầng thứ cao hơn, sẽ không tốt ở chung, không nghĩ tới, hắn cơ hồ không có thay đổi gì. Đại khái cùng bọn hắn hàn huyên một chút thiên tinh cảnh sự tình. Lý Thiên Mệnh liền muốn rời đi. Hắn để Hiên Viên Mộc Tuyết tiễn hắn một chút. Chí cao kiếp nguyên có thể sinh ra 999 ngôi sao cộng sinh thú, thuộc về tuyệt thế trọng bảo, Lý Thiên Mệnh muốn tự mình cho nàng. Bão tuyết đã sớm ngừng, nhưng tuyết đọng còn tại. Bọn họ sóng vai đi đang phát tán ra u quang trong đống tuyết. Đảo mắt nhanh tới cửa. Cái này đưa ngươi, Lý Thiên Mệnh đem, băng minh thần tinh, theo tu di giới chỉ bên trong lấy ra. Cái gì nha, Hiên Viên Mộc Tuyết đứng trong gió, nàng dừng bước, gió nhẹ nhẹ phẩy ở giữa, sợi tóc tán rơi xuống, nàng thân thủ đem tóc rối, kẹp ở lỗ tai đằng sau. Đáp ứng người đồ vật, chí cao kiếp nguyên, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nghe nói người cộng sinh thú, tiến hóa đến 999 tinh. Ngươi là chăm chú sao? Hiên Viên Mộc Tuyết ngơ ngác một chút. Rất nghiêm túc, Lý Thiên Mệnh đem băng minh thần tinh đưa cho nàng, ngươi là ta tại Thái Cổ Hiên Viên Thị. Bằng hữu tốt nhất. Nhận lấy đi, ta bốn cái cộng sinh thú, nhiều một cái,
không cần dùng, đương nhiên muốn tặng cho ngươi. Ngươi coi như bán, đều có thể đổi rất nhiều bảo bối. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi cũng quá coi thường ta, ta hiện tại thân phận này, bảo bối gì, ta để mắt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cũng đúng nha, Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu nói. Ngươi trước kia thẳng dứt khoát a, khác lề mề chậm chạp, khách khí với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, cảm ơn ngươi, Thiên Mệnh, ngươi là một cái quân tử. Hiên Viên Mộc Tuyết hai tay tiếp được băng minh thần tinh, quý giá như thế bảo bối, đủ để cải biến vận mệnh của nàng, nàng ngón tay có chút khẽ run. Chớ khen ta, không để ý thì nhẹ nhàng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, hắn lại lấy ra một cái cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, nói, cái này cũng cầm lấy, phân hai lần tiến hóa, dùng cái này hòa hoãn một chút, ta sợ ngươi cộng sinh thú nhịn không được, từ từ sẽ đến. Trọng bảo đều nhận, cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, Hiên Viên Mộc Tuyết đương nhiên không có chối từ. Ta cho ngươi thêm mấy bước, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Đi tới. Dọc theo Hiên Viên Hồ Mặt Băng, bọn họ hướng Nhiên Linh Cung phương hướng đi. Nghe nói, cái kia 5 cái thần vực đã toàn diện điều động, chính thức khai chiến, cũng là chuyện mấy ngày này. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu nói. Đúng, bất quá ngươi đừng hoảng hốt, tạm thời tới nói, Thái Cực Phong Hồ bên này, có 9 tầng kết giới tọa chấn, không dễ dàng như vậy bị công phá. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không lo lắng bên này, hiện tại mọi người lo lắng chính là 108 tòa thần thành. Nếu như địch nhân kéo dài tàn nhẫn vô đạo phương thức tấn công, giết người chế tác thi khôi thi thú, sau đó lấy thi khôi thi thú, đánh hạ tòa tiếp theo thần thành, toàn bộ thái cổ thần vực, đều sẽ sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ muốn rời khỏi thần tông, bảo hộ thần vực con dân. Hiên Viên Mộc Tuyết hốc mắt ửng đỏ. Thái cổ thần vực, ngoại trừ Thái Cực Phong Hồ thần tông, chính là cốt lõi thống trị. Chỉnh cái thần vực phân chia có 108 tòa thần thành. Mỗi một tòa thần thành đều là một cái đại khu vực hạch tâm. Bây giờ là thời gian chiến tranh, mỗi cái khu vực cơ hồ đều muốn phần lớn con dân tập trung đến bên trong tòa thần thành. Thần thành trên cơ bản tương đương một cái tiểu tông môn, đóng quân có thái cổ thần quân cùng thần thành vệ quân, đều có thủ hộ kết giới. Đương nhiên, các loại phối trí khẳng định không có cách nào cùng Thái Cực Phong Hồ bên này so sánh. Trên thực tế, 9 đại thần vực cái này 100.000 năm qua tranh phong, sẽ rất ít tác động đến thương sinh, trên cơ bản đều là tông môn cùng tông môn ở giữa đối kháng. Coi như đánh hạ thần thành, chiếm lĩnh khu vực địch chiếm đóng, cướp bóc tư nguyên, bình thường đều không đuổi tận giết tuyệt. Đại bộ phận đều chỉ nhằm vào quân đội, không giết bách tính, tiếp nhận đầu hàng. Thế mà, Cửu Cung Quỷ Tông tại Thiên Tinh Cảnh vừa mở ra thời điểm, ngay tại ngũ hành thần vực thực hành, đồ thành. Mặc kệ là quân đoàn vẫn là dân chúng vô tội, một luồng đồ sát, chế tác thi khôi thi thú, tính gộp lại chiến tranh tư bản, cứ như vậy quả cầu tuyết. Nói cách khác, bọn họ vì thắng, vì dục vọng, trong lòng đã không có nhân đạo, cùng súc sinh cũng không bằng. Muốn không phải người tại Thiên Tinh Cảnh, cho bọn hắn trọng thương, đoán chừng sẽ còn càng phách lối. Hiên Viên Mộc Tuyết trong mắt, cất giấu đối thái cổ thần vực thật sâu sầu lo. Nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đây là quê hương của nàng. Là nàng thể sống chết bảo vệ địa phương. Thiên Tinh Cảnh sự tình sẽ chỉ dẫn phát phẫn nộ của bọn hắn, không có lương tâm vô cùng hung ác chi đồ, sớm muộn triển lãm hội mở mãnh liệt hơn thế công, bọn họ có bao nhiêu tàn bạo, rất nhanh liền có thể thấy được. Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh, ta có lúc rất không hiểu, mỗi người đều là sinh mệnh, đều là phàm nhân, người nói vì cái gì, bọn họ liền có thể xem mạng người như cỏ rác đâu. Là bọn họ nhân tính vốn ác sao, lớn như vậy Cửu Cung thần vực. Một cái người thiện lương đều không có. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mỗi người đều sống ở trong bóng râm, nàng quá cần khuynh thuật. Ác, khẳng định là ác, trên thế giới này, xác thực có rất nhiều người, vì quyền thế, vì nghiền ép người khác, vì đạt được địa vị trí cao vô thượng, vì người người thần phục, vì tài vật mỹ nhân, đi ra bán linh hồn của mình, vứt bỏ trong lòng nói, lấy người khác bi thảm, đem đổi lấy lực lượng. Chỉ có sức mạnh, mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Một khi đạp vào con đường này, thì không thể quay đầu. Ta không phải nói Cửu Cung Quỷ Tông, đều là như vậy người, chỉ ít ta gặp qua rất nhiều không có không điểm mấu chốt người. Trong bọn họ khẳng định có người lương thiện, có thể đại ô nhiễm môi trường, giúp đỡ chính nghĩa người, căn bản không sống nổi, cho nên cũng quyết định không được đại cục. Mộc Tuyết, người tin không? Không dùng phụ trách giết hại, là sẽ lên nghiện. Không có người nào là trời sinh ác. Nhưng là, một cái thiên nhiên trảo nhuộm. Sẽ để cho sinh ra ở trong đó người, đều ngậm lấy huyết tinh xuất sinh.
Nói cũng phải, ta nghe nói cửu cung thần vực phần lớn người, sẽ không cảm thấy chính mình hung tàn, bọn họ quản cái này gọi, dân phong biêu hãn. Hiên Viên Mộc Tuyết lắc đầu nói. Lý Thiên Mệnh thì rơi vào trong trầm tư. Thật lâu, hắn nói, Mộc Tuyết, lần này, bọn họ lấy giết tôn thần làm kiếp nổ, ý đồ chiếm đoạt thái cổ thần vực quyết tâm mạnh như thế. Bản tính là một bộ phận, có thể trước đây vạn năm, bọn họ cũng rất ít sử dụng ác độc chi pháp, cho nên ta suy đoán, làm cho chín đại quỷ vương phát rồ, nhất định có bản tính bên ngoài lý do. Lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ một chút hướng trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến, thiên nguyên đỉnh ngũ sắc thần quang, xông lên hôi tinh, chống đỡ lấy hôi tinh phía trên kết giới. Hôm qua ta tại độ kiếp phong cùng kiếp lão nhóm nói, mặc kệ đối phương mục đích thực sự là cái gì, nhất định cùng thiên nguyên đỉnh có quan hệ. Việc này ngươi biết liền tốt, đừng nói cho những người khác. Lý Thiên Mệnh nói, ta đã hiểu, nước thật sâu. Hiên Viên Mộc Tuyết hít thở sâu một chút, trong mắt có dứt khoát, nàng bỗng nhiên lấy ra băng minh thần tinh, đưa cho Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, hảo bằng hữu, còn cho ngươi. Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Ta sợ lãng phí, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Có ý tứ gì? Ta cùng đại ca, đã hướng mẫu thân xin phép qua, 3 ngày sau, chúng ta thì xuất phát, tiến về biên cảnh thần thành. Đi làm gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Chúng ta là thái cổ Hiên Viên thị, nếu như cần phải có người, đi ngăn cản ma quỷ tàn phá bừa bãi nhân gian, chúng ta huynh muội nguyện ý xông lên phía trước nhất. Ta tại thần tông nhanh 20 năm, ta hưởng thụ lấy thần vực tốt nhất tư nguyên. Làm thương sinh vạn dân sinh tử phiêu diêu thời điểm, ta không thể trốn ở thái cực phong hồ, ta phải nhận gánh trách nhiệm, đến cống hiến lực lượng. Nếu có người muốn chết, thì để thượng thiên lấy trước đi mạng của chúng ta, để người vô tội, thật tốt sống sót. Trên mặt tuyết ban đêm, hoàn toàn tĩnh mịch, nàng mặt mỉm cười, hốc mắt đỏ bừng, nói đến lời nói như thế dứt khoát. Ngươi quá nhỏ Mộc Tuyết, bây giờ không phải là ngươi nhận gánh trách nhiệm thời điểm. Lý Thiên Mệnh run lên rất lâu, mới trầm giọng nói ra. Không nhỏ, lần này không đi, tiếc nuối cả đời. Nàng ánh mắt nóng rực, Thiên Mệnh, không chỉ là ngươi muốn làm anh hùng, chúng ta cũng muốn, ngươi không dùng khuyến cáo ta. Mẫu thân của ta đều đáp ứng. Ta bội phục ngươi, Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hồng Trần, loạn thế, nhi nữ tình trường, mỗi người đều là có máu có thịt tồn tại. Thái cổ Hiên Viên thị truyền thừa 200.000 năm, trong lòng mỗi người, đều có bất tử bất diệt tộc hồn. Giống nhau 20 vạn năm trước, bọn họ thủy tổ Hiên Viên đại đế, xuất lĩnh nhân tộc nghịch thiên cải mệnh khí phách. Lấy về đi, ta không có nhiều sinh lộ, cho ta thật lãng phí. Tốt đáng tiếc, nó cũng có thể tạo nên một cái tông chủ. Hiên Viên Mộc Tuyết nhìn trong tay băng minh thần tinh, ánh mắt có chút run rẩy. Tuy là thần vật, đáng tiếc, cùng mình vô duyên. Cầm lấy, Lý Thiên Mệnh nói. Thật sẽ lãng phí, ta không xứng với nó. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Biên cảnh thần thành, sẽ phải gánh chịu đợt thứ nhất trùng kích, nơi đó là hung hiểm nhất địa phương. Cầm lấy, Lý Thiên Mệnh đem nàng buông ra ngón tay, đặt tại băng minh thần tinh phía trên, sau đó mỉm cười hỏi, 3 ngày sau, có bao nhiêu người, ra ngoài biên cảnh thần thành. Có một nhóm mấy trăm người quy mô nhị nguyên kiếp lão, còn có 5.000 nhất nguyên kiếp lão cùng 20.000 phổ thông kiếp lão, chúng ta mấy cái đến sinh tử kiếp cảnh, có thể làm phổ thông kiếp lão, lăn lộn đi qua. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, mấy người các ngươi, còn có ai? Ta đại ca, Thiền Vũ tỷ, còn có mấy cái đồng tộc huynh đệ. Ngươi đều biết, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Được, 3 ngày sau, ta và các ngươi cùng đi tiền tuyến. Lý Thiên Mệnh nói, không thành, ngươi là đế tử, ngươi không thể đi à. Dù sao thân phận của ngươi quan trọng, Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ta nói có thể đi, liền có thể đi, Lý Thiên Mệnh nói. Cửu cung thần vực. Quỷ thần Sơn Mạch. Tại quỷ tông bên này, cao nhất thánh điện, tên là Cửu Quỷ Thiên Cung, nơi này là quỷ vương vị trí. Ngày bình thường, chín đại quỷ vương liền ở chỗ này tiến hành gặp gỡ, thương nghị tông môn đại sự. Đương nhiên, nếu có quỷ tông chân chính khách quý, cũng lại ở chỗ này tiếp đãi. Hôm nay Cửu Quỷ Thiên Cung, so trước kia muốn náo nhiệt một số. Trước kia thứ nhất, thứ hai quỷ vương, cơ bản không tại, chỉ có 7 cái quỷ vương thương nghị đại sự. Hôm nay mặc dù vẫn là 7 cái quỷ vương, nhưng lại nhiều mấy cái khách nhân. Cái này 7 cái quỷ vương, thiếu đi huyết ý, thanh minh, nhiều một cái áo đen lão giả, cùng một cái bạch bào tiểu nữ hài. Bọn họ ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, tự nhiên là chủ nhân tư thái. 5 cái quỷ vương,
tại hai bên gạt ra. Có thể đi vào cửu quỷ thiên cung khách nhân, hết thảy có 4 vị. Theo thứ tự là Phong Thanh Mục, Lý Thải Vi, Trưởng Tôn Thần Khung cùng tân nhiệm tứ tượng Hải Long Vương, Long U Nguyệt. 4 người bọn họ, đại biểu cùng cửu cung quỷ tông liên hợp 4 cái tông môn, mà lại, đều nắm giữ tối cao quyền uy. Không giống một nguyên, tam tài những tông môn này, tông chủ đều có 3 cái. Âm Dương Ma Tông tuy nhiên có 2 cái tông chủ, có thể Tần Phong Dương căn bản không có cái gì quyền thế, chỉ là cái vật biểu tượng. Bọn họ đã thương nghị qua một đoạn thời gian. Lúc này thời điểm, Tử Tiêu Quỷ Vương đứng lên, nói. Ta sửa sang một chút thương nghị kết quả, trước mắt, ngũ hành thần vực đã bị chấn phục, có thể không dùng phản ứng, bọn họ sợ vỡ mật, không có gì huyết khí. Mặt khác Tam Tài Thiên Tông, Bát Quái Tâm Tông, Từ Thất Thinh Thiên Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông phân biệt đối phó, nhưng các ngươi vây mà không tấn công, hù dọa một hạ được. Long Tông Chủ, Trưởng Tôn Tông Chủ, các ngươi chân chính chủ lực, theo chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó, ngũ đại thần vực quân đoàn, cùng một chỗ theo 5 cái phương hướng, đem nhất nguyên thần vực 108 tòa thần thành toàn bộ chìm ngập. Nếu như bọn họ dám theo Thái Cực Phong Hồ, ra tới cứu viện thần thành, như thế tốt nhất, đến mấy cái giết mấy cái. Nếu là bọn họ chủ lực, có đầu rút cổ Thái Cực Phong Hồ, chúng ta nhiều người như vậy, cũng đủ để đánh vỡ 9 tầng kết giới. Đến mức còn lại ngũ hành, tam tài cùng bát quái, bọn họ đã không có mắt, chờ nhất nguyên thần vực hủy diệt về sau, chúng ta theo thứ tự cầm xuống, sau cùng, dựa theo trước kia nhu cầu, chia cắt chiến lợi phẩm. Nói đến, bọn họ lấy vị ý nghĩ của chúng ta, vẫn là bức bách 3 cái kia tiểu tông môn phản chiến, chúng ta liền dứt khoát điểm, không chơi hư, trực tiếp diệt thần tông. Cái này mạch suy nghĩ, các vị có thể có ý kiến. Sau khi nói xong, Tử Tiêu Quỷ Vương liếc nhìn chung quanh. Đợt công kích thứ nhất, người nào đến? Phong Thanh Mục hỏi. Chúng ta, Tử Tiêu Quỷ Vương mỉm cười, nói, chúng ta tại ngũ hành thần vực, công phá 10 tòa thần thành, chứ bị không ít thi khôi thi thú. Có thể xem như pháo hôi, tiến công nhất nguyên thần vực phương nam khu vực, một đường lên phía bắc, san bằng thần tông. Ta có một chút ý kiến. Phong Thanh Mục thấp tay, nhìn lấy chính mình kiếm khí mãnh liệt ngón tay nói. Phong huynh, mời nói. Tử Tiêu Quỷ Vương nhìn thoáng qua mặt không thay đổi thứ nhất, thứ hai Quỷ Vương, lại đối Phong Thanh Mục nói. Ngũ đại thần vực vây công, nhất nguyên thần vực 108 tòa thần thành, cần phải có thể cầm xuống. Cuối cùng tiến công Thái Cực Phong Hồ, cá nhân ta cho rằng, chỉ cần tổn thất, trong phạm vi chịu được, đều có thể tiếp nhận. Rất hiển nhiên, các ngươi lại tại nhất nguyên thần vực luyện chế thi khôi thi thú, không khỏi lãng phí thời gian, vẽ rắn thêm chân. Cho nên, ta hy vọng, các ngươi bên này, có thể đình chỉ thi triển cấm thuật. Phong Thanh Mục nói. Phong huynh thế nhưng là thương hại chúng sinh, Tử Tiêu Quỷ Vương cười hỏi. Người vô tội, có quyền lực sinh tồn. Phong Thanh Mục nói, có thể đó là nhất nguyên thần vực chúng sinh, không phải lục đạo thần vực chúng sinh. Tử Tiêu Quỷ Vương nói, đều là người, đều như thế. Phong Thanh Mục nhìn lướt qua, hỏi, ba vị ý kiến đâu? Phong tiền bối ưa thích nhanh chóng quyết đoán, không thích lầm bà lầm bầm, có thể gọn gàng mà linh hoạt đánh tan đối thủ, xác thực không cần làm trái thiên đạo, ta quyết định chống đỡ. Lý Thải Vi mỉm cười nói, ta cảm thấy không quan trọng a, nhất là tiền kỳ. Không cho nhất nguyên thần vực trả giá đắt, bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trưởng Tôn Thần Khung vội vàng nói. Lời này rất rõ ràng, cái mông quyết định đầu, hắn không có Phong Thanh Mục cùng Lý Thải Vi tư bản, chỉ có thể nghe cửu cung quỷ tông. Long Tông Chủ đâu? Tử Tiêu Quỷ Vương hỏi. Ta tùy tiện, Long U Nguyệt nói. Tử Tiêu Quỷ Vương nhìn về phía trên cùng hai vị quỷ vương. Cứ dựa theo Phong Tông Chủ nói làm, bất quá, nếu như vậy, chiến lực căng thẳng. Chỉ sợ cần lục đạo kiếm tông thêm ra một chút khí lực. Bạch bào tiểu cô nương dùng thanh âm khàn khàn nói. Ta tự mình xuất thủ, như thế nào? Phong Thanh Mục thản nhiên nói. Vậy liền không thể tốt hơn, Phong Tông Chủ tu vi, thiên hạ đệ nhất, ai có thể cản? Bạch bào tiểu cô nương nói. Bà Sa Quỷ Vương thật biết nói đùa, tại hai vị trước mặt, ta chỉ xứng làm một người trời dưới thứ ba. Không biết hai vị, đánh tính toán cái gì thời điểm xuất thủ? Phong Thanh Mục lãnh đạm nói. Phong Tông Chủ khiêm tốn, chúng ta hai cái, vì tử kiếp, chỗ liên lụy, tuổi tác lớn, mỗi lần động thủ, đều là lấy mạng đang chơi, tự nhiên muốn dùng ở lúc mấu chốt. Bên cạnh áo đen lão giả dùng nam đồng thanh âm nói. Hai vị đều sống nhanh 500 năm, tại cái này chết kiếp bên trong, đều giữ vững được hơn 60 năm,
nhất định có siêu tuyệt bảo mệnh bí pháp, như có cơ hội, để ta mở mang kiến thức một chút. Phong Thanh Mục nói, chỉ là xấu thuật, không đáng nhắc đến. Áo đen lão giả nói. Nói đến đây, Phong Thanh Mục không nói thêm lời. Cửu Quỷ Thiên Cung lâm vào tĩnh mịch bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.